Bản thân Lục Lâm Thiên hiện rất khó chịu, thanh niên Hắc Kiếm Môn là vũ sư, Lục Lâm Thiên thì là vũ sĩ. Hắn nuốt chân khí của đối phương, nếu Lục Lâm Thiên là thể chất bình thường thì đã nổ banh xác, dù vậy chân khí cuộn trào, năng lượng khổng lồ chạy trồm như ngựa điên trong người hắn. Lục Lâm Thiên biết Nam Thúc không nói giỡn, trước kia Nam Thúc đã dặn dò là Lục Lâm Thiên tuyệt đối không được cắn nuốt người thực lực mạnh hơn mình, đan dược phẩm chất cao, năng lượng quá lớn thì thân thể không chịu nổi. Lục Lâm Thiên cảm thấy thực lực của thanh niên Hắc Kiếm Môn chỉ vừa đến vũ sư, hắn thì là đỉnh vũ sĩ bát trọng nên muốn thử xem. Giờ Lục Lâm Thiên đã biết vũ sư và vũ sĩ cách biệt quá lớn. Dù là vũ sĩ cửu trọng và vũ sư nhất trọng cũng cách biệt xa, chân khí trong người thanh niên Hắc Kiếm Môn khổng lồ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng trong thân thể. May mắn kinh mạch và cơ thể của Lục Lâm Thiên mạnh hơn người cùng tu vi, hắn cắn răng miễn cưỡng đối kháng lại. Trong một đại điện, mấy người ngồi trên ghế, một nữ nhân mặc cung trang loang lổ vết máu đứng trong đại điện nói gì đó. Nữ nhân mặc cung trang chính là đệ tử Hắc Kiếm Môn bị Lục Lâm Thiên cắt rớt một lỗ tai trong Phi Linh Môn. Trên bệ cao, một nam nhân áo đen tức giận quát. Cái gì, Phi Linh Môn quá to gan. Cơn giận cháy hừng hực trong nam nhân áo đen. Nữ nhân mặc cung trang nói. Sư phụ phải báo thù cho đệ tử, đại sư huynh còn đang bị Phi Linh Môn bắt giữ. Hốc mắt nữ nhân mặc cung trang ngấn lệ, nàng che lỗ tai không dám buông tay, thiếu một lỗ tai xem như bị hủy dung. Nam nhân áo đen hỏi đám người trong đại điện. Các vị trưởng lão thấy sao? Một lão nhân mặc trường bào nói. Trưởng môn, Phi Linh Môn bình thường không to gan như vậy. Ta lo là có cường giả chống lưng. Mới rồi Ngọc Nhi đã nói trưởng môn Phi Linh Môn là một nhãi danh vũ giả song hệ, trước kia chưa từng xuất hiện trong Phi Linh Môn. Xem khí thế từ người lão nhân thì là cường giả đẳng cấp vũ phách, chính là trưởng lão của Hắc Kiếm Môn. Một lão nhân mặc trường sam đứng bên trái trầm giọng nói. Cái này khó nói, sợ là tiểu tử chưa dứt sữa không biết nặng nhẹ, dám chống lại Hắc Kiếm Môn chúng ta. Phi Linh Môn làm sao có cường giả được? Chúng ta nên thừa dịp này tiêu diệt sạch Phi Linh Môn. Nam nhân áo đen nói. Hai vị trưởng lão nói đều có lý, nhưng Phi Linh Môn đột nhiên to gan như vậy e rằng có chỗ dựa, chúng ta nên điều tra rõ tình huống. Nữ nhân mặc cung trang hỏi. Sư phụ, còn đại sư huynh thì tính sao? Đại sư huynh vẫn đang trong tay Phi Linh Môn. Nam nhân áo đen hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta không tin Phi Linh Môn dám giết người Hắc Kiếm Môn. Chắc muốn dùng đại sư huynh của ngươi để uy hiếp chúng ta. Ta thật muốn xem Phi Linh Môn dám làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mật thất, ánh sáng vàng đất bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, từng đợt chân khí sau khi được luyện hóa không ngừng rót vào đan điền khí hải của hắn. Những chân khí này luyện hóa sơ là sẽ thuộc về Lục Lâm Thiên, nhanh hơn luyện hóa đan dược nhiều. Mấy canh giờ sau quanh thân Lục Lâm Thiên dần tăng lên khí thế. Trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, chân khí dồi dào tràn ngập, chân khí lan tràn kinh mạch toàn thân, kinh mạch lại trướng to ra. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Áp xúc lại. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí lao mạnh vào đan điền khí hải. Lúc này đột phá cũng nằm trong dự tính của Lục Lâm Thiên. Hắn ở trạng thái cao nhất vũ sĩ bát trọng, giờ nuốt vũ sư Hắc Kiếm Môn, đột phá vũ sĩ cửu trọng là chuyện nước chảy thành sông. Bùm. Chân khí áp xúc. Trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Đan điền khí hải mở rộng gấp mấy lần. Vù vù vù. Năng lượng vô hình trong thiên địa ùa vào cơ thể Lục Lâm Thiên, khí thế quanh thân hắn tăng vọt lên, mãi khi trời sáng hơi thở mới dần bình ổn lại. Lục Lâm Thiên thở hắt ra khí đọng trong đan điền khí hải. Hộc hộc. Lục Lâm Thiên cảm giác trong đan điền khí hải lúc này chân khí dồi dào hơn trước kia gấp mấy lần nhếch môi nở nụ cười. Có âm dương linh vũ quyết khiến đột phá thực lực thật nhanh. Năng lượng chân khí bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt hắn chỉ luyện hóa một góc nhỏ, Lục Lâm Thiên ước chừng năng lượng này đủ cho hắn đột phá đẳng cấp đỉnh vũ sĩ cửu trọng, lại nuốt hồn thần dịch lần nữa là sẽ một hơi đột phá linh sư, vũ sư nhất trọng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Luyện hóa tiếp, phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực. Thực lực mới là tất cả, hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ là vũ sĩ cửu trọng, sức mạnh còn yếu, hắn phải tăng tốc độ. Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong thân thể, chân khí bị hắn cắn nuốt liên tục luyện hóa hiệu quả tốt hơn một chút.
năng lượng chân khí trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần, tiến vào đan điền khí hải. Chân khí tinh khiết chồng chất nhiều hơn trong đan điền khí hải. Trong khi Lục Lâm Thiên luyện hóa thời gian đã tạm thời mất đi ý nghĩa. 5 ngày sau, cửa mật thất mở ra, bóng áo xanh đi ra ngoài. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, thân thiết kêu. Xèo xèo. Thiên Sĩ Tuyết Sư ngoan ngoãn đứng một bên. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm xuất quan. Như Lục Lâm Thiên dự định, sau khi đột phá vũ sĩ cửu trọng, luyện hóa chân khí của thanh niên vũ sư Hắc Kiếm Môn, đẳng cấp lên đến đỉnh cửu trọng. Lục Lâm Thiên lại dùng hồn thần dịch lần nữa là sẽ đột phá đẳng cấp linh sư, vũ sư. Khi đó Lục Lâm Thiên đạt tới linh sư, vũ sư nhất trọng, các loại thủ đoạn, dù gặp vũ sư lục trọng, thất trọng cũng có sức đánh lại. Lục Lâm Thiên còn nhiều con bài chưa lật. Lục Lâm Thiên quay về chỗ ở, Lục Tâm Đồng vui vẻ lao tới, trong lòng đã hoàn toàn xem hắn là người thân. Phương Tân Kỳ nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn đã bế quan 2 lần trong thời gian ngắn, trưởng môn cố gắng thật, hèn gì thực lực mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên hỏi. Lục sư tỷ, mấy ngày nay người Hắc Kiếm Môn chưa đến sao? Lục Lâm Thiên thầm lấy làm lạ vì người Hắc Kiếm Môn không đến kiếm chuyện, bọn họ thật sự sợ Phi Linh Môn sao? Phương Tân Kỳ trả lời. Không, chắc đã bị trưởng môn hù sợ không dám đến gây sự với Phi Linh Môn chúng ta. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Bị hắn hù sợ, không thể nào. Lục Lâm Thiên đọc ký ức trong đầu thanh niên vũ sư, hiểu sơ tình huống của Hắc Kiếm Môn. Thanh niên là đại đệ tử của trưởng môn Hắc Kiếm Môn, nữ nhân mặc cung trang bị Lục Lâm Thiên cắt rớt một lỗ tai là nhị đệ tử Triệu Ngọc. Tiền Bá Thiên, trưởng môn của Hắc Kiếm Môn, tu vi vũ phách tam trọng giống Lục Thanh. Trước kia Lục Thanh còn sống, Hắc Kiếm Môn không dám làm gì Phi Linh Môn. Trong Hắc Kiếm Môn còn 5 trưởng lão, 3 người vũ phách nhị trọng, 2 người vũ phách nhất trọng. Đẳng cấp vũ sư thì 10 mấy người, những đệ tử khác có 1/2 là đẳng cấp vũ sĩ, thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều. Tiền Bá Thiên nghe nói Lục Thanh đã chết thì muốn bá chiếm Phi Linh Sơn, phái 2 đệ tử đến thăm dò tình huống. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Hắc Kiếm Môn. Không biết Hắc Kiếm Môn đang chờ cái gì nhưng chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Lục Lâm Thiên phải tìm cách mới được, tránh cho Phi Linh Môn chịu thiệt lớn. Lục Lâm Thiên vốn không quan tâm Phi Linh Môn chết sống thế nào, nhưng trong Phi Linh Môn có mật thất để lại từ thời kỳ nó còn ở đỉnh cao, vậy thì khác. Nếu Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên không mở mật thất ra được, chìa khóa nằm trong tay 3 trưởng lão khác. Hơn nữa sống trong Phi Linh Môn một thời gian, Lục Lâm Thiên không muốn đệ tử Phi Linh Môn bị người tàn sát. Nếu Hắc Kiếm Môn tấn công, đệ tử Phi Linh Môn chỉ có nước chờ bị làm thịt, không đánh lại nổi, thực lực cách biệt quá lớn. Lục Lâm Thiên nhức cái đầu, hắn cũng yếu, muốn bảo vệ Phi Linh Môn không dễ gì, hoặc nên nói là không đối kháng nổi với Hắc Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, nếu có Nam Thúc ở đây thì tốt rồi. Nếu có Nam Thúc, tuy ngoài miệng sẽ bảo không giúp đỡ nhưng chắc chắn Nam Thúc âm thầm giúp Lục Lâm Thiên. Có Nam Thúc thì sợ gì Hắc Kiếm Môn nho nhỏ, vấn đề là Nam Thúc còn ở Lục gia. Lục Lâm Thiên thầm cảm thán nếu có thể kéo được một cường giả tọa trấn cho Phi Linh Môn thì hắn sẽ nhẹ gánh nhiều. Nghĩ tới điều này Lục Lâm Thiên tự giễu mình, cường giả thật sự làm sao coi trọng Phi Linh Môn nho nhỏ được. Địa môn đại phái đều sẽ mở rộng sơn môn hoan nghênh cường giả đến. Thấy Lục Lâm Thiên đứng sững sờ, Lục Tâm Đồng ngước đầu hỏi. Ca ca đang nghĩ gì? Lục Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Không có gì. Lục Lâm Thiên nói. Ca ca đi ra ngoài một lúc, Lưu Nhất Thủ ngoan ngoãn ở đây không cho đi lung tung. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, nhẹ gật đầu. Lục Lâm Thiên rời khỏi chỗ ở, nhướng mày. Hắc Kiếm Môn cách Linh Phi Sơn không xa, người Hắc Kiếm Môn không có hành động gì, vậy Lục Lâm Thiên đành đích thân tới đó. Lục Lâm Thiên định tìm một người, sử dụng siêu linh thuật thăm dò tình huống trước, cũng để chuẩn bị. Lục Lâm Thiên đến sau núi kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đi cùng. Ra ngoài Phi Linh Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh lặng lẽ biến mất. Mang Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long theo, Lục Lâm Thiên yên lòng yên dạ. Dù gặp phải cường giả vũ phách, có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Lâm Thiên sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn, ít nhất Thiên Sĩ Tuyết Sư có thể chở hắn chạy trốn. Hắc Kiếm Môn cách Phi Linh Môn không xa, gần như kề sát nhau. Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mất 20 phút là vào phạm vi Hắc Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên biết Hắc Kiếm Môn chỉ là môn phái hạng 3, T
tính trong cổ vực thì thế lực hắc kiếm môn chẳng đáng là gì, nhưng phi linh môn lại càng yếu hơn hắc kiếm môn. Lục Lâm Thiên nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư, nói. Tuyết Sư, người núp gần đây đi, không được lệnh của ta thì không được lộ ra. Phía trước là hắc kiếm môn, nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện rất dễ gây chú ý, nếu vời cường giả vũ phách đến thì Lục Lâm Thiên không chịu nổi. Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm. Growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh nằm trong một rừng cây. Tiểu Long, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long vượt qua hai đỉnh núi mới đến khu vực hắc kiếm môn. Bốn phía có cỏ dại tùm, phương xa có nhiều cây to mọc siêu vẹo, dễ dàng ẩn thân. Lục Lâm Thiên không dám đến gần khu vực trung tâm, miễn cho bị cường giả phát hiện. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên quan sát dãy kiến trúc hắc kiếm môn từ xa, xung quanh không thấy người hắc kiếm môn đâu. Sao không có ai? Chờ! Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Chỉ cần gặp một đệ tử hắc kiếm môn là hắn có thể thi triển siêu linh thuật, biết ngay hắc kiếm môn đang làm trò gì. Thời gian chậm rãi trôi, đã đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu nóng bức. May mắn đã gần mùa thu, không còn mặt trời chói chang. Chờ mấy canh giờ sau Lục Lâm Thiên chửi thầm. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên tính đổi nơi khác. Chờ Tiểu Long co duỗi lưỡi. Gri gri! Mắt Tiểu Long cảnh giác nhìn chằm chằm đằng trước. Có người đến. Lục Lâm Thiên giấu đi hơi thở, hắn cảm giác có hai người xuống núi. Một giọng nam nhân nhẹ nhàng vang lên. Sư muội, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ sư muội. Một thanh âm nũng nịu dụ dỗ cất lên. Sư huynh xấu xa, chẳng biết sư huynh nói thật hay dỗ người ta. Lúc này một nam một nữ đi lê y đi y hát núi, hai người nhìn bốn phía, tìm một lùm cỏ dày ngồi xuống, cách chỗ Lục Lâm Thiên núp hơn 10 thước. Xung quanh là cỏ dày. Hai người kia không ngờ còn có người khác ở đây. Hai người bộ dạng khoảng 21, 2 tuổi, nữ nhân trẻ tuổi chút, váy lộ nửa ngực, khe rãnh sâu hấp dẫn, khuôn mặt thì bình thường, không xấu nhưng cũng không quá đẹp. Nam dáng người khôi ngô, trán rộng mắt hít, có chút xấu xa. Lục Lâm Thiên cảm giác hơi thở từ hai người, toàn là đẳng cấp vũ sư nhất trọng, thực lực không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn ký ức trong đầu thanh niên hắc kiếm môn biết hai người này cùng là đệ tử của Tiền Bá Thiên, trưởng môn hắc kiếm môn, đứng hàng thứ ba, thứ bốn. Tiền Bá Thiên có 6 đệ tử, 4 người đẳng cấp vũ sư, 2 người là vũ sĩ bát trọng, cửu trọng. Vừa ngồi xuống đất, thanh niên đã sờ người thiếu nữ. Sư muội, ta nhịn hơn 10 ngày rồi, hôm nay cho ta sung sứ y gờ đi. Thiếu nữ ớ ngờ. Sư huynh xấu xa. Mới đó đã khi dễ người ta. Mắt thiếu nữ nóng rực hùa theo thanh niên sờ soạng. Sư muội không thích vậy sao? Thanh niên lộ rõ háo sắc, hai tay sờ ngực thiếu nữ xoa bóp. Thiếu nữ nhắm mắt dễ y gì? Thiếu nữ vừa thở dốc vừa nói. Sư huynh phải hứa với ta sau này không được đỡ upsilon.ng vào nhị sư tỷ, nếu không ta mặc kệ sư huynh. Thanh niên khẽ nói. Sư muội yên tâm. Nhị sư tỷ bị cắt đứt một lỗ tai trong phi linh môn, nhìn xấu muốn nôn, không nổi hứng được. Sư muội tốt hơn, trong lòng ta chỉ có mình sư muội. Thanh niên sốt ruột luồn tay vào cung trang của thiếu nữ, tay kia dọc theo lưng trượt xuống mông. Thiếu nữ không chịu nổi upsilon, dễ y gì. À, vậy thì tốt, trong lòng ta chỉ có sư huynh. Bảo bối phía dưới của sư huynh mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thiếu nữ giật mình nói lỡ miệng, vội im ngay. Thanh niên cười ra. Cái gì, sư muội và đại sư huynh ngủ với nhau? Hôm nay ta phải cho sư muội biết sự lợi hại của ta. Thanh niên hấp tấp cởi quy upsilon ấp y áo, hai người quen tay nhanh chóng cởi sạch đồ. Lục Lâm Thiên chửi thầm. Đôi cẩu nam nữ. Nhìn hai người này yêu đương vụ IGTA làm Lục Lâm Thiên cũng nóng trong người. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói với Tiểu Long. Tiểu Long, ra tay. Chân khí bộc phát từ người Lục Lâm Thiên, hắn quỳ rạp dưới đất, vọt nhanh ra ngoài như con báo săn. Vù vù vù, Tiểu Long hóa thành luồng sáng vàng, bay nhanh ra ngoài mau hơn Lục Lâm Thiên. Tiểu Long nhanh như chớp lao về phía hai người. Là ai? Hai người là vũ sư, phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ lõa thể, phản ứng chậm hơn một bước, cộng thêm Lục Lâm Thiên sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén. Khai Sơn Trưởng. Trong khi hai người hốt hoảng bò dậy thì một trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra.
thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Lâm Thiên, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG. Thanh niên bị Lục Lâm Thiên vỗ trưởng đánh bay, miệng hộc máu. Phụt! Lục Lâm Thiên đã có tu vi đỉnh vũ sĩ cửu trọng, tuy thanh niên là vũ sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi. Thanh niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Ngươi là ai? Không đợi Lục Lâm Thiên trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc áo. Muốn chạy, đã muộn mất rồi. Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không. Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực ập tới lưng mình, thanh niên hoảng loạn chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một trường ấn chân khí vàng đất nghênh đón. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị xới tung. Nộ diễm quyền. Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Lâm Thiên đánh mạnh vào người thanh niên, quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại chút xuống. Thanh niên bị đánh bay đi, máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra. Chợt từ xa vang tiếng hét to. Ai đánh nhau trong Hắc Kiếm Môn của ta? Tiếng động vừa rồi gây chú ý với cường giả trong Hắc Kiếm Môn. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Nguy rồi. Đã không kịp thi triển siêu linh thuật, vài bóng người từ xa lao nhanh đến, đều cỡ đẳng cấp vũ phách, tốc độ nhanh như tia chớp. Lục Lâm Thiên kêu lên. Tiểu Long, chúng ta đi mau. Lục Lâm Thiên đến gần Thiên Sĩ Tuyết Sư, thiếu nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG đã bị Tiểu Long hút khô máu. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm nhẹ. Growl. Cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì sớm quấn vai hắn. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên. Mấy bóng người trong Hắc Kiếm Môn khi chạy lê y đỉ y hát núi chỉ thấy thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xa. Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất, nam nhân áo đen giống to. Ta chống mắt xem là ai càn rỡ trong Hắc Kiếm Môn của ta. Người này chính là trưởng môn của Hắc Kiếm Môn, Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên phát ra tiếng húy gió trầm thấp. U u. Trong Hắc Kiếm Môn có con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, là yêu thú phi hành to 40 thước, màu đen, lông chim dày. Chúng ta đuổi theo. Mấy người Hắc Kiếm Môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành đuổi theo gắt gao. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Chết tiệt, còn đuổi theo. Từ trong đầu thanh niên cho Lục Lâm Thiên biết Hắc Kiếm Môn có yêu thú phi hành, nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường, tên Hắc Tê Yêu Điểu, về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuy nhiên lúc này Lục Lâm Thiên không có thực lực đối kháng với Hắc Kiếm Môn, hắn không đánh lại cường giả vũ phách. Lục Lâm Thiên nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta tạm đừng về, người bay một vòng đi. Dù biết người Hắc Kiếm Môn không thể đuổi kịp nhưng Lục Lâm Thiên không trở về Phi Linh Môn ngay được. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp lại. Growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập hai cánh giấy lên dòng khí, chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước. Một lát sau, Tiền Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành chửi thầm. Chết tiệt, đó là yêu thú gì mà nhanh thế? Tiền Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt, gã không đuổi kịp. Tốc độ của yêu thú đó quá nhanh. Tiền Bá Thiên không thấy rõ hình dạng của yêu thú. Trong một sơn mạch, Lục Lâm Thiên thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của Hắc Kiếm Môn, hắn nhếch môi cười. Hắc Tê Yêu Điểu không cách nào so sánh với Thiên Sĩ Tuyết Sư được. Lục Lâm Thiên quan sát trên cao, cách Phi Linh Môn một khoảng dài, bên dưới là núi non chập trùng vô ngần. Trong dãy núi có mấy con sông uốn lượn bao la, có nhiều kiến trúc khác, chắc là người bình thường cư ngụ. Chợt có mùi thuốc bốc lên từ hiệp cốc đằng trước. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Ủa, mùi thuốc thật nồng. Mùi vị này dường như có ai đang luyện đan. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Trong hiệp cốc này tại sao có người đang luyện đan, còn không phải là đan dược bình thường. Nếu là đan dược phẩm cấp thấp thì không có mùi thuốc đậm đặc thế này. Lục Lâm Thiên không kiềm được lòng tò mò, dặp dò Thiên Sĩ Tuyết Sư chờ ngoài hiệp cốc. Tuyết Sư, ngươi chờ ta ở bên dưới. Ta đi xem sao. Lục Lâm Thiên giấu đi hơi thở, hắn bỏ hướng hiệp cốc, dọc theo mùi đan dược lặng lẽ tiến lên. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao hiển nhiên không phải kẻ yếu, Lục Lâm Thiên phải hết sức cẩn thận. Rình ngó người ta luyện đan là hành động không lễ phép.
vù vù vù. Chợt có hai người rạch phá dòng không khí mang theo tiếng xé gió sắc bén đáp xuống hiệp cốc. Lục Lâm Thiên cảm nhận hai hơi thở cường đại, hắn không dám thở mạnh thầm nghĩ. Thực lực mạnh quá. Thực lực quá mạnh, mạnh đến khó tin, Lục Lâm Thiên ước chừng cỡ vũ xuất. Nếu so với vũ phách thì như con kiến và con voi. Người đứng bên trái hét to. Đông Vô Mệnh, ta biết ngươi ở đây, ra đi. Thanh âm quanh quẩn trong hiệp cốc. Hai người khoảng 50 tuổi, mặc trường bào. Người bên trái cao hơn chút, mặc áo trắng, tóc cũng trắng, không gió áo tự bay, khí thế hùng hồn chấn vỡ đá vụn xung quanh. Người khác lùn hơn, mập hơn nhiều, đôi mắt âm trầm, vầng sáng vàng đất bao quanh người, khí thế sắc bén. Khí thế đó làm Lục Lâm Thiên núp ở phía xa bị ức chế. Trong hiệp cốc vang lên thanh âm trầm thấp. Ha ha ha, hai kẻ vô sỉ, các người có giỏi thì tự mình đi vào. Thanh âm chứa khí lạnh, giọng nói lạnh băng làm người rợn gai ốc. Thanh âm này rất quen thuộc. Lục Lâm Thiên núp dưới một tảng đá to, giọng nói làm hắn cảm giác đã nghe ở đâu đó. Lão nhân âm trầm hơi mập hét to một tiếng. Đông Vô Mệnh, người sắp chết còn cố vùng vẫy sao? Cho rằng bày một độc trận thì chúng ta không vào được hả? Chân khí bộc phát, lão nhân mập âm trầm nhảy vọt lên lao hướng hiệp cốc. Cương quyền bao phủ người lão nhân tóc bạc, lão cũng lao vào hiệp cốc. Bùm bùm bùm. Trong hiệp cốc truyền ra các tiếng nổ, Lục Lâm Thiên núp sau tảng đá to, không biết chuyện gì xảy ra bên trong nhưng thanh âm trong hiệp cốc rất quen thuộc, chắc chắn là người quen Lục Lâm Thiên từng gặp. Để xem đó là ai? Lục Lâm Thiên biết cường giả đẳng cấp cỡ này chiến đấu thì hắn không tư cách xen vào, sơ sẩy một cái sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng thanh âm quen thuộc khiến Lục Lâm Thiên thầm thắc mắc, hắn cắn răng bò lên hiệp cốc, nhìn xuống phía dưới. Bùm bùm bùm. Lục Lâm Thiên thấy trong sơn cốc tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, hai lão nhân tấn công dồn dập quét bay khói độc không thể gần người. Hiệp cốc rung rinh, trên bầu trời vang vọng tiếng nổ điếc tai. Hai lão nhân công kích đã đến trình độ khủng bố, mỗi đợt công kích vung ra vặn vẹo không gian gây tiếng nổ. Chính giữa sơn cốc, mùi thuốc đậm đặc lại dâng lên, có người vẫn đang luyện chế đan dược. Hai lão nhân không ngừng công kích làm người kia hơi thở không ổn định, rất khó luyện chế đan dược thành công. Lão nhân mập âm trầm hét to một tiếng. Đông Vô Mệnh, độc trận của ngươi không có gì hay ho cả, phá. Chân khí thuộc tính thổ bộc phát, lão nhân mập âm trầm cách không vỗ trường. Trường thế đánh ra, năng lượng vô hình dao động kịch liệt trong hiệp cốc. Trường ấn to mấy trăm thước dung nhập vào không gian, lặng lẽ quét về hướng đầy mùi thuốc. Khói độc đen đậm đặc chớp mắt tụ tập lại thành móng vuốt khói đen khổng lồ đằng trước trường ấn. Trường ấn vỗ mạnh vào móng vuốt khói đen. Năng lượng chân khí thuộc tính thổ hùng hồn thoáng chốc tràn ngập, không gian hiệp cốc bị vặn vẹo. Thanh thế khiến người sợ hãi, làm Lục Lâm Thiên ở bên trên hiệp cốc tim đập nhanh nhìn lén. Đây mới là cường giả thật sự, giơ tay nhấc chân, mỗi đợt công kích cực kỳ cường đại. Bùm! Năng lượng cuồng bạo thổi tan, móng vuốt khói đen nhìn như yếu ớt nhưng lúc này lại là không gì phá nổi nhất. Khói đen bị đánh tan lại nhanh chóng ngưng tụ xen lẫn mùi nồng gay mũi, trong khói có chất độc. Lỡ hít một hơi sẽ gặp rắc rối. Chẳng lẽ là lão độc vật? Lục Lâm Thiên nhìn khói độc đầy trời, liên tưởng thanh âm quen thuộc kia, hắn nghĩ ngay một người. Lão độc vật thôi hồn độc xuất. Trong khói độc lại vọng ra tiếng quát. Hừ, độc trận của ta sao có thể bị các ngươi dễ dàng phá? Lục Lâm Thiên nghe kỹ hơn. Đúng là lão độc vật rồi, sao lão ở đây? Thanh âm trong khói độc trừ lão độc vật thôi hồn độc xuất ra còn có ai? Lần trước chạy trốn trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Lâm Thiên cứ tưởng sau này không còn dịp gặp lại lão độc vật, ai ngờ tình cờ gặp tại đây. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Thôi, đi cho rồi. Lão độc vật không dễ chọc, nếu thấy Lục Lâm Thiên không chừng lại cho hắn ăn một viên độc dược, đi thì hơn. Vở kịch này không thể xem, sơ sẩy một cái là mất mạng nhỏ. Lão nhân tóc bạc hét to một tiếng. Đông Vô Mệnh, ta chờ xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Với tình huống hiện tại của ngươi chắc không chịu được lâu đúng không? Để xem ngươi có thể đối kháng lại hai chúng ta hợp sức không? Hai lão nhân tự kết ấn, hai năng lượng hùng hồn trong ngưng tụ hiệp cốc, không gian run rẩy. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập hình thành vầng sáng rực rỡ một xanh một vàng, hóa thành hai quả cầu năng lượng to lớn. Hai quả cầu ánh sáng xoay tròn, năng lượng ngập trời, thiên địa như chìm xuống, năng lượng này quá khủng bố.
hai lão nhân nhanh chóng đổi thủ ấn đẩy quả cầu năng lượng, lực lượng tuôn ra. Vù vù vù, hai quả cầu ánh sáng xé rách không gian, vặn vẹo dòng không khí rít gào đập vào khói độc dày, năng lượng kèm theo khiến người hết hồn cảm nhận nó. Khói độc màu đen đậm đặc bám vào chính giữa, mùi hôi bốc lên cao. Sóng năng lượng kịch liệt nổi gợn sóng khiến tim người đập nhanh. Chớp mắt hai quả cầu năng lượng to lớn đập mạnh vào khói độc như sóng giạt ra, gợn sóng vặn vẹo không gian to lớn trong hiệp cốc. Không gian biến hình, trướng to ra. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, ba năng lượng to lớn va chạm trong không trung. Các năng lượng đỡ upsilon.ng mạnh, bão năng lượng khủng bố như cơn lốc thổi quét. Hiệp cốc rung rinh tựa động đất. Bùm bùm bùm. Trong hiệp cốc lại vang tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khói đen tan tác, đoàn lửa khổng lồ bay tứ tung. Chính giữa hiệp cốc, một lão nhân áo đen ngồi xếp bằng, miệng chảy ra vết máu, mặt tái nhợt. Trước mắt lão nhân áo đen có cái đỉnh to, các đốm lửa tứ tán chính là linh hỏa nổ tung trong đại đỉnh. Lục Lâm Thiên định thừa dịp bỏ chạy nhưng mới đứng dậy thì vì thực lực ba người quá mạnh chấn động hiệp cốc, đá rơi như mưa làm hắn cùng một hòn đá cao hai thước lăn xuống dưới. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển chân khí, đá vụn đập túng lưng hắn. Lục Lâm Thiên nhảy vọt mấy cái, mặt xám mày cho đáp xuống một sơn cốc, vừa lúc đứng cách thôi hồn độc xuất không xa. Lục Lâm Thiên vừa rớt xuống hiệp cốc thì nó rơi khỏi vai hắn, giờ lại nhảy lên người hắn. Thôi hồn độc xuất, hai lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, cùng nhướng mày. Lục Lâm Thiên cười khổ chào thôi hồn độc xuất. Lão thúc, chúng ta lại gặp mặt. Là tiểu tử nhà ngươi, ta cứ nghĩ ngươi đã chết trong sơn mạch vụ đô. Thôi hồn độc xuất cất đại đỉnh trước mặt, nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, khá bất ngờ khi thấy hắn. Ánh mắt thôi hồn độc xuất nghi ngờ nhìn tiểu long trên vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hành lễ. Suýt chết mới thoát ra, các người tiếp tục đi, ta không quấy rầy, xin phép đi trước. Lục Lâm Thiên xoay người định chạy ra ngoài hiệp cốc, hắn không chơi chung với bọn họ nổi. Lão nhân mập âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi và Đông Vô Mệnh quen nhau, vậy đừng đi nữa. Thôi hồn độc xuất liếc lão nhân mập âm trầm. Phương Thành Hữu, một đứa nhóc chưa dứt sữa mà ngươi cũng muốn giết sao? Hắn không hề biết chuyện giữa ta và Thiên Tinh Tông các ngươi. Thôi hồn độc xuất ném viên đan dược cho Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, đây là thuốc giải phệ huyết hóa cốt đan, ngươi mau đi đi. Lục Lâm Thiên nhận lấy đan dược, sửng sốt nhìn. Lão độc vật bị gì mà nổi lòng từ bi, nhưng Lục Lâm Thiên đã sớm giải độc rồi. Lão nhân mập âm trầm lạnh lùng quát. Đông Vô Mệnh, ngươi chưa từng tốt bụng như vậy, tiểu tử này và ngươi có quan hệ không giống bình thường, ta càng không thể thả hắn. Lão nhân mập âm trầm lao hướng Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc xuất biến mất tại chỗ, lão chắn trước mặt Lục Lâm Thiên. Phương Thành Hữu, ta chỉ nợ tiểu tử này một nhân tình, ngươi có cần vậy không? Bàn tay thôi hồn độc xuất phung khói độc màu đen bao phủ không gian. Thôi hồn độc xuất nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, trốn nhanh lên, thoát được coi như ngươi lớn mạng, không thoát được xem như xui. Thôi hồn độc xuất xách Lục Lâm Thiên bay ra ngoài hiệp cốc. Lão nhân tóc bạc cũng bay lên trên, chân khí vận chuyển phong tỏa không gian to lớn. Thôi hồn độc xuất, ngươi không trốn thoát được. Thôi hồn độc xuất sắc mặt âm trầm nói. Tất Phương Sơn, hai tên vô sỉ, có giỏi thì đấu tay đôi. Lão nhân mập âm trầm Phương Thành Hữu đến sau lưng thôi hồn độc xuất, hai lão nhân một trước một sau bao vây thôi hồn độc xuất vào giữa. Lục Lâm Thiên ở giữa không trung thầm nghĩ lão độc vật tốt nhất đừng thả hắn rơi xuống, hắn không có vũ khí bay nếu té xuống sẽ bị thương nặng. Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Đấu tay đôi, một người sẽ không làm gì ngươi được, vô sỉ, Đông Vô Mệnh nhà ngươi tốt lành hơn ai? Lục Lâm Thiên khẽ hỏi thôi hồn độc xuất. Hiện tại nên làm gì? Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài. Còn làm sao được, ta đã bị thương nặng, dù không bị thương thì không đánh lại hai người đó hợp tác. Hiện tại ta chỉ có thể liều mạng, nhưng lại liên lụy ngươi nữa. Phương Thành Hữu âm trầm quát to. Đông Vô Mệnh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Không ngờ ngươi còn dám trở về cổ vực, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng. Hừ... Ngươi nghĩ có thể trói buộc được ta sao? Nếu lần này ta không chết thì lần sau chắc chắn sẽ tiêu diệt Thiên Tinh Tông các ngươi. Trong mắt thôi hồn độc xuất lộ ra oán hận, tay chộp vai Lục Lâm Thiên,
một tay biến đổi khẩu quyết. Thôi hồn độc xuất phun ra tinh huyết lơ lửng trong không trung, khói đen tuôn ra từ tay lão, khói đen nhanh chóng bao lấy tinh huyết. Khói đen tỏa mùi hôi gay mũi, thôi hồn độc xuất đứng trên bầu trời hiệp cốc, linh lực dao động quanh thân, người run bần bật biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Thấy bộ dạng của thôi hồn độc xuất, Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn biến sắc mặt nói. Ngươi dám dùng tinh huyết cho độc ăn. Thôi hồn độc xuất hét to một tiếng. Nếu ta không chết sẽ giết bởi Thiên Tinh Tông. Thôi hồn độc xuất đánh ra thủ ấn, khói đen đậm đặc trước mắt biến thành muôn vàn sợi tơ đen, mỗi sợi to cỡ sợi tóc. Tơ đen xuyên thấu không gian bắn hướng Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn kinh hoàng kết ấn bảy hộ thân cương quyển trước mặt, lực công kích ập hướng độc khí tơ đen, không dám để chúng nó gần người. Nhưng các độc khí tơ đen rất mạnh, chúng nó bao phủ ở giữa không trung, hoàn toàn giam cầm Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn. Vù vù vù. Thôi hồn độc xuất sách Lục Lâm Thiên nhảy lên hiệp cốc, bay trong không khí vượt hai đỉnh núi. Thôi hồn độc xuất phun ngụm máu. Phụt. Mặt thôi hồn độc xuất trắng bệch, không thể chống đỡ được lâu hơn, té xuống sơn mạch. Bùm bùm bùm. Rớt xuống đất thôi hồn độc xuất lại phun máu, hai người té từ mấy thước xuống. Mông Lục Lâm Thiên đau nhức, dường như hắn ngồi trúng hòn đá nhọn, suýt nát cúc hoa. Thôi hồn độc xuất nói. Tiểu tử, đi nhanh lên, người Thiên Tinh Tông sẽ không tha cho ngươi, độc khí của ta không giam cầm bọn họ được bao lâu. Còn lão thì sao? Lục Lâm Thiên vốn định đi nhưng thấy lão độc vật luôn giục hắn chạy trốn, lòng thầm nghĩ. Lão độc vật cũng tốt thật. Thôi hồn độc xuất vùng vẫy bỏ dậy, nói. Ta không còn sức chạy. Cũng không trốn thoát được, mặc kệ ta, người đi mau, chậm trễ nữa sẽ không kịp. Lòng Lục Lâm Thiên giãy giụa, hắn chạy trốn một mình thì không thành vấn đề, bên ngoài có Thiên Sí Tuyết Sư đang chờ. Nhưng sợ là lão độc vật sẽ gặp nguy hiểm. Lục Lâm Thiên nói, lão độc vật, coi như ta tốt bụng cứu mạng lão. Nếu không cứu được thì chúng ta chỉ còn cách chết chung. Lục Lâm Thiên kêu Thiên Sí Tuyết Sư đến, trong đầu hắn luôn có mối liên kết với Thiên Sí Tuyết Sư. Hiện tại Thiên Sí Tuyết Sư đang ở gần đây. Vù vù vù. Tiếng đập cánh xé gió vang lên, Thiên Sí Tuyết Sư xuất hiện trên tầng trời thấp. Thấy Thiên Sí Tuyết Sư, thôi hồn độc xuất kinh ngạc kêu lên. Thiên Sí Tuyết Sư, là Thiên Sí Tuyết Sư. Thôi hồn độc xuất biết lai lịch của Thiên Sí Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên nói. Lên mau, chúng ta chạy trốn trước. Lục Lâm Thiên leo lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Lòng thầm cầu nguyện hai cường giả có đuổi theo cũng đừng nhanh hơn Thiên Sí Tuyết Sư. Thôi hồn độc xuất nhìn chằm chằm Thiên Sí Tuyết Sư bay lơ lửng tầng trời thấp. Tiểu tử nhà ngươi có Thiên Sí Tuyết Sư, ta đã xem thường ngươi. Chợt trong hiệp cốc truyền đến hai tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bùm bùm. Trong không trung tràn ngập năng lượng cường đại. Thôi hồn độc xuất giật mình nhảy ngay lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Nguy rồi, bọn họ thoát khốn. Vù vù vù. Thôi hồn độc xuất đập cánh bay nhanh tới trước, hiệp cốc phía xa có hai bóng người nhanh như chớp rạch phá hư không đuổi theo. Lục Lâm Thiên ra lệnh. Tuyết sư mau lên. Tốc độ của Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh hơn cả Thiên Sí Tuyết Sư. Thiên Sí Tuyết Sư khẽ gầm. Growl. Cơ thể khổng lồ đập cánh xẹt qua hư không, tiếng gió rít vang bên tai. Thiên Sí Tuyết Sư đã bay với tốc độ nhanh nhất. Thôi hồn độc xuất nói. Tiểu tử. Tuy Thiên Sí Tuyết Sư của ngươi rất nhanh nhưng mới chỉ là nhị giai, hai lão quỷ kia toàn là cường giả vũ xuất, Thiên Sí Tuyết Sư thua xa về mặt tốc độ. Lục Lâm Thiên sốt ruột hỏi. Vậy phải làm sao? Mắt thấy hai cường giả càng lúc càng đến gần. Thôi hồn độc xuất hỏi. Khí độc đan lần trước ta đưa cho ngươi đâu? Lục Lâm Thiên trả lời. Sớm dùng xong rồi. Khí độc đan bị Lục Lâm Thiên dùng lúc trong sơn mạch vũ đô. Nếu không hắn làm sao thoát khỏi vòng vây yêu thú. Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách dần rút ngắn còn khoảng ngàn thước, sắp đuổi kịp. Đông Vô Mệnh, người không chạy thoát được, không ngờ còn có yêu thú như Thiên Sí Tuyết Sư. Nhưng đẳng cấp thực lực quá thấp, Thiên Sí Tuyết Sư không thể cứu ngươi được. Lục Lâm Thiên hỏi dồn. Lão độc vật, chúng ta sắp tàn đời rồi, lão còn cách nào không? Hai cường giả quá mạnh. Thiên Sí Tuyết Sư không nhanh bằng Phương Thành Hữu và Tất Phương Sơn, thực lực của bọn họ thật khủng khiếp. Thôi hồn độc xuất lạnh lùng quát. Thiên Tinh Tông chết tiệt, hôm nào ta sẽ giải quyết nó. Cơ mặt thôi hồn độc xuất co giật,
dường như tiếc của. Thôi hồn độc xuất kết thủ ấn, sương mù bảy sắc dày đặc bao phủ không gian sau lưng lão. Trong sương mù bảy sắc có một luồng năng lượng khổng lồ khuếch tán cùng với mùi nồng ngặc gai mũi che kín bầu trời. Không còn thấy bóng dáng Tất Phương Sơn, Phương Thành Hữu đâu, bình thường đó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xa. Thôi hồn độc xuất nói. Chúng ta cần tìm một chỗ đặt chân, chiêu này là vũ khí cuối cùng của ta nhưng cũng không thể giam cầm bọn họ lâu hơn. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Lão độc vật mới dùng thứ gì vậy? Mới rồi Lục Lâm Thiên thấy trong sương mù bảy sắc chứa năng lượng kinh người, vẻ mặt lão độc vật tiếc của đứt ruột, dường như sương mù bảy sắc không phải vật bình thường. Thôi hồn độc xuất đau lòng nói. Đó là tài liệu ta dùng để luyện chế độc đan cao giai lục phẩm. Ta bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tu luyện thành công là sẽ đột phá đến cảnh giới linh vương, hiện tại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu muốn gom lại tài liệu lần nữa sẽ mất 9 năm, 10 năm trời. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm không khí đằng sau, vẫn rất lo. Bọn họ sẽ không đuổi theo được đi. Thôi hồn độc xuất trả lời. Tạm thời thì không đuổi theo được nhưng chúng ta cần tìm nơi đặt chân. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Lục Lâm Thiên nhìn sơn mạch liên miên rừng cây bên dưới, nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta đáp xuống. Đây là sơn mạch có rừng cây tùm, diện tích lớn không biết đang ở đâu. Lục Lâm Thiên vào sơn mạch, kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh lại. Thôi hồn độc xuất hỏi. Tiểu tử, ngươi còn dám ở lại đây? Không sợ hai lão quỷ kia tìm tới sao? Lục Lâm Thiên đáp. Nếu hai người kia lại đuổi theo dù chúng ta muốn trốn cũng không thoát, còn không bằng núp tại đây. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thừa dịp chạy xa, không ngờ chúng ta núp gần đây. Lục Lâm Thiên quan sát bốn phía, gần đây vừa lúc có sơn động khá to. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta tạm nghỉ trong này đi, chờ một đêm chắc bọn họ sẽ đi xa. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, Phương Thành Hữu, Tất Phương Sơn không dễ tìm người. Thôi hồn độc xuất nói. Ngươi rất có gan, dù sao ta không đi nổi nữa, nghe theo ngươi. Hai người vào hang, Lục Lâm Thiên âm thầm dặn Tiểu Long canh giữ ở cửa hang phòng ngừa hai cường giả kia tìm đến hắn sẽ biết ngay. Trong sơn động, thôi hồn độc xuất nói. Xem như tiểu tử nhà ngươi đã cứu mạng ta, lần trước ngươi cũng giúp đỡ ta. Ta nợ ngươi nhân tình hai lần, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ta chưa từng nợ ai. Chờ ta lành vết thương có thể đồng ý làm hai việc trong khả năng cho ngươi. Lục Lâm Thiên không khách sáo hỏi ngay. Lão độc vật nói thật không? Một cường giả linh xuất đồng ý làm hai điều, lời hứa này rất đáng giá. Ta không đến mức lừa nhóc con nhà ngươi. Thôi hồn độc xuất liếc Lục Lâm Thiên. Còn nữa, nếu ngươi còn gọi ta là lão độc vật thì ta sẽ cho ngươi nếm thử chút độc. Lục Lâm Thiên phản xạ thụt lùi mấy bước, mỉm cười nói. Cái tên lão độc vật rất dễ nghe, lão vẫn muốn ăn bớt bắt ta kêu lão là thuốc sao. Ta không làm. Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài. Tùy ngươi, nhiều năm qua ngươi là người chuyện với ta nhiều nhất. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Lâm Thiên, cười giễu, vẻ mặt không còn âm u lạnh lùng người sống không được tới gần. Lục Lâm Thiên hỏi. Tại sao, lão không có người thân sao? Thôi hồn độc xuất trả lời. Người nhà chết lâu rồi. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Còn thê tử của lão? Lão không thành thân sao? Thê tử, vốn có một vị hôn thê. Khuôn mặt bình tĩnh của thôi hồn độc xuất chợt vặn vẹo, mắt lóe tia sáng lạnh. Tiếc rằng nữ nhân kia lòng dạ rắn giết hại ta cửa nát nhà tan. Ta sống là để tìm ả báo thù, nhưng ả đi Thiên Tinh Tông, mấy lần ta muốn giết ả nhưng không thể. Lục Lâm Thiên không ngờ lão độc vật còn có quá khứ khổ như vậy. Hắn vô tình hỏi chúng vết thương lòng của người ta. Lục Lâm Thiên thấy tội lỗi. Lão độc vật, ngại quá, ta không nên hỏi những chuyện này. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khẽ thở dài. Không sao, ta mãi không quên nữ nhân kia, ta sống vì lấy mạng à. Chỉ hận là Thiên Tinh Tông quá mạnh, sức một mình ta không đối kháng lại cả Thiên Tinh được. Vẻ mặt thôi hồn độc xuất cô đơn. Lục Lâm Thiên không biết Thiên Tinh Tông mạnh cỡ nào nhưng hai lão nhân kia là người của Thiên Tinh Tông, cộng với mấy tháng trước dường như lão độc vật bị Thiên Tinh Tông truy sát, từ đó suy ra thực lực của Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông dù gì là một tông phái, lão độc vật có một mình, chắc chắn không đánh lại nguyên tông phái người ta. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một lúc, hỏi.
lão độc vật dù gì là linh giả đẳng cấp linh xuất, chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Theo Lục Lâm Thiên biết thì mỗi linh giả đều có một thế lực lớn, nhất là cường giả linh xuất như thôi hồn độc xuất, có vài cường giả vũ xuất tình cảm tốt là chuyện thường, có bằng hữu là vũ vương cũng không lạ. Vì tác dụng đặc biệt của linh giả, có vài chuyện vũ giả không thể thiếu linh giả nên hai người thường đi chung. Thông thường cường giả đẳng cấp linh xuất như thôi hồn độc xuất không ai dám chọc, một vì thực lực linh xuất vốn đã cao, chọc vào linh xuất tương đương trò túng tổ ong. Linh xuất vung tay một cái có thể mời đến nhiều vũ giả cường đại hỗ trợ, cho nên linh giả không dễ chọc. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Ngươi sai rồi, tuy ta là linh giả nhưng vì báo thù, ta vô tình được một quyển công pháp tu độc, tu luyện độc công, chuyên tu độc trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy linh giả toàn thân là độc như ta có mấy ai dám tới gần. Cộng với tính tình của ta không muốn để ý tới ai, nên ta không có bằng hữu. Lục Lâm Thiên thở dài, cũng đúng, lão độc vật toàn thân là độc cộng với bộ dạng người sống đừng đến gần, ai dám chơi với lão. Hèn gì thôi hồn độc xuất không tìm được người giúp đỡ. Lục Lâm Thiên hỏi, giờ lão có tính ót na gì không? Mắt thôi hồn độc xuất tràn đầy nỗi hận. Chờ ta lành vết thương lại đi Thiên Tinh Tông báo thù. Lục Lâm Thiên nói, lão đi là tự sát, lão biết rõ thế lực Thiên Tinh Tông cường đại còn cứng rắn xong. Không chừng trong Thiên Tinh Tông có người rất hy vọng lão tới. Thôi hồn độc xuất chừng Lục Lâm Thiên. Có thù chẳng lẽ không trả, Đông Vô Mệnh ta không phải loại người tham sống sợ chết. Lục Lâm Thiên nói, lão không tham sống sợ chết, lão chết thì mãi mãi không thể trả thù. Lão chết thì người trong Thiên Tinh Tông vui mừng. Lão sống mới khiến bọn họ nhức đầu. Cơ mặt thôi hồn độc xuất. Co giật, vẻ mặt buồn bã. Lục Lâm Thiên nói thẳng. Một mình lão cũng không báo thù thành công được, cần gì phải đi. Thôi hồn độc xuất lạnh nhạt nói. Hừ, dù vậy thì ta chết cũng kéo theo người chôn trùng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lão anh hùng, khâm phục, hy vọng lúc đó lão có thể kéo theo nữ nhân kia chôn cùng. Thôi hồn độc xuất im lặng, không biết nên nói những gì. Đã bao nhiêu lần thôi hồn độc xuất xông vào Thiên Tinh Tông nhưng không thấy được cái bóng của nữ nhân kia. Thôi hồn độc xuất khẽ thở dài. Xem ra đời này ta báo thù khó khăn, thật hận. Không khí tràn ngập bi thương. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Lão độc vật đã hứa hai chuyện với ta, còn giữ lời không? Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Lâm Thiên. Ta nói rồi, ta nói thì giữ lời. Ta có thể hứa với ngươi hai chuyện trong khả năng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy tốt, chuyện thứ nhất là ta muốn mời lão tham gia Phi Linh Môn. Thôi hồn độc xuất lắc đầu. Phi Linh Môn, chưa nghe nói qua, hơn nữa ta không muốn tham gia vào môn phái nào, ngươi đổi cái khác đi. Lục Lâm Thiên hỏi vặc lại. Lão vừa bảo là nói chuyện giữ lời nhưng giây sau đã đổi ý. Thôi hồn độc xuất nhướng mày nói. Điều này cũng gọi là sự việc sao? Ta chưa từng nghe cái tên Phi Linh Môn thì sao đồng ý? Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Hi hi, tiểu tử bất tài, hiện tại chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, giờ lão đã nghe nói. Lục Lâm Thiên thầm tính toán nếu lão độc vật tham gia Phi Linh Môn thì hắn không sợ gì Hắc Kiếm Môn nho nhỏ, cũng không cần lo lắng Hoàng Hải Ba. Thôi hồn độc xuất thản nhiên liếc Lục Lâm Thiên. Ngươi làm trưởng môn. Ánh mắt thôi hồn độc xuất khinh thường nói. Ngươi làm trưởng môn là ta biết ngay Phi Linh Môn không ra gì, chắc ngươi tụ tập mấy tiểu tử chưa dứt sửa nổi hứng muốn thành lập một môn phái đúng không? Nếu ta muốn tham gia môn phái thì biết bao nhiêu đại môn đại phái cầu xin ta đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn chúng Phi Linh Môn tồi tàn của ngươi sao? Lục Lâm Thiên tức giận nói. Lão độc vật đừng coi thường người khác, ta cho lão biết. Hiện tại Phi Linh Môn không được tốt nhưng tương lai ta bảo giảm Phi Linh Môn sẽ không thua bất cứ môn phái nào. Thôi hồn độc xuất mỉm cười nói. Không thua bất cứ môn phái nào, chỉ bằng vào thực lực của ngươi hay dựa vào ngươi có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nực cười, không phải ta khinh thường ngươi, mà là những đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Những thực lực ẩn giấu rất khủng bố, mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi cảm thấy mất bao lâu phát triển Phi Linh Môn lớn mạnh đến mức đó? Lục Lâm Thiên sửng sốt, thôi hồn độc xuất nói rất có lý. Những đại môn đại phái thật sự cái nào không trải qua truyền thừa lâu thì mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Thực lực ẩn giấu rất kinh khủng, mạnh hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không phục, tính cách hương bướng lại nổi lên. Miễn là có đủ thực lực, chắc chắn hắn có thể gầy dựng thế lực không thua ai. Lục Lâm Thiên có âm dương linh vũ quyết, có tiền vốn tranh một phen. Lục Lâm Thiên kiêu ngạo nói. Ta nói thật cho lão độc vật, 10 năm, chỉ cần 10 năm thì ta sẽ cho lão thấy phi linh môn không thể tưởng tượng. Nhưng ta muốn lão đồng ý điều kiện thứ nhất của ta là trong vòng 10 năm này làm trưởng lão phi linh môn. Ta sẽ không để lão làm công không, lão đã hết tài liệu luyện chế độc đan hậu giai lục phẩm đúng không? Trong vòng 10 năm này lão sẽ có đầy đủ, 10 năm sau nếu phi linh môn không trở nên nổi bật thì ta chặt đầu xuống cho lão làm ghế ngồi, sao, lão độc vật dám đồng ý không? Thôi hồn độc suất cười cười, khinh thường liếc qua. Tiểu tử giỏi, ăn nói đao to búa lớn. Ta hứa với ngươi, ta chờ xem ngươi cuồng như thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn thôi hồn độc suất chằm chằm. Một lời đã định. Lục Lâm Thiên cười thầm trong bụng, không cần dùng phép khích tướng lão độc vật đã dễ dàng mắc câu. Thôi hồn độc suất nói tiếp. Tứ mã nan truy. Chợt thôi hồn độc suất biến sắc mặt dường như nhớ ra điều gì, biến sắc mặt nói. Hay thật, tiểu tử dám đào hầm cho ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Lão độc vật định đổi ý sao? Lão dù gì là cường giả linh xuất, ta nghĩ chắc lão không làm chuyện nuốt lời được. Thôi hồn độc xuất hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, bổn soái chống mắt xem 10 năm sau phi linh môn gì đó của ngươi sẽ thành ra thế nào. Bổn soái sẽ chặt đầu ngươi làm ghế ngồi. Thôi hồn độc xuất cũng là cáo già nhưng giờ té hố nhãi danh đào, lão thầm tự diễu. Lục Lâm Thiên nói. Cái này lão yên tâm. Chuyện tiểu tử hứa với lão cũng sẽ giữ lời. Trong 10 năm này ta chắc chắn sẽ tìm đủ dược liệu lão muốn, khi đó phi linh môn lớn mạnh, cả phi linh môn sẽ báo thù giúp lão. Đi một vòng rốt cuộc dụ được lão độc vật vào phi linh môn. Từ lúc Lục Lâm Thiên chạy ra hiệp cốc đã tính đến bước này, hắn muốn tìm một cường giả tọa trấn cho phi linh môn, lão độc vật là cường giả, còn không phải loại cường giả bình thường. Thôi hồn độc xuất hộc máu, mặt càng trắng hơn. Phụt. Lục Lâm Thiên lo lắng hỏi. Lão độc vật bị gì vậy? Lão có sao không? Thôi hồn độc suất nói. Lần này bị thương mất nửa cái mạng, phải mất 1-2 năm mới lành được. Thôi hồn độc suất bỏ viên đan dược vào miệng, nói. Ta điều tức một chút, người chú ý coi chừng. Thôi hồn độc suất ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức, mặt trắng bệch đáng sợ, lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng. Ngẫu nhiên có tiếng dã thú gầm gừ, gió đêm thổi lá cây lào xào. Có tiểu long ở bên ngoài canh giữ, Lục Lâm Thiên yên lòng tập trung điều tức. Một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, thôi hồn độc suất thở hắt ra. Phù. Sắc mặt thôi hồn độc suất hơi hồng nhưng vẫn còn xanh mét, hơi thở yếu ớt. Lục Lâm Thiên đề nghị. Đông lão, chúng ta đi thôi. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh liếc Lục Lâm Thiên. Tê thế nào? Sao không kêu lão độc vật nữa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông lão hiện tại cũng là trưởng lão của phi linh môn ta, đương nhiên phải tôn kính. Nếu còn kêu lão độc vật suốt thì không hay. Thôi hồn độc suốt nói. Chúng ta đi, chắc hai lão quỷ kia đã đi xa, nếu không bọn họ sớm tìm đến. Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc suốt ra khỏi sơn động. Xèo xèo. Tiểu Long thân thiết bám trên vai Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc suất nhìn Tiểu Long, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, con yêu thú này của ngươi có lai lịch gì? Thôi hồn độc suất không nhìn thấu hơi thở trên người con rắn nhỏ, lão không biết loại yêu thú này nhưng hơi thở từ người nó khiến lão thấy nguy hiểm. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta cũng không biết, vô tình nhặt được. Xem ra thôi hồn độc suất không nhận ra thân phận của Tiểu Long, sau này Lục Lâm Thiên có thể cho Tiểu Long đi ra ngoài hít thở không khí. Những người khác không có khả năng nhận ra nó. Thân phận của Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên không định nói thật cho Đông Vô Mệnh biết, huống chi hắn cũng không biết nhiều về nó. Cuồng phong rít gào thổi qua, thiên sĩ tuyết sư đã đến trên cao. Đông lão, chúng ta đi. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Thôi hồn độc suất nói. Tiểu tử thối, còn giấu ta, yêu thú này chắc không đơn giản. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nhìn Tiểu Long chằm chằm nhưng không nghĩ ra nó là yêu thú gì, trong sự hiểu biết của lão không có loài yêu thú này. Có vài yêu thú hình dạng tương tự nhưng rõ ràng khác với Tiểu Long. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh liếc Lục Lâm Thiên. Thiên sĩ tuyết sư,
yêu thú bí ẩn này, gặp nguy không loạn, cũng có khí phách. Có lẽ tương lai tiểu tử này sẽ có thành tựu. Thôi hồn độc xuất nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm thiên quát. Đi. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên cao. Thôi hồn độc xuất hỏi Lục Lâm thiên. Tiểu tử, giờ chúng ta đi đâu? Lục Lâm thiên trả lời. Hiện tại Đông Lão là trưởng lão của Phi Linh Môn ta nên đương nhiên là trở về Phi Linh Môn. Đông Lão cũng nên ở một chỗ trị thương. Thôi hồn độc xuất nói. Cũng tốt, đúng là nên tìm một chỗ chữa thương. Lục Lâm thiên hỏi. Trước khi vết thương của Đông Lão lành không biết có thể ngẫu nhiên ra tay một chút không? Trong lòng Lục Lâm thiên còn đang suy nghĩ ba chuyện. Điều thứ nhất Lục Lâm thiên lo là Hắc Kiếm Môn, thứ hai là Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu, thứ ba là La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất nhìn thấu Lục Lâm thiên, hờ hững liếc hắn. Kêu ta làm trưởng lão của Phi Linh Môn bí ẩn là ta biết ngay người có chuyện, cho ta 3 ngày dưỡng thương thì thực lực sẽ phục hồi 10%, khi đó đối phó tu vi vũ phách bình thường không thành vấn đề. Nhưng nếu đánh nhau nhiều ít ảnh hưởng thương thế của ta, cho nên người tốt nhất là đừng gây rắc rối gì. Hiện tại ta là trưởng lão của Phi Linh Môn gì đó nhưng ta cho người biết, nếu gây rắc rối thì ta sẽ tùy thời rời đi. Lục Lâm thiên cười tủm tỉm. Tiểu tử có chút xíu thực lực nào dám gây phiền. Chỉ sợ người ta chủ động đến kiếm chuyện. Có thể đối phó tu vi vũ phách bình thường là được. 3 canh giờ sau, bên ngoài Phi Linh Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư khép cánh, nhìn thoáng không thể thấy trên người nó có cánh được. Thôi hồn độc xuất ngạc nhiên nhìn. Thôi hồn độc xuất đi vào Phi Linh Môn, đánh giá 4 phía, hỏi. Đây chính là chỗ Phi Linh Môn của ngươi. Sơn Môn không tệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông Lão nói sai rồi. Hiện tại cũng là Phi Linh Môn của Đông Lão. Trong Phi Linh Môn, đám đệ tử tôn kính hành lễ. Kính chào trưởng môn. Kính chào trưởng môn. Bọn họ tò mò nhìn Thôi Hồn Độc Xuất, tuy lão đã giấu đi hơi thở nhưng ánh mắt sắc bén vẫn làm nhiều người không dám nhìn thẳng, bị ánh mắt của Thôi Hồn Độc Xuất liếc một cái là toàn thân sẽ run cầm cập. Lục Lâm Thiên nói. Đông Lão, ta sắp xếp mật thất cho người trị thương trước, mấy ngày nữa ta sẽ tổ chức nghi thức nhập tông cho Đông Lão. Lục Lâm Thiên biết hơn phân nửa sẽ bị đám người Hoàng Hải Ba phản đối, lời nói của hắn không đủ nặng ký quyết định Thôi Hồn Độc Xuất tham gia Phi Linh Môn. Thôi Hồn Độc Xuất nói, mang ta đi mật thất, ta còn cần một ít dược liệu, người chuẩn bị đầy đủ cho ta, sẽ giúp đỡ một chú trong việc trị thương. Thôi Hồn Độc Xuất liệt kê mấy loại dược liệu, toàn là dùng để luyện chế đan dược cao phẩm, giá trị không nhỏ. May mắn không phải tài liệu chính, trùng hợp Lục Lâm Thiên có đủ. Hắn đưa ngay cho Thôi Hồn Độc Xuất. Thôi Hồn Độc Xuất cảm thán rằng, tiểu tử có chút khả năng. Những dược liệu này giá trị cũng cỡ 6, 7 vạn kim tệ, đối với vũ sĩ nho nhỏ thì đây là con số lớn, không ngờ tiểu tử này không chớp mắt cái nào đã lấy ra. Lòng Lục Lâm Thiên nhỏ máu, vốn hắn có chút tài sản ai ngờ tiền trôi như nước, tính sơ qua đoạn thời gian gần đây đã bốc hơi mấy chục vạn kim tệ. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ có 60 vạn kim tệ tiền mặt. Dược liệu, đan dược cũng không còn lại bao nhiêu. Quay về nơi ở. Lục Tâm Đồng mở to mắt trong veo nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, tiểu cô nương hơi sợ lão, không dám đến gần. Ca ca, gia gia này là ai? Phương Tân Kỳ bị khí thế từ người Thôi Hồn Độc Xuất ức chế không dám nhìn thẳng. Thôi Hồn Độc Xuất giật mình nhìn Lục Tâm Đồng, hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, tiểu cô nương này là ai? Thôi Hồn Độc Xuất lẩm bẩm. Rốt cuộc ta tìm được, không ngờ thật sự có. Lục Lâm Thiên nói. Đông Lão, đây là muội muội của ta, cũng là nữ nhi của môn chủ Phi Linh Môn đời trước để lại. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên đã nói rõ tình huống của Phi Linh Môn cho Thôi Hồn Độc Xuất nghe. Trừ mật thất ra, còn lại Lục Lâm Thiên không giấu giếm gì, bao gồm chuyện đám người Hoàng Hải Ba, Hắc Kiếm Môn và La Sát Môn gây sự. Cho nên Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mới cần chuẩn bị đan dược chữa thương. Nhanh chóng phục hồi thực lực. Thôi Hồn Độc Xuất ngước đầu nói với Lục Lâm Thiên. Sau này cho tiểu cô nương đi theo bên cạnh ta đi. Mắt Thôi Hồn Độc Xuất sáng ngời xem xét Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng bị Thôi Hồn Độc Xuất nhìn gai người, trốn ra sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng không muốn, Lục Tâm Đồng muốn ở cùng ca ca. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Ý của Đông Lão là nhận Lục Tâm Đồng làm đồ đệ sao? Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, tiếp theo hắn do dự. Lão độc vật cả người là độc, nếu là nam thì không sao,
nếu là nữ người đầy chất độc giống lão thì rắc rối. Huống chi Lục Lâm Thiên đã kiểm tra thân thể, xương cốt của Lục Tâm Đồng, không được tốt, xác suất trở thành vũ giả, linh giả không lớn. Nên Lục Lâm Thiên không dám dạy Lục Tâm Đồng tu luyện, hắn định khi nào về sẽ đưa cho Nam Thúc xem. Chắc chắn Nam Thúc có cách đào móc tiềm năng lớn nhất trên người Lục Tâm Đồng, ngay cả Lục Tiểu Bạch qua tay Nam Thúc còn trở thành vũ giả, Lục Tâm Đồng thì càng khỏi phải nói. Thôi hồn độc suất liếc Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thân thể của tiểu cô nương có chút bệnh ngầm sao? Sợ là không ai có thể giúp tiểu cô nương tu luyện thành vũ giả hoặc linh giả. Phương Tân Kỳ chợt nhớ điều gì, nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, vị tiền bối này nói đúng. Trước kia trưởng môn sư bá đã nói chuyện với sư phụ, ta vô tình nghe được, nói là bẩm sinh thể chất của Lục Tâm Đồng âm hàn, không thể trở thành vũ giả, lực lượng linh hồn không xuất chúng nên cơ hội trở thành linh giả cũng không lớn. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh cao giọng quát. Vớ vẩn, các ngươi thì biết gì? Cái gì mà thể chất âm hàn, đây là độc thể bẩm sinh, nếu không giải độc thì khó sống qua 20 tuổi. Độc thể bẩm sinh bị người nói thành thể chất âm hàn làm thôi hồn độc suất bực bội, Phương Tân Kỳ sợ hết hồn. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Đông lão, Lục Tâm Đồng chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Xin Đông lão hãy cứu Lục Tâm Đồng, tiểu tử cầu xin Đông lão. Trong lòng Lục Lâm Thiên sớm xem Lục Tâm Đồng là muội muội ruột, nghe nói tiểu cô nương chỉ sống tới 20 tuổi, có thể hiểu tâm tình của hắn thế nào. Lục Lâm Thiên không nghi ngờ lời thôi hồn độc suất nói, lão độc vật không đến mức lừa hắn. Thôi hồn độc suất nói, ngươi lo cái gì, ta cũng là độc thể nhưng là hậu thiên, ta vẫn sống tốt đây. Nàng là độc thể bẩm sinh, mạnh hơn ta nhiều, nếu tu luyện độc công của ta thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Thôi hồn độc suất ngồi xuống, giấu đi ánh mắt sắc bén, hiếm khi lão lộ ra ánh mắt dịu dàng người bình thường khó gặp. Thôi hồn độc suất nhìn Lục Tâm Đồng, hỏi. Ngươi tên là Lục Tâm Đồng, có muốn sau này trở thành cường giả không? Lục Tâm Đồng không sợ thôi hồn độc suất nữa, tiểu cô nương ngước lên nhìn Lục Lâm Thiên, lại ngó lão độc vật. Lục Tâm Đồng chớp mắt to hỏi. Lão gia gia, có phải là sẽ mạnh hơn ca ca không? Trong mắt Lục Tâm Đồng thì ca ca là mạnh nhất, tiểu cô nương luôn xem ca ca là mục tiêu sau này. Thôi hồn độc suất cười nói. Miễn ngươi cố gắng thì sẽ mạnh hơn hắn nhiều, trừ phi tiểu tử đó tu luyện nhanh như bay nếu không 3 năm sau tiểu tử này dục ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Thấy thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh cười gian làm Lục Lâm Thiên buồn cười. Có lẽ vì đã lâu Đông Vô Mệnh không cười nên nụ cười khó xem còn hơn khóc, cơ mặt vặn vẹo nhưng khiến người thấy thân thiết hơn. Lục Tâm Đồng nghiêm túc nói. Vì sau này báo thù cho phụ thân, và bảo vệ ca ca nữa. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh vừa lòng. Tốt, mau dập đầu, ta nhận ngươi làm đồ đệ, ha ha. Khuôn mặt trắng xanh treo nụ cười. Lục Tâm Đồng dập đầu sát đất 3 cái. Thùng thùng thùng. Lục Tâm Đồng định tiếp tục thì thôi hồn độc suất đỡ dậy. Đủ rồi, sau này ta là sư phụ của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ hãy đi theo bên sư phụ dạy ngươi tu luyện. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói. Đa tạ sư phụ. Đôi mắt sáng ngời chớp lia lịa. Thôi hồn độc suất nhìn Phương Tân Kỳ, nói. Còn nữ hài tử nhà ngươi cũng đi theo bên ta làm thị nữ 2 năm, thấy sao? Nhìn căn cốt của ngươi bình thường, sau 2 năm ta cho ngươi từ vũ sư lục trọng trở lên, muốn tới vũ phách phải xem sự cố gắng của ngươi thế nào. Lục Tâm Đồng còn nhỏ cần có người chăm sóc, một số việc trong tu luyện Lục Tâm Đồng là nữ, thôi hồn độc suất già rồi cần tị hiềm nên phải có thị nữ. Phương Tân Kỳ sửng sốt. Cái này, sau 2 năm trở thành vũ sư, hiện tại Phương Tân Kỳ mới chỉ là vũ sĩ nhất trọng, nàng tự nhận xét dù là trong 5 năm cũng khó với tới mục tiêu, huống chi còn là vũ sư lục trọng. Lục Lâm Thiên khuyên. Lục sư tỷ, đây chính là cơ duyên lớn của sư tỷ. Đông lão cũng không phải người bình thường. Phương Tân Kỳ lấy lại tinh thần, mừng rỡ nói. Đa tạ tiền bối. Trong đoạn đối thoại vừa rồi Phương Tân Kỳ biết ngay lão nhân mà sư đệ trưởng môn mang về không tầm thường, tuyệt đối là một cường giả. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với Phương Tân Kỳ. Lục sư tỷ, hiện tại Đông lão cũng tham gia vào phi linh môn chúng ta, là trưởng lão phi linh môn. Ta vẫn chưa tuyên bố, sau này mọi chuyện của Đông lão xin đừng nói với ai. Sư tỷ nhớ kỹ, là bất cứ ai. Phương Tân Kỳ gật đầu, nói. Biết rồi,
bao gồm sư phụ cũng sẽ không nói. Thôi hồn độc xuất tâm tình sung sứ IG nói với Lục Lâm Thiên. Được rồi, tìm mật thất cho ta đi, khi nào vết thương của ta tốt hơn chút sẽ dạy Lục Tâm Đồng tu luyện. Xin Đông Lão theo ta. Lục Lâm Thiên dẫn thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đi mật thất sau núi. Phương Tân Kỳ đến đại điện Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nghe Trương Minh Đào nói hôm qua Phi Linh Môn không xảy ra chuyện gì, chắc Hắc Kiếm Môn bận tìm hung thủ giết môn nhân của mình, không rảnh quan tâm Phi Linh Môn. Gần đây La Sát Môn không đến kiếm chuyện với Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên suy nghĩ giây lát, kêu đám đệ tử xây mật thất sơn động mới sau núi. Lục Lâm Thiên định bế quan dùng hồn thần dịch một hơi đột phá đến đẳng cấp vũ sư, linh sư. Hiện giờ có thôi hồn độc xuất trong Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên yên lòng hơn rồi. Chỉ cần thôi hồn độc xuất khỏe lại một chút thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, chờ lúc Lục Lâm Thiên đột phá đẳng cấp vũ sư, linh sư thì thực lực sẽ tăng mạnh, có một số việc dễ dàng hơn nhiều. Trong mật thất sơn động mới xây, Lục Lâm Thiên dặn Tiểu Long ở bên ngoài hộ pháp, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng loanh quanh gần sau núi. Lục Lâm Thiên lấy linh ngọc sàng ra, ngồi xếp bằng. Lục Lâm Thiên cầm hồn thần dịch, hắn ước chừng đẳng cấp vũ giả hiện tại của mình là vũ sĩ cửu trọng đỉnh phong. Linh giả bát trọng trung kỳ. Nếu Lục Lâm Thiên lại dùng hồn thần dịch thì đủ một hơi đột phá đến đẳng cấp vũ sư, linh sư. Lục Lâm Thiên chuẩn bị xong xuôi, ngửa đầu rót hồn thần dịch vào miệng, nhấp một hơi, phỏng đoán cỡ 1/10 liều lượng. Hồn thần dịch mát lạnh trong khoang miệng, sau đó hóa thành hơi nóng hung mãnh khuếch tán. Lực lượng như con mãnh thú không chịu thuần phục và đỡ upsilon.ng trong cơ thể Lục Lâm Thiên, lực lượng cuồng bạo trướng nở kinh mạch. Đây là lần thứ 3 Lục Lâm Thiên dùng hồn thần dịch, hắn chỉ có thể thích ứng, đối kháng lại năng lượng cuồng bạo này. Tuy lực lượng vô cùng cuồng bạo nhưng thân thể Lục Lâm Thiên mạnh hơn lúc lần đầu tiên dùng hồn thần dịch gấp mấy lần. Hồn thần dịch biến thành lực lượng bàng bạc chạy trồm trong kinh mạch nhưng không ngừng lại, tiếp tục lao vào đầu Lục Lâm Thiên, trong không gian khí hải nơi có linh lực chiếm cứ. Vị trí không gian khí hải đau nhói. Năng lượng dồi dào chiếm không gian trong não Lục Lâm Thiên. Chờ đợi hắn luyện hóa. Lục Lâm Thiên ngưng tụ thủ ấn, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, bắt đầu vận dụng âm dương linh vũ quyết nhanh chóng luyện hóa năng lượng to lớn hùng hồn này. Một lát sau có vầng sáng trắng trong suốt bao phủ người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng, cảm giác rõ ràng đã tiến bộ. Trong không gian khí hải, hồn thần dịch tràn ra hơi thở vô hình chảy ra ngoài không gian khí hải đến sâu trong não, thấm nhuần linh hồn ngưng tụ gần như thực chất hóa. Cả người Lục Lâm Thiên rất dễ chịu. Linh hồn gần thực chất hóa thì khí thể hơi mơ hồ, tuy trông thấy nhưng như đoàn khói trắng xóa xoay quanh trong não Lục Lâm Thiên. Đương nhiên so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Linh hồn trước kia vô ảnh vô hình, cực kỳ mờ nhạt, như không khí. Có thể cảm giác nó tồn tại nhưng không thể chạm vào, không thể nào, bây giờ thì như mây khói, có thể thấy, đỡ upsilon.ng vào cũng được. Nhưng bước lột xác này hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Linh giả bình thường dù có tu vi linh sư ngũ trọng thì không mấy người linh hồn lực có thể tới một bước này. Giờ Lục Lâm Thiên chỉ mới là linh sĩ bát trọng nhưng đã có thành tựu này, chỉ tính linh hồn lực đã có thể đối kháng vượt cấp. Lục Lâm Thiên biết rõ những chuyện này, thứ nhất là nhờ hồn thần dịch của Vạn Thú Tông đem đến công dụng thần kỳ. Hồn thần dịch tăng mạnh linh lực, cũng trợ giúp linh hồn lực nhiều. Thứ hai là nhờ linh ngọc sàng. Nếu không một mình hồn thần dịch không thể đến hiệu quả này. Lục Lâm Thiên bế quan tu luyện, thời gian chậm rãi trôi. Ngày thứ hai, không gian linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên chướng đầy, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, năng lượng khổng lồ áp xúc, khuếch tán. Ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên rực rỡ chói lòa, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu biến lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Lâm Thiên. Linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này càng ngưng tụ hơn. Lục Lâm Thiên reo lên. Đột phá linh sĩ cửu trọng, rốt cuộc đến trình độ linh sĩ cửu trọng. Có hồn thần dịch phối hợp âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện của Lục Lâm Thiên sẽ giật khủng bố. Luyện hóa tiếp. Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ hồn thần dịch. Trong Hắc Kiếm Môn, Đại Điện, mấy người biểu tình khó xem. Đặc biệt là Tiền Bá Thiên, trưởng môn Hắc Kiếm Môn, hai ngày nay gã rất bực mình. Hai đệ tử bị đánh chết, thi thể trần tuồng, mất mặt hết sức.
Mấy đệ tử khác trong Hắc Kiếm Môn biết hai đệ tử thân truyền bị giết ở sau núi thì không dám ra khỏi cửa nữa. Trong Hắc Kiếm Môn lòng người hoảng sợ. Tiền Bá Thiên đi tới đi lui trong đại điện, hỏi mấy trưởng lão bên cạnh. Các vị trưởng lão thấy sao? Người bí ẩn này có lai lịch gì? Trưởng lão mặc áo xanh đứng bên phải nói. Trưởng môn, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra thi thể của hai đệ tử. Một người bị yêu thú giết chết, một người khác nội tạng bị chấn nát. Nhìn sức mạnh thì cỡ vũ sư nhất trọng, nhị trọng. Hung thủ đánh lén mới thành công, thực lực không quá mạnh, nếu không hung thủ thấy chúng ta đã không vội vàng chạy trốn. Tiền Bá Thiên biểu tình trầm trọng nói. Đặc biệt vũ sư, có yêu thú phi hành bên người, sợ là bối cảnh của hung thủ không đơn giản. Tiền Bá Thiên nắm rõ các loại thế lực trong khu vực này. Trưởng lão già bụng phệ bên tay trái hỏi. Có khi nào là phi linh môn làm không? Cái này. Mắt Tiền Bá Thiên lóa tia thận trọng nói. Phi linh môn bắt đi người của chúng ta, mấy ngày nay chưa thấy nói gì, xem ra chúng ta nên đi phi linh môn xem sao. Trưởng lão lúc trước lên tiếng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói. Trưởng môn, hay thuận tiện tiêu diệt luôn phi linh môn, ta thấy trong phi linh môn không giống có cường giả gì. Tiền Bá Thiên nói. Chúng ta chờ thêm một ngày, phái người đến gần phi linh môn xem xét gần đây có động tĩnh gì không. Ban đêm, ngày thứ sáu từ khi Lục Lâm Thiên bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thẫm điểm xuyết các trời sao lấp lánh, không gian bình yên. Đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời. Trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong, không một áng mây. Cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn. Ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít. Lúc này trong sơn động sau núi lóe ánh sáng mơ hồ. Một màn sáng trắng bắn ra từ sơn động, đêm khuya không ai nhìn thấy. Trong mật thất, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, khí thế tăng vọt chấn động không khí sơn động gợn sóng. Trong đầu Lục Lâm Thiên, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào lôi kéo linh hồn lực tăng mạnh. Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông Lục Lâm Thiên, lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được. Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Lâm Thiên cảm giác đầu óc trướng nở, trướng tới mức đau nhức. Bùm! Trong không gian khí hải linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, linh lực áp xúc trướng ra, chớp mắt nổ tung. Trong áp xúc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần. Linh khí điên cuồng tuôn ra. Vù vù vù. Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Lâm Thiên tăng vùn vụt. Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Lâm Thiên liên tục dâng lên từ khắp các góc cơ thể, bao phủ toàn thân. Trong không gian đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, chân khí rít gào cuộn trào. Linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Lâm Thiên bị lôi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của âm dương linh vũ quyết là đột phá cùng lúc. Lúc này chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Lục Lâm Thiên, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Lâm Thiên như có linh trí bắt đầu hấp thu chân khí. Độ mạnh cơ thể Lục Lâm Thiên chậm rãi tăng lên. Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực, chân khí thì tác dụng vào sức mạnh cơ thể. Hai bên có sở trường riêng, nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên linh vũ song tu, thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Lâm Thiên bây giờ sẽ rất ngạc nhiên. Trong quá trình Lục Lâm Thiên phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo rèn luyện, chất lượng chậm rãi tăng mạnh. Lục Lâm Thiên điều khiển chân khí trong cơ thể, hắn đang định đột phá, không dám lơ là. Lục Lâm Thiên điều khiển chân khí tuôn hướng đan điền khí hải. Chân khí chảy qua kinh mạch. Chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điền khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên, tụ tập ở đan điền khí hải. Năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch chướng nở, khí thế như thiên quân vạn mã sắp xuất phát, bụng Lục Lâm Thiên mơ hồ phát ra tiếng rít. Trong đan điền khí hải, chân khí rít gào, không gian chướng nở như trái bóng. Mấy canh giờ sau đã chướng to sắp nứt ra. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Áp xúc, đột phá. Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên tràn ngập năng lượng chân khí, rít gào như thiên quân vạn mã lao nhanh vọt vào đan điền khí hải. Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điền khí hải, năng lượng khổng lồ va chạm làm Lục Lâm Thiên khẽ rên. Lực lượng khổng lồ đỡ upsilon.ng chạm đan điền khí hải, đau đớn ập đến làm Lục Lâm Thiên sú không chịu nổi. Năng lượng chân khí tiến vào,
trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên trướng to đến cực độ, vang tiếng nổ. Cùng lúc đó, vầng sáng trắng quanh thân Lục Lâm Thiên chuyển sang màu vàng đất từ bao giờ, ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi, khí thế của Lục Lâm Thiên tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi ổn định lại. Lục Lâm Thiên thở hắt ra luồng khí đọng trong đan điền khí hải. Hộc hộc, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Một lát sau tia sáng thu vào, mắt Lục Lâm Thiên càng sâu thẳm hơn trước. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Rốt cuộc đột phá. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực bàng bạc, trong đan điền khí hải tràn đầy chân khí. Giờ phút này thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh hơn lúc ở đỉnh vũ sĩ cửu trọng gấp chục lần. Vũ sư và vũ sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau, không thể đánh đồng sức mạnh. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên phát hiện một điều. Khi hắn thôn vệ vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đan điền khí hải của vũ sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn nhỏ hơn của Lục Lâm Thiên hiện nay một nửa, độ rộng kinh mạch cũng vậy. Lục Lâm Thiên có thay đổi thế này hắn nghĩ tới nghĩ lui kết luận là nhờ âm dương linh vũ quyết. Cắn nuốt năng lượng đan dược, chân khí vô hình chung khiến kinh mạch, đan điền khí hải không ngừng bị trùng kích, không chướng to lên mới lạ. Huống chi nền móng tu luyện của Lục Lâm Thiên vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Không biết thực lực của bọn họ đã đến mức nào. Lục Lâm Thiên nhớ tới đám người Trương Diệu, Tần Thiên Hạo. Lúc trước Lục Lâm Thiên rớt xuống vách núi Sơn Mạch Vũ Đô đã tách khỏi nhóm Tần Thiên Hạo 7, 8 tháng. Lúc đó Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ sĩ tứ trọng, linh sĩ nhất trọng. Hiện giờ Lục Lâm Thiên là linh sư, vũ sư nhất trọng. Không biết đám người Tần Thiên Hạo trong Vân Dương Tông có thành tựu bao nhiêu, có lẽ chờ khi nào Lục Lâm Thiên trở về Vân Dương Tông sẽ biết. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết. Có lẽ mẫu thân đã biết tin hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thân là tim Lục Lâm Thiên nhói đau. Lục Vô Song. Lục Lâm Thiên lại nhớ đến Lục Vô Song, chắc nàng cũng cho rằng hắn đã chết. Rớt xuống vách núi vạn trượng, sẽ không ai tin Lục Lâm Thiên còn sống. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Chờ giải quyết xong công chuyện tìm cách trở về Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cất linh ngọc sàng, mở mật thất bước ra ngoài. Tiểu Long canh gác ngoài sơn động, thấy Lục Lâm Thiên thì thân thiết xông lên, co duỗi lưỡi mặt hắn. Lục Lâm Thiên trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu, Lục Lâm Thiên nhìn kỹ thì những dược liệu này toàn chứa độc. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Lục sư tỷ đang làm gì vậy? Phương Tân Kỳ bận rộn sửa sang dược liệu, nghe tiếng biết Lục Lâm Thiên trở về. Phương Tân Kỳ vội hành lễ. Trưởng môn đã xuất quan. Phương Tân Kỳ trả lời. Trưởng môn, đây là Đông trưởng lão căn dặn, mỗi ngày ngâm nước các dược liệu này một canh giờ, cho Lục Tâm Đồng ngâm mình, có công dụng rèn luyện gân cốt. Lục Lâm Thiên thầm thở dài. Dùng độc dược ngâm mình, lão độc vật này thật là. Độc công của lão độc vật thật kỳ dị, sau này Lục Tâm Đồng toàn thân sẽ là chất độc. Lục Lâm Thiên không thấy Lục Tâm Đồng dâu, lấy làm lạ hỏi. Lục Tâm Đồng đâu rồi? Phương Tân Kỳ đáp. Ngày hôm qua Đông trưởng lão xuất quan đưa Lục Tâm Đồng vào mật thất, nói là muốn mở ra độc thể gì đó cho Lưu Nhất Thủ, cần 2-3 ngày. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. À, thôi hồn độc xuất nói 3 ngày có thể phục hồi chút thực lực, hôm qua xuất quan đã là 5 ngày, chắc lão khỏe hơn một chút. Có lão độc vật này tỏa trấn Phi Linh Môn, kế hoạch Lục Lâm Thiên đặt sẵn nên thay đổi chút ít. Lục Lâm Thiên hỏi Phương Tân Kỳ tình huống Phi Linh Môn mấy ngày nay, không có chuyện gì xảy ra, đám đệ tử đang chăm chỉ tu luyện. Trương Minh Đào bước vào cửa hành lễ. Kính chào trưởng môn. Trương Minh Đào báo cáo. Trưởng môn, mấy ngày này Hoàng trưởng lão và Chu trưởng lão đang tìm trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Bọn họ tìm ta, biết có chuyện gì không? Trương Minh Đào đáp. Hình như Hoàng trưởng lão nghe nói trưởng môn mang người ngoài vào Phi Linh Môn nên định hỏi chuyện. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười. Hừ, bọn họ muốn tìm ta, ngược lại ta muốn tìm họ đây. Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào. Đại sư huynh đi thông báo cho các đệ tử trong môn tụ tập ở Đại Điện, bao gồm 3 vị trưởng lão, ta có chuyện muốn tuyên bố. Trương Minh Đào đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Trương Minh Đào nhanh chóng lui ra. Trương Minh Đào rời đi.
Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Nên thay đổi kế hoạch. Có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở trong Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên khá là mâu thuẫn, hắn không thật lòng muốn ngồi chức trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ cứ kêu hắn làm trưởng môn mãi sao? Lục Lâm Thiên biết rõ muốn trở thành cường giả thì thực lực còn chưa đủ, không đủ làm người kiêng dè. Nếu Lục Lâm Thiên cường đại, có thế lực mạnh tuyệt đối mới khiến người sợ hãi. Lúc ở Lục gia, Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sau này gầy dựng thế lực của riêng mình, khiến Nam Thúc dạy dỗ Lục Tiểu Bạch cũng vì mục đích này. Nhưng Phi Linh Môn quá yếu, huống chi Phi Linh Môn nằm trong cổ vực. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, có lẽ cổ vực càng thích hợp ta hơn. Trong cổ vực hỗn loạn, cường giả làm vua, không có quy tắc, thích hợp cho Lục Lâm Thiên phát hiện thực lực nhất. Trên đại lục Linh Vũ có 7 quái vật khổng lồ là Tam Tông Tứ Môn, có thế lực mới nổi lên cũng sẽ bị 7 phái hợp tác ngăn chặn. Trong 7 môn phái này sẽ không chịu để thế lực khác nổi lên trước mắt bọn họ. Lục Lâm Thiên thì thào. Có lẽ đây là thiên ý khiến ta đi tới thế giới này, đưa đẩy ta đến Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên suy nghĩ nhiều điều. Một lát sau, Lục Lâm Thiên nói với Phương Tân Kỳ. Lục sư tỷ đi đại điện cùng ta. Lục Lâm Thiên và Phương Tân Kỳ bước vào đại điện. Trong đại điện, các đệ tử đã tụ tập đông đủ, chỉ còn mấy đệ tử ở lại gác Phi Linh Môn. Tuy bây giờ Phi Linh Môn suy tàn không chịu nổi nhưng vẫn cần mặt mũi. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên không để Tiểu Long giấu trong tay áo nữa, thôi hồn độc suất còn không nhận ra được thân phận của Tiểu Long, đương nhiên người Phi Linh Môn lại càng không thể. Đám đệ tử Phi Linh Môn thấy trên vai trưởng môn có con rắn vàng nhỏ thì rất ngạc nhiên. Ba trưởng lão đều đến đại điện. Kính chào trưởng môn. Chỉ có Trịnh Anh hành lễ với Lục Lâm Thiên, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hờ hững liếc hắn. Lục Lâm Thiên không để bụng, trong lòng biết rõ ai là trưởng môn thì tốt rồi. Lục Lâm Thiên bước lên trên cao ngồi xuống. Lục Lâm Thiên vừa ngồi xuống, Hoàng Hải Ba đã sắc mặt âm trầm chất vấn. Trưởng môn, nghe nói mấy ngày trước trưởng môn mang một người lạ vào Phi Linh Môn, không biết đó là ai. Tuy hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải đại môn đại phái nhưng cũng không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Vẻ mặt Hoàng Hải Ba khó chịu chỉ trích. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Đã quên nói với các vị, mấy hôm trước ta bận bế quan. Đây là cường giả ta mời tham gia Phi Linh Môn, tạm giữ chức trưởng lão. Hoàng Hải Ba phản đối ngay. Cái gì, tuyệt đối không được. Chu Ngọc Hậu nét mặt xa sầm, Trịnh Anh khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Các đệ tử châu đầu ghé tai. Lục Lâm Thiên không lạ trước phản ứng của Hoàng Hải Ba, đương nhiên bọn họ sẽ phản đối. Không biết Hoàng trưởng lão có gì bất mãn? Hoàng Hải Ba nói. Trưởng môn, để trở thành trưởng lão Phi Linh Môn chúng ta không muốn muốn làm là được. Dù có người tham gia Phi Linh Môn cũng cần được ba trưởng lão chúng ta đồng ý, trưởng môn không có quyền tự quyết định, huống chi chỉ là quyền trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Mắt lóe tia sắc bén. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói. Hoàng trưởng lão, chuyện gì cũng cần ba vị trưởng lão quyết định thì cần trưởng môn làm gì nữa. Nói thẳng ra là Hoàng trưởng lão không muốn có người cùng làm trưởng lão, phân chia quyền lực của ngươi, ta nói đúng không? Nói thật cho Hoàng trưởng lão biết, ta đã hứa chức trưởng lão này, Hoàng trưởng lão muốn ta nuốt lời sao? Cảm giác trong lòng Lục Lâm Thiên bực bội, Tiểu Long có duỗi lưỡi nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Xèo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sắc bén làm Hoàng Hải Ba ngây người, cảm giác bị ức chế. Hoàng Hải Ba không nghĩ ra tại sao bị một tiểu tử chưa dứt sữa chấn nhiếp. Hoàng Hải Ba lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói. Trưởng môn nên biết ngươi chỉ là quyền trưởng môn, không có quyền làm như vậy, có nuốt lời thì đó là chuyện của ngươi. Mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng nhìn Hoàng Hải Ba. Lúc này Lục Lâm Thiên chưa đủ mạnh để giết Hoàng Hải Ba, dù giết được cũng không phải lúc ra tay. Giết Hoàng Hải Ba sẽ thúc đẩy Chu Ngọc Hậu hành động, hai người này rất có thể hợp tác giết Lục Thanh. Lục Lâm Thiên chưa đứng vững trong Phi Linh Môn, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Còn có cục nợ Hắc Kiếm Môn, La Sát Môn nữa. Chợt một thanh âm vang trong đại điện. Thế nào, có người phản đối chức trưởng lão của ta sao? Thanh âm lọt vào tai mọi người như tiếng sấm nổ làm màng tai tê dại. Đặc biệt Hoàng Hải Ba, tai gã gần như bị điếc luôn. Một lớn một nhỏ đi vào đại điện, lặng lẽ không ai biết. Hai người đến chính là thôi hồn độc suất đông vô mệnh, Lục Tâm Đồng.
Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh dắt tay Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến lên, mắt khép hờ không nhìn thẳng vào ai. Nhưng hiện tại trong đại điện không khí đông lạnh, linh hồn mọi người run rẩy. Mạnh quá! Ba vị trưởng lão tu vi vũ phách, cảm nhận khí thế này thì vẻ mặt hoảng sợ, đẳng cấp hơi thở hơn xa bọn họ, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Đông lão, sao người đến đây? Lục Lâm Thiên lúng túng đứng dậy dìu Thôi Hồn Độc Xuất ngồi xuống ghế của mình, hắn thì đứng sau lưng Đông Vô Mệnh. Nhìn sắc mặt của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đã tốt hơn nhiều, ít ra không bị gì nghiêm trọng. Thấy cảnh này mọi người rất ngạc nhiên, trưởng môn xem trọng lão nhân như thế. Cảm nhận khí thế trên người Thôi Hồn Độc Xuất, Hoàng Hải Ba vốn định nói gì thì cơ mặt co giật, nuốt ngược lời vào bụng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh chậm rãi nói. Ta thấy các ngươi đều tụ tập ở đây nên đến xem, tình cờ nghe nói có người không muốn ta làm trưởng lão của Phi Linh Môn. Ta rất muốn biết là ai phản đối. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Xuất sắc bén quét qua mọi người, cố ý vô tình dừng lại trên người Hoàng Hải Ba. Cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ sâu trong linh hồn Hoàng Hải Ba, bị lão nhân nhìn chằm chằm làm gã rùng mình. Chợt bóng áo xanh vội vã chạy vào đại điện. Trưởng môn, đệ tử Phi Linh Môn vội vàng chạy vào. Biểu tình hoảng loạn. Lục Lâm Thiên hỏi. Có chuyện gì mà hốt hoảng? Nói đi. Đệ tử vội nói. Người Hắc Kiếm Môn đến, đòi gặp trưởng môn. Sốt cuộc cũng đến. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Bao nhiêu người Hắc Kiếm Môn đến? Đệ tử Phi Linh Môn hoàn hồn lại, trả lời. Bẩm trưởng môn, có tổng cộng 200 người, rất là rầm rộ, bộ dáng hung tợn. Thôi Hồn Độc Xuất xoay người nhìn Lục Lâm Thiên. Xem ra rắc rối của ngươi khá lớn, ta đi với ngươi ra xem. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Vậy xin làm phiền đông lão. Có lão độc vật ở đây, đám người Hắc Kiếm Môn xui rồi. Lục Lâm Thiên không đi ra ngay mà hỏi Hoàng Hải Ba. Hoàng trưởng lão, không biết đông lão trở thành trưởng lão của Phi Linh Môn ta, Hoàng trưởng lão có ý kiến gì không? Hoàng Hải Ba liên tục biến sắc mặt, nhìn Chu Ngọc Hậu. Hai người hiểu ý của Lục Lâm Thiên. Hiện tại Hắc Kiếm Môn rầm rộ kéo đến chắc vì tính sổ chuyện mấy hôm trước, nếu Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu phản đối thì cường giả bí ẩn kia chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Bảo hai người đánh trả thì Hắc Kiếm Môn người đông thế mạnh, bọn họ không đánh lại. Trưởng môn, nếu vị này. Hoàng Hải Ba nhìn Thôi Hồn Độc Xuất, không biết nên xưng hô lão như thế nào. Hoàng Hải Ba tiếp tục bảo. Nếu vị đông lão này có thể ra tay trấn áp người Hắc Kiếm Môn thì chúng ta sẽ không phản đối. Phi Linh Môn cần có cường giả tham gia. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, lão tham gia vào một môn phái rách nát còn có người phản đối, bên ngoài có bao nhiêu đại môn đại phái xin Thôi Hồn Độc Xuất tham gia mà lão không thèm. Thôi Hồn Độc Xuất nhìn Lục Lâm Thiên, nếu không tại tiểu tử này thì lão sẽ không vào Phi Linh Môn làm gì. Thôi Hồn Độc Xuất truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người làm chuyện lớn phải tâm ngoan thủ lạt. Ta vào Phi Linh Môn vì ngươi, tốt nhất đừng để ta thất vọng. Đôi khi lo quá nhiều lại đâm ra dây dưa, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mặc kệ giang sơn đổ máu thành sông, ngươi cứ làm theo ý mình. Đi xem Hắc Kiếm Môn trước. Thôi Hồn Độc Xuất đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Có lẽ đúng là ta đã lo nghĩ nhiều. Lời Thôi Hồn Độc Xuất nói như tiếng sấm nổ trong lòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ ta chính thức muốn ở lại Phi Linh Môn. Mây mù trong lòng tan biến, Lục Lâm Thiên dắt tay Lục Tâm Đồng đi theo sau lưng Thôi Hồn Độc Xuất. Chúng ta đi gặp Hắc Kiếm Môn. Bên ngoài đại điện, khi đám người Lục Lâm Thiên ra ngoài thì thấy trong Phi Linh Sơn tụ tập 200 người. Thấy nhóm người Phi Linh Môn ra, thanh âm giận dữ vang trong không trung. Phi Linh Môn bắt đệ tử của ta, làm bị thương đệ tử của ta là có ý gì? Hôm nay nếu không cho lời giải thích thì Hắc Kiếm Môn ta không tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên đứng bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, xem xét đoàn người Hắc Kiếm Môn. 200 người đến, tổng số 2/3 Hắc Kiếm Môn. Mấy người đi đầu là trưởng lão, còn có trưởng môn Hắc Kiếm Môn, tiền bá thiên tu vi vũ phách tam trọng. Giải thích, ngươi muốn lời giải thích thế nào? Lục Lâm Thiên xem xét tiền bá thiên, khí thế cường đại. Nếu đấu đơn thì hắn không mấy tự tin nhưng có đám người Thôi Hồn Độc Xuất, Hoàng Hải Ba đứng ngay bên cạnh, hắn chẳng sợ gì nữa. Nữ nhân mặc cung trang đứng cạnh tiền bá thiên chính là người hôm trước bị Lục Lâm Thiên dùng hỏa ảnh chỉ cắt đứt một lỗ tai.
Nữ nhân mặc cung trang thì thầm vào tai Tiền Bá Thiên, gã quay sang nhìn Lục Lâm Thiên. Tiền Bá Thiên liếc Lục Lâm Thiên, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nhãi danh, kiếm người lớn nói chuyện với ta. Tiền Bá Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, thấy hắn hơi quen. Trịnh Anh mở miệng nói. Tiền Bá Thiên, ngươi làm vậy là sao? Người Hắc Kiếm Môn rầm rộ kéo đến là muốn làm gì? Trong đám trưởng lão Hắc Kiếm Môn có một trưởng lão áo xanh lên tiếng. Trịnh Anh, Phi Linh Môn bắt đệ tử Hắc Kiếm Môn, mau giao ra, nếu không ta sẽ quét sạch Phi Linh Môn của ngươi. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh cùng nhìn Lục Lâm Thiên. Hôm đó thanh niên Hắc Kiếm Môn bị Lục Lâm Thiên bắt đi, mãi tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, quay sang xem đám người Hắc Kiếm Môn. Ta đã giết hắn rồi. Lục Lâm Thiên dứt lời, vài luồng khí thế cường đại từ đám người Hắc Kiếm Môn phóng lên cao. Tiền Bá Thiên tức giận quát. Hắc Kiếm Môn ta hôm nay phải quét sạch Phi Linh Môn. Một thanh âm vang lên. Vũ Phách nho nhỏ mà dám buông lời ngông cuồng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên không khí giảm xuống, khí thế khiếp người tỏa ra. Khí thế khiến tim người đập nhanh tăng vọt trong không khí. Mấy trưởng lão Hắc Kiếm Môn bỗng thấy rùng mình, đang định quát nạt cái gì nhưng lời nói nghẹn trong miệng. Đám người Hắc Kiếm Môn nhìn chằm chằm người nói câu vừa rồi, là lão nhân mặt trắng bệch đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên. Cả người lão nhân tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh băng. Bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn sẽ làm người toát mồ hôi lạnh. Lục Lâm Thiên cười khẽ, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh vốn có tính cách người lạ miễn lại gần, giết người như ngoé, tâm ngoan thủ lạt. Lục Lâm Thiên có chút tình cảm với thôi hồn độc suốt đông vô mệnh thành lập vào lúc lão bị thương nặng, nếu không hắn làm sao mời lão độc vật vào Phi Linh Môn được. Cảm nhận khí thế lạnh băng, Tiền Bá Thiên biểu tình tức giận thoáng chốc biến sắc mặt. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Linh Môn đột nhiên nhảy ra một cao thủ không biết tên. Lão nhân áo đen mắt đầy sát khí nhìn thẳng Tiền Bá Thiên làm gã thầm run, xem khí thế thì thực lực của người này rất mạnh. Tiền Bá Thiên nhìn thôi hồn độc suốt đông vô mệnh chằm chằm, mở miệng nói. Không biết cao danh quý tính của các hạ là gì? Hắc Kiếm Môn ta đến Phi Linh Môn không biết có ảnh hưởng đến các hạ không? Nếu có thì tại hạ xin từ biệt ngay. Trong lòng Tiền Bá Thiên rất chú ý lão nhân áo đen này, thực lực quá mạnh. Nếu thôi hồn độc suốt đông vô mệnh muốn nhúng tay vào những chuyện Phi Linh Môn e rằng Tiền Bá Thiên không làm gì được. Nghe lời Tiền Bá Thiên nói, đệ tử Phi Linh Môn, Hắc Kiếm Môn rất ngạc nhiên. Tiền Bá Thiên luôn ngang ngược, không ngờ nói chuyện với lão nhân áo đen thì thái độ cực kỳ tôn trọng, đến nỗi Tiền Bá Thiên chủ động né tránh. Đám trưởng lão Hắc Kiếm Môn cũng cảm nhận được khí thế từ lão nhân áo đen, biết lão rất khó trêu vào. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cười nhạt. Hừ, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói. Hôm nay ta vừa tham gia vào Phi Linh Môn đã gặp các ngươi đến quấy rối, cố ý phá ta thì ta cũng không cho các ngươi sống yên. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói xong chậm rãi bước hướng Tiền Bá Thiên. Nhìn thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đến gần mình, Tiền Bá Thiên biến sắc mặt nói. Các hạ hiểu lầm, thứ nhất, ta không biết các hạ hôm nay gia nhập Phi Linh Môn. Thứ hai, sự thật là Phi Linh Môn bắt đi một đệ tử của ta nên ta đến lại công bằng, tuyệt đối không cố ý phá rối gì các hạ. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lạnh nhạt nói. Vậy sao, bắt một đệ tử của ngươi thì sao? Phi Linh Môn thích bắt đệ tử Hắc Kiếm Môn, hôm nay ta tham gia vào Phi Linh Môn vậy tặng một món quà đi, bắt luôn ngươi. Đám người Hắc Kiếm Môn nghe xong biến sắc mặt, người Phi Linh Môn cũng ngạc nhiên hóa đá. Người trưởng môn mời đến giọng điệu thật lớn lối. Tiền Bá Thiên không kiềm được thụt lùi, quát mắng thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Các hạ muốn sao, Hắc Kiếm Môn ta không dễ chọc, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cười gằn. Lưỡng bại câu thương, ngươi xứng sao? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh không kiềm nén khí thế nữa, khí lạnh ngút trời khuếch tán ra ngoài. Cảm giác thôi hồn độc suốt đông vô mệnh phát ra hết khí thế, mấy trưởng lão Hắc Kiếm Môn và Tiền Bá Thiên càng kinh hoàng. Bọn họ cảm nhận được thôi hồn độc suốt đông vô mệnh là linh giả. Tiền Bá Thiên quát to. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lạnh lùng quát. Hừ, khinh người rồi sao? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh giơ thủ ấn lên, không gian trước mặt lão dao động. Vầng sáng năng lượng màu đen mông lung hiện ra, những đốm sáng đen cực nhanh chia làm 6 luồng sáng trên bầu trời.
Ánh sáng đen lặng yên nhưng mang theo khí thế cuồng bạo rạch phá hư không, vang lên mấy tiếng gió rít. Tốc độ quá nhanh, mau đến nỗi không kịp chớp mắt. Mấy luồng khói đen nhanh như tia chớp bắn hướng Tiền Bá Thiên, năm trưởng lão Hắc Kiếm Môn. Mấy người vẻ mặt hoảng hốt vận chuyển chân khí dưới chân chớp mắt né tránh. Vù vù vù. Sáu người nhảy lên né tránh nhưng sáu đệ tử sau lưng bọn họ thì không kịp phản ứng lại. Các ánh sáng đen chui vào người đám đệ tử Hắc Kiếm Môn, toàn thân bọn họ đen thui, phun ra búng máu đen té dưới đất. Sáu đệ tử Hắc Kiếm Môn toàn là đệ tử thân truyền, thực lực nổi bật trong Hắc Kiếm Môn, chớp mắt bị giết làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh lùng cười. Ha ha ha, hay cho Hắc Kiếm Môn, dùng đệ tử làm lá chắn. Luồng khí thế hùng hồn bắn lên cao, bóng người vọt ra. Đôi mắt lạnh băng âm trầm, một trường ấn đen vỗ hướng Tiền Bá Thiên. Tiền Bá Thiên thấy cường giả bí ẩn công kích mình thì hét to. Mọi người liều mạng với người phi linh môn đi, cùng nhau lên. Tiền Bá Thiên ngưng tụ thủ ấn, chân khí tuôn ra khỏi người gã, quyền ấn xé gió đấm ra. Người Hắc Kiếm Môn do dự một lúc rồi rút kiếm ra lao hướng người phi linh môn. Trong năm trưởng lão có hai lao hướng Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, còn lại ba trưởng lão tấn công Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Mọi người nghênh địch. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm ngưng tụ khai sơn trưởng ầm ầm vỗ hướng một vũ sĩ bát trọng của Hắc Kiếm Môn. Bùm! Trưởng ấn nhanh chóng đánh bay một đệ tử Hắc Kiếm Môn, Lục Lâm Thiên thừa dịp quan sát toàn trường. Đám đệ tử Phi Linh Môn và ba trưởng lão đã hành động. Nhưng về mặt khí thế thì đệ tử Phi Linh Môn thua xa đệ tử Hắc Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên ôm Lục Tâm Đồng bế ra hậu phương, dặn dò Tiểu Long. Tiểu Long, bảo vệ Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm suy tư điều gì, hắn cắn răng thầm kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đến. Trong hậu sơn vang tiếng giống điếc tai. Growl. Một con yêu thú khổng lồ từ trên trời xà xuống, khí thế cường đại tràn ngập, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư vừa xuất hiện đám người rất là giật mình, trừ Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập hai cánh, khí lưu rít gào khuếch tán theo gió biến to ra 200 thước như vòi rồng thổi hướng đám người Hắc Kiếm Môn. Thiên Sĩ Tuyết Sư sớm nhận được lệnh của Lục Lâm Thiên là trực tiếp giết tất cả người Hắc Kiếm Môn. Vòi rồng cuồng bạo thổi quét xới tung thảm thực vật, đá vụn dưới đất như cơn bão cỡ nhỏ, đất cát bay đầy trời. Bùm bùm bùm. Mười mấy đệ tử Hắc Kiếm Môn đang trong lúc hoảng hốt bị bão cuốn lên cao rồi té mạnh xuống đất, nằm im bất động. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đất, đôi cánh vỗ, chi trước trắng tinh bắn ra chảo quang như phong nhẫn cào rách hư không, tiếng gió chói tai vang lên. Chảo ấn vặn vẹo dòng không khí đập mạnh vào người hai đệ tử Hắc Kiếm Môn. Hai đệ tử bị xé nát bấy. Mấy trưởng lão Hắc Kiếm Môn biến sắc mặt nói. Là yêu thú phi hành. Mấy hôm trước sau núi trong sơn môn chúng ta cũng có con yêu thú phi hành này. Các đệ tử loáng thoáng cảm thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư chính là yêu thú phi hành bị bọn họ đuổi bắt mấy ngày trước. Bùm! Trong khoảnh khắc đó Tiền Bá Thiên đã bị Thôi Hồn Độc Suất đánh bay ra ngoài, gã không đấu lại lão được. Vù vù vù! Hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn một trái một phải ngưng tụ ra năng lượng cường đại công kích Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Tuy ta bị thương nhưng dư sức giết các ngươi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngưng tụ thủ ấn, hai luồng sáng đen đặc một trái một phải xẹt qua hư không bay hướng hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn. Ánh sáng đen xé rách không gian, tựa như rắn ra khỏi hang. Năng lượng khổng lồ đỡ upsilon.ng mạnh, năng lượng như gợn sóng nổ tung khuếch tán. Bùm bùm bùm. Không gian vang tiếng sấm nổ, năng lượng khổng lồ nổ tung, bầu trời bao phủ trong khói đen đậm đặc. Mùi hôi gay mũi tràn ngập, năng lượng khổng lồ chút xuống hai người kia xen lẫn công kích linh hồn mà linh giả giỏi nhất. Chớp mắt hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn phun ra búng máu đen, toàn thân mục giữa chết. Người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đầy chất độc, trong năng lượng công kích chứa kịch độc đoạt hồn, còn kèm theo công kích linh hồn mạnh nhất của linh giả. Hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn không đánh lại Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, chỉ một hiệp đã rời khỏi cuộc chơi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không thèm nhìn hai trưởng lão Hắc Kiếm Môn cái nào, lại lao hướng Tiền Bá Thiên. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kết ấn, một làn xương đen đặc ngưng tụ thành chảo ấn. Chảo ấn bay ra xé rách không khí, trong mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh bắn ra sát ý, chảo ấn xẹt nhanh, dòng không khí bị giạt sang hai bên.
Trong chảo ấn này chứa kình khí rồi rào âm hàn bay ra từ bàn tay Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, chảo ấn rạch phá không gian, liên tục vang tiếng nổ đi đùng. Cảm nhận lực lượng khủng bố của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, biểu tình Tiền Bá Thiên kinh hoàng sợ hãi. Tiền Bá Thiên không ngờ Phi Linh Môn thật sự có cường giả, gã không nên trêu vào Phi Linh Môn. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, đòn công kích của đối phương tới ngay trước mặt. Tiền Bá Thiên vươn tay, một thanh kiếm đen bản to nằm trong tay gã. Thủ ấn đánh ra, kiếm quang đầy trời xé rách không khí, thổi quét không trung đổ ập xuống Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh phớt lờ kiếm quang công kích. Hừ, vũ kỹ tinh cấp cao giai, quá yếu. Chảo ấn tuôn ra khói đen đậm đặc, kiếm quang gặp phải khói đen như bị axit ăn mòn, kêu xèo xèo tan biến thành khói trắng. Chảo ấn xuyên thấu kiếm quang đè lên hộ thân cương khí ngưng tụ quanh thân Tiền Bá Thiên. Răng rắc. Tiền Bá Thiên ngưng tụ hộ thân cương khí chớp mắt bị ăn mòn nứt vỡ ra. Tiền Bá Thiên run bần bật, một lát sau gã không chịu nổi lực lượng cường đại. Một tiếng nổ vang điếc tai trên bầu trời, Tiền Bá Thiên bị đánh bay ra xa, gã phun ra búng máu xen lẫn nội tạng. Sắc mặt Tiền Bá Thiên dần biến thành màu đen, đây là dấu hiệu chúng kịch độc, tùy thời đi bán muối. Bùm bùm bùm. Thiên Sí Tuyết Sư đập đôi cánh to, khí lưu bay ra thổi mấy đệ tử Hắc Kiếm Môn lên cao rồi té cái bịch xuống đất. Trên bầu trời vang tiếng hét. Dừng tay lại hết. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đứng trên cao, đưa mắt nhìn xuống mọi người dưới đất. Các đệ tử Hắc Kiếm Môn thấy hai trưởng lão, trưởng môn bị giết trong vài giây, lại có yêu thú tàn phá, bọn họ sớm không còn chiến ý, sợ hãi tè ra quần. Đệ tử Hắc Kiếm Môn chưa trải qua giết chóc bao nhiêu lần, cả đám thầm run sợ. Còn lại ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn buộc phải thu về chân khí, quan sát bốn phía, biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không nảy ý chạy trốn. Trưởng môn và hai trưởng lão khác đã bị giết, Phi Linh Môn có cường giả linh giả bí ẩn, người Hắc Kiếm Môn không có cơ hội chạy trốn. Mới rồi chiến đấu chỉ kéo dài vài phút, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh giết hai trưởng lão, trưởng môn Hắc Kiếm Môn trong vài giây chấn nhiếp mọi người. Nhất là Hắc Kiếm Môn, ai nấy không dám nhúc nhích. Chỉ mấy phút dưới đất đã có mấy chục xác chết nằm la liệt. Có mười mấy đệ tử Phi Linh Môn bị giết, còn lại hơn 30 cái xác là đệ tử Hắc Kiếm Môn. Trong đó có người bị Thiên Sí Tuyết Sư giết, có người chết trong hỗn chiến. Lực lượng cường đại của Thiên Sí Tuyết Sư và thân thể khổng lồ là ác mộng đối với đệ tử Hắc Kiếm Môn. Người bị thương thì gồm cả của Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn. Cuộc hỗn chiến mấy phút khó tránh khỏi người bị thương. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm đám người Hắc Kiếm Môn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo làm mọi người run sợ. Tất cả người Hắc Kiếm Môn nghe đây, bây giờ cho các ngươi hai con đường để chọn. Một là chết, hai là quy hàng Phi Linh Môn, các ngươi tự chọn đi. Đệ tử Hắc Kiếm Môn không đắn đo bao nhiêu liền đồng ý. Chúng ta quy hàng. Đối với bọn họ thì mạng sống quan trọng hơn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đáp xuống trước mặt ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn, mắt lộ rõ sát ý. Các ngươi thì sao? Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn nhìn nhau, không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta quy hàng. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn, móc ra ba viên đan dược. Đây là ba viên Phệ Huyết Hóa Cốt Đan, mỗi năm phát tác một lần, không có thuốc giải thì huyết mạch sẽ đứt từng khúc, thi cốt sinh mủ chết thảm. Các ngươi uống nó, mỗi năm ta sẽ cho thuốc giải. Nếu dám phản bội Phi Linh Môn thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn không còn đường lựa chọn, bất đắc dĩ uống Phệ Huyết Hóa Cốt Đan, vẻ mặt buồn hiu. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đến gần Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Trưởng môn thấy giải quyết như vậy được không? Lần đầu tiên Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh gọi Lục Lâm Thiên là trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ Đông Lão. Lục Lâm Thiên thấy cảnh này rất rung động. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh giết chóc tàn nhẫn, hắn cũng biết sau này nên làm như vậy. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh làm hành động này có ẩn ý là dạy Lục Lâm Thiên cách đứng vững trong cổ vực. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm các đệ tử Hắc Kiếm Môn, nói. Người Hắc Kiếm Môn nghe đây, nếu các ngươi đã quy hàng sau này tức là người của Phi Linh Môn, không còn Hắc Kiếm Môn nữa. Nếu các ngươi dám phản bội thì hậu quả là chết. Có đệ tử Hắc Kiếm Môn tham gia, thực lực của Phi Linh Môn lớn mạnh hơn rất nhiều. Ba trưởng lão quy hàng hành lễ. Kính chào trưởng môn, chúng ta không dám hài lòng. Mạng sống nằm trong tay người khác, bọn họ nào dám phản bội.
Các đệ tử Hắc Kiếm Môn quỳ xuống đồng thanh kêu lên. Kính chào trưởng môn. Đệ tử Hắc Kiếm Môn sợ đứng tim, thầm mừng đã nhặt về cái mạng. Chỉ trong giây lát mọi chuyện xảy ra hàng loạt, các đệ tử Phi Linh Môn rất ngạc nhiên, và vui mừng chưa từng có. Từ lúc bọn họ tham gia vào Phi Linh Môn toàn là bị người ăn hiếp, Phi Linh Môn làm rùa đen rút đầu. Có người tới cửa kiếm chuyện Phi Linh Môn không dám đánh trả, các đệ tử chưa từng ngờ có ngày Phi Linh Môn có thái độ cứng rắn đối diện người khác. Hiện tại bọn họ đã được thấy. Đệ tử Phi Linh Môn cũng rất sợ cảnh vừa rồi. Mười mấy đồng môn chết, bọn họ sợ cái chết. Nhưng vô hình chung Phi Linh Môn hôm nay cứng rắn tạo cho các đệ tử Phi Linh Môn thêm can đảm. Trưởng môn mang về cường giả bí ẩn làm đệ tử Phi Linh Môn rung động. Có cường giả như thế, có trưởng môn như vậy, về sau Phi Linh Môn sẽ tràn đầy hy vọng, bọn họ không cần lo lắng bị người ăn hiếp tìm tới tận sơn môn nữa. Tất cả thay đổi của Phi Linh Môn dường như bắt đầu từ khi trưởng môn mới đến, bất giác hình tượng cường đại của trưởng môn mới xâm nhập lòng người. Các đệ tử Phi Linh Môn kích động, máu nóng đang sôi trào. Lục Lâm Thiên nhìn đám người chằm chằm. Lúc hắn nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không chút do dự giết chóc thì lòng cũng xúc động rất nhiều, khí thế khuếch tán, khí thế cực kỳ bạo ngược. Tuy lúc này Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ sư nhất trọng nhưng trong khí thế lẫn vào cảm giác tiềm long bay lên trời, khiến người run sợ. Khí tức này của hắn không mạnh, điều đáng sợ chính là khí thế tiềm long bay lên cao. Cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lóe tia sáng thầm nghĩ. Mới vài ngày đã đột phá đến vũ sư. Lục Lâm Thiên ngẩng cao đầu, thanh âm quanh quẩn trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Từ nay về sau Phi Linh Môn không mặc cho người khi dễ nữa. Dù là ai, nếu dám khi dễ Phi Linh Môn ta thì phải chết. Cảm nhận khí thế từ người chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống phụ họa. Grao grao, thanh âm xuyên tầng trời quanh quẩn trong tay mọi người. Đệ tử Phi Linh Môn quỳ xuống đất. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Một đệ tử, hai đệ tử, một đống đệ tử, cuối cùng đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng cũng bất giác quỳ dưới đất. Mọi người cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, cảm xúc hào hùng lan tràn trong lòng, máu bị lôi kéo bắt đầu sôi sục. Chỉ có đồ đệ của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là không quỳ nhưng ánh mắt nóng bỏng, không khí hào hùng dễ lây nhiễm khó tránh khỏi rào rạt hào khí. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, lẩm bẩm. Tiểu tử này vừa chỉ đã hiểu, có lẽ ta không nhìn lầm người. Lục Lâm Thiên thu về khí thế, hắn nghiêm túc nói. Hiện tại, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đứng lên, kích động nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hét to với Hoàng Hải Ba. Hoàng Hải Ba, người có biết tội không? Hoàng Hải Ba sửng sốt sau đó nét mặt xa sầm, gã không ngờ Lục Lâm Thiên đốt lửa trên người gã. Hoàng Hải Ba hỏi. Ta biết tội gì? Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn, không biết chuẩn bị. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Hoàng Hải Ba, hãy nhìn xem đây là cái gì? Lục Lâm Thiên móc ra trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên. Trưởng môn ấn phủ, là trưởng môn ấn phủ. Bọn họ có thấy qua trưởng môn ấn phủ. Hoàng Hải Ba chân chân nhìn trưởng môn ấn phủ trong tay Lục Lâm Thiên. Trưởng môn ấn phủ thật sự nằm trong tay ngươi. Hoàng Hải Ba đã nghi ngờ Lục Lâm Thiên giữ trưởng môn ấn phù từ trước. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hoàng Hải Ba, người ám toán trưởng môn đời trước, người biết tội gì chưa? Lục Lâm Thiên định bụng giải quyết hết rắc rối trong một lần, cứ sợ đầu sợ đuôi e rằng sẽ xảy ra biến cố khác. Hoàng Hải Ba cười khẩy nói. Tiểu tử, người ngậm máu phun người, chắc chắn là người giết trưởng môn. Ngươi nói ngươi là đồ đệ của trưởng môn nhưng có bằng chứng không? Thực lực của ngươi không yếu hơn trưởng môn bao nhiêu, sao có thể là đệ tử của trưởng môn? Rõ ràng là ngươi vu vạ người tốt, ngươi mới là hung thủ. Các đệ tử hóa đá nghe hai người đối thoại. Hay cho câu ngậm máu phun người. Từ trước Lục Lâm Thiên đã tính được Hoàng Hải Ba sẽ chơi chiêu đổ tội, hắn hử lạnh một tiếng. Ta đúng là không phải đệ tử của trưởng môn đời trước. Chỉ là cái cớ ở lại Phi Linh Môn báo thù cho trưởng môn. Nhưng ngươi là hung thủ giết trưởng môn. Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói. Ha ha ha, ngươi đã thừa nhận không phải là đệ tử của trưởng môn đời trước, rõ ràng ngươi mới là hung thủ. Ngươi còn có gì để nói nữa? Trương Minh Đào dắt tay Hoàng Hải Ba tiến lên nhìn Hoàng Hải Ba, lạnh lùng nói.
trưởng môn nói thật, sư phụ bị ngươi giết, ngươi không ngờ Lưu Đào và Triệu Thanh Định giết Lam bà, Tâm Đồng thì bị lộ diện. Ngươi chính là hung thủ. Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Trương Minh Đào, Lục Lâm Thiên, nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Ca ca nói đúng, tại sao Hoàng trưởng lão muốn giết phụ thân của ta? Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật, nhìn Trương Minh Đào và Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng còn nhỏ, người bị bọn họ lừa. Trương Minh Đào, người và Lục Lâm Thiên hợp sức giết sư phụ của mình mưu cầu chức trưởng môn, đây mới là sự thực. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Trưởng môn, cần gì nói nhiều với loại người này, giết là được. Hoàng Hải Ba nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Các hạ còn chưa phải là trưởng lão Phi Linh Môn, hiện tại là chuyện riêng của Phi Linh Môn chúng ta, không liên quan gì các hạ. Chẳng lẽ các hạ muốn khi dễ Phi Linh Môn chúng ta sao? Ánh mắt Hoàng Hải Ba van xin nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Chu Ngọc Hậu và Trịnh Anh đứng sau lưng Hoàng Hải Ba, hai người liếc nhau, chậm rãi lùi mấy bước. Trịnh Anh tới gần Lục Tâm Đồng, nhìn đám người, hỏi tiểu cô nương. Tâm Đồng mau cho ta biết Tâm Đồng biết cái gì? Lục Tâm Đồng trả lời. Trịnh Sư Thúc, Tâm Đồng và Lam bà bị Lưu Đào, Triệu Thanh Sư Huynh truy sát. Lam bà bị bọn họ giết, ca ca cứu Tâm Đồng. Lam bà nhờ ca ca chăm sóc Tâm Đồng. Tâm Đồng cầu ca ca báo thù giúp Tâm Đồng nên ca ca mới đến Phi Linh Môn. Trịnh Anh đứng dậy nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Nhị Sư Huynh, Tâm Đồng không đến mức nói dối. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta sớm nghi ngờ ngươi, tại sao ngươi giết Đại Sư Huynh? Chẳng lẽ là vì trưởng môn ấn phù? Trịnh Anh rất tin lời Lục Tâm Đồng nói. Một tiểu cô nương 10 tuổi, người bị hại là phụ thân của mình, Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không nói dối. Huống chi Trịnh Anh luôn nghi ngờ cái chết của trưởng môn liên quan Hoàng Hải Ba. Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật, lạnh băng liếc Lục Lâm Thiên. Tứ sư muội có ý gì? Tứ sư muội tin tưởng người ngoài chứ không tin ta sao? Chu Ngọc Hậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Hải Ba, với giọng vô tội nói. Nhị sư huynh giết trưởng môn thật sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt, chẳng lẽ Lục Thanh không phải do Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu hợp tác giết? Trịnh Anh tức giận quát. Nhị sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay nhị sư huynh phải nói rõ ràng với chúng ta. Hoàng Hải Ba nhìn tất cả, gằn giọng. Tốt, tốt. Hoàng Hải Ba nói. Các người nghi ngờ ta. Vậy ta đi đây, sau này chuyện của Phi Linh Môn không liên quan gì ta. Hoàng Hải Ba nói xong đi thẳng, Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm chặn đường gã lại. Lục Lâm Thiên nói. Hoàng Hải Ba, người giết trưởng môn đời trước mà định đi vậy sao? Thấy Lục Lâm Thiên che trước mặt, tất cả kế hoạch của gã đều bị tiểu tử này hủy hoại, Hoàng Hải Ba không nhịn được nữa. Hoàng Hải Ba giận quá mất khôn quên Lục Lâm Thiên có cường giả bí ẩn che chở, tức giận quát. Tiểu tử, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta, giao ra trưởng môn ấn phủ đây. Chân khí bộc phát, luồng chân khí màu lam tuôn ra từ người Hoàng Hải Ba, không gian dập dềnh sóng gợn, lực lượng cuồng bạo tàn phá. Chảo ấn màu lam ngưng tụ trên bầu trời đè xuống Lục Lâm Thiên. Một tiếng quát lạnh băng vang lên. Muốn chết. Một luồng khí thế cường đại khuếch tán. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông lão chừa người sống đi, còn hữu dụng với ta. Giờ Lục Lâm Thiên không còn sợ đánh với Hoàng Hải Ba, có lão độc vật ở bên cạnh tuy Hoàng Hải Ba là vũ phách nhị trọng nhưng chỉ là con kiến trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thoáng chốc công kích của Hoàng Hải Ba chưa đến trước mặt Lục Lâm Thiên đã có bóng áo đen lao đến ngăn cản, khói đen đầy trời chụp xuống. Chảo ấn đỡ upsilon.ng phải khói đen kỳ dị khó ngửi nháy mắt bị ăn mòn thành xương khói. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Chỉ là trò hề, nếu vào thời kỳ bổn soái đỉnh phong thì một ý niệm đã cho ngươi hóa thành cho tàn. Hiện tại bổn soái nhúc nhích một ngón tay đủ giết ngươi. Trong khói đen vang tiếng gào rú. Năng lượng cuồng bạo tàn phá, nền đất nứt rạn. Trong khói đen đậm đặc khó ngửi ngưng tụ ra năng lượng hình thú giống cọp không phải cọp, giống sói lại không là sói đang gầm giống đè lên người Hoàng Hải Ba. Lực lượng khổng lồ cùng với tiếng xé không khí chói tai đè mạnh xuống. Răng rắc. Hoàng Hải Ba vội vàng dựng hộ thân cương quyển chớp mắt vỡ ra, năng lượng khổng lồ va chạm hất bay gã. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời vang tiếng nổ. Thanh âm to lớn văng vẳng trong sơn mạch Phi Linh Sơn. Hoàng Hải Ba phun ra ngụm máu sen lẫn vụn nội tạng, mặt trắng bệch. Đòn công kích này phá hủy nội tạng của gã.
Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh nhạt nói với Lục Lâm Thiên. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, hắn sắp chết rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giết một vũ phách nhẹ nhàng như thể không phải lão ra tay. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không cần hắn nói gì, ta tự biết. Lục Lâm Thiên đến trước mặt Hoàng Hải Ba, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thấy Lục Lâm Thiên đến gần, Hoàng Hải Ba không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên vung tay chụp xuống đầu Hoàng Hải Ba, có siêu linh thuật hắn không cần lo lắng đối phương nói dối. Hoàng Hải Ba muốn né nhưng không thể nhúc nhích nổi, gã cảm giác có lực lượng từ bên ngoài ùa vào đầu. Nhưng lúc này Hoàng Hải Ba đã rất yếu ớt, không thể đối kháng lại. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên thi triển thủ đoạn, vẻ mặt ngạc nhiên khẽ kêu. A, à, dường như thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn ra cái gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật, há hốc mồm, nhưng thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng cạnh Lục Lâm Thiên thì không dám có hành động gì. Không gian lặng ngắt như tờ, ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba cũng không dám hó hé. Một lát sau, Hoàng Hải Ba nằm dưới đất đã là xá chết, Lục Lâm Thiên không dám thôn phệ chân khí trong người gã. Một vì Hoàng Hải Ba bị lão độc vật giết, toàn thân là độc. Hai là chân khí tu vi vũ phách quá mức khổng lồ, Lục Lâm Thiên không có năng lực thôn phệ được. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, Lục tìm một túi không gian trên người Hoàng Hải Ba, cất đi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, hắn đã rõ ràng sự việc từ trong đầu Hoàng Hải Ba. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Lục Thanh là bị Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giết, nhưng không ngờ thật ra là Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn hợp tác. Chu Ngọc Hậu không hề hay biết gì, gã chỉ muốn mở ra mật thất, cái chết của Lục Thanh không liên quan gì gã. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với mọi người. Các vị đệ tử, Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước hiện tại đã bị đền tội, hiện tại trưởng môn đời trước có thể yên nghỉ. Mọi người lặng im, người Hắc Kiếm Môn không ngờ vừa mới quy hàng Phi Linh Môn đã gặp nội loạn, không ai dám nói chuyện. Trương Minh Đào quỳ trước mặt Lục Lâm Thiên hành lễ. Đa tạ trưởng môn báo thù cho sư phụ. Trương Minh Đào biết nếu không nhờ Lục Lâm Thiên thì gã không có cơ hội báo thù. Lục Lâm Thiên nâng Trương Minh Đào dậy, nhìn đám người Phi Linh Môn, nói. Ta không phải đệ tử của Phi Linh Môn, hiện tại không biết nên giao trưởng môn ấn phù cho ai. Lục Lâm Thiên thấy không ai đáp lời, hắn đưa trưởng môn ấn phù tới trước mặt Chu Ngọc Hậu. Chu trưởng lão, giao trưởng môn ấn phù cho trưởng lão. Chu Ngọc Hậu nào dám cầm trưởng môn ấn phù, e rằng đối phương muốn thăm dò gã. Chu Ngọc Hậu không hề biết chuyện Hoàng Hải Ba giết trưởng môn, gã châm trích Lục Lâm Thiên chỉ vì muốn mở ra mật thất kiếm ít báu vật. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên có hành động sấm sét giải quyết Hắc Kiếm Môn, đánh chết Hoàng Hải Ba. Nói hắn không hứng thú với Phi Linh Môn là không thể nào. Nếu Chu Ngọc Hậu cầm trưởng môn ấn phù thì thứ này sẽ biến thành bùa đòi mạng. Cơ mặt Chu Ngọc Hậu co giật, tính tới tính lui, nói. Phi Linh Môn có môn quy, ai giữ trưởng môn ấn phù chính là trưởng môn. Huống chi trưởng môn đã báo thù cho trưởng môn đời trước, trưởng môn ấn phù tất cả thuộc về trưởng môn. Chu Ngọc Hậu hành lễ cung kính nói. Chu Ngọc Hậu kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nâng Chu Ngọc Hậu lên. Chu trưởng lão nói quá lời. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ Chu Ngọc Hậu đúng là cáo giả, mượn cơ hội này biểu thị thần phục hắn. Nếu vừa rồi Chu Ngọc Hậu dám cầm trưởng môn ấn phù thì Lục Lâm Thiên sẽ tìm cớ, thậm chí vu oan gã hợp tác giết Lục Thanh, đá văng khối chướng ngại vật đi. Lục Lâm Thiên đến bên cạnh Trịnh Anh. Trịnh trưởng lão, ta đưa trả trưởng môn ấn phù cho trưởng lão. Trịnh Anh nói. Ngươi có trưởng môn ấn phù tức là trưởng môn Phi Linh Môn ta. Hy vọng sau này ngươi sẽ nâng Phi Linh Môn vùng lên trong cổ vực. Trịnh Anh nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra. Thiếu niên dù khá trẻ tuổi nhưng hành động của hắn sát phạt dứt khoát, thông minh trí tuệ, để hắn làm trưởng môn là cơ hội cho Phi Linh Môn. Huống chi hiện tại trong Phi Linh Môn còn ai xứng ngồi vào chức trưởng môn. Người Hắc Kiếm Môn quy hàng nếu không có cường giả như Lục Lâm Thiên thì ai trấn áp bọn họ được. Ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn vừa quy hàng liếc nhau, nhanh chóng quỳ dưới đất hành lễ. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Tuy bị cường giả bí ẩn không chế nhưng ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn nhìn thấu thiếu niên mới là chính chủ, người nắm giữ mạng sống của bọn họ. Vào lúc như thế ba trưởng lão Hắc Kiếm Môn càng phải mở to mắt thấy rõ, biểu thị lòng chân thành,
trợ giúp trưởng môn danh chính ngôn thuận lên ngôi sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Bọn họ đã vào phi linh môn, tuy là người quy hàng nhưng gặp phi linh môn nội biến không chừng có cơ hội để bản thân thành thân tín của trưởng môn. Lục Lâm Thiên vừa lòng nhìn ba hắc kiếm môn, ba người này khá thông minh, tâm kế không tầm thường, sau này phi linh môn có thể sử dụng bọn họ. Đám đệ tử hắc kiếm môn quy hàng lại quỳ dưới đất. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Tất cả đệ tử bình thường trong phi linh môn quỳ xuống. Chúng ta thề sống chết đi theo trưởng môn. Trong lòng đệ tử bình thường sớm xem Lục Lâm Thiên là trưởng môn, bọn họ không muốn đổi lại người khác. Đệ tử của Chu Ngọc Hậu cũng quỳ xuống, còn lại ba đồ đệ của Hoàng Hải Ba liếc nhìn nhau rồi kinh hoàng quỳ trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cho ba người thuốc an thần. Ta biết ba người không biết chuyện sư phụ Hoàng Hải Ba mưu sát trưởng môn đời trước, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Về sau ta đối xử với các ngươi bình đẳng như mọi người. Ba đệ tử Hoàng Hải Ba cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Ba đệ tử Hoàng Hải Ba thầm thở phào. Lục Lâm Thiên nhìn đám người, lòng cười thầm. Một lần giải quyết hai rắc rối, Lục Lâm Thiên quyết định phi linh môn là lực lượng bước đầu tiên của hắn, có ngày hắn sẽ đẩy phi linh môn lên thế lực hạng nhất. Lục Lâm Thiên nhìn ba đệ tử hắc kiếm môn. Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt, ba người có tu vi vũ phách, đã quy hàng phi linh môn, đang lúc phi linh môn ta cần người, ba người hãy đảm nhiệm chức trưởng lão phi linh môn. Thấy sao? Khi Lục Lâm Thiên nuốt ký ức của đệ tử hắc kiếm môn đã biết chút ít về ba trưởng lão. Quy hàng rồi nhận chức trưởng lão, ba người rất cảm kích, thầm mừng đã tỏ thái độ đúng lúc. Đa tạ trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Còn Đông Lão, đảm nhiệm chức trưởng lão thì chức nhỏ không xứng, mời Đông Lão đảm nhiệm chức đại trưởng lão phi linh môn được không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Tùy ý, người thấy được thì tốt. Lục Tâm Đồng đứng cạnh Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh từ bao giờ, lão nắm tay đệ tử yêu mến. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Quyết định vậy đi. Lục Lâm Thiên thầm tính toán. Địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, hiếm khi thấy lão độc vật hôm nay tâm tình tốt, sau này phi linh môn còn cần lão độc vật bảo vệ một thời gian, không thể để lão độc vật bỏ đi được. Lục Lâm Thiên dặn dò Chu Ngọc Hậu, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt dẫn đám đệ tử đi nhận hắc kiếm môn. Trong hắc kiếm môn hiện có khoảng 100 đệ tử thực lực hơi thấp, không có cường giả khác, chỉ cần đến nói một tiếng là được. Địa bàn hắc kiếm môn bây giờ đã thuộc về phi linh môn. Trận chiến này làm đệ tử phi linh môn phấn khởi, bàn tán sôi nổi mãi không thôi. Đợi lúc sau Lục Lâm Thiên ra lệnh cả đám mới giải tán. Ban đêm, gió lạnh từ từ thổi qua, dưới đất phủ tấm mảnh đen. Không khí giết chóc ban ngày ở phi linh môn đã biến mất theo gió. Trong chỗ ở, phòng Lục Lâm Thiên sáng đèn. Trên cái bàn thấp đặt một bình rượu ngon, mấy dĩa thức ăn nhắm rượu. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng nhìn nhau. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Đến hôm nay tiểu tử mới nghĩ thông đúng không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hôm nay đa tạ Đông Lão, ta xin kính trước. Lục Lâm Thiên uống cạn ly rượu, miệng nóng ran. Rượu của thế giới này tuy không thơm như kiếp trước nhưng nồng hơn nhiều, uống vào như có lửa cháy trong dạ dày vậy. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhẹ giọng nói. Nói thật là với phi linh môn như vậy ngươi có nắm chắc 10 năm sau khiến ta nhìn với cặp mắt khác không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh bưng rượu uống. Lục Lâm Thiên trả lời. Có, ta chỉ cần thời gian. 10 năm, sau 10 năm ta có nắm chắc. Có âm dương linh vũ quyết, sau 10 năm thực lực của Lục Lâm Thiên sẽ đến độ cao mới, có năng lực dốc sức đào tạo phi linh môn mới. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. 10 năm không ngắn nhưng cũng không dài. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lại uống vào một hớp rượu nóng cháy, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi có suy nghĩ điều này không? Phi linh môn chỉ nằm ở biên giới cổ vực, chỗ này không tính là cổ vực thật sự. Trong cổ vực hỗn loạn hơn ngươi tưởng tượng, có rất nhiều người dù là ta cũng phải e dè. Hiện tại ngươi mới chỉ là vũ sư, ta nhớ trong sơn mạch vũ đô thì ngươi mới là vũ sĩ. Thực lực tăng cường rất nhanh, nhưng ngươi chỉ có 10 năm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trong cổ vực chưa? Lục Lâm Thiên nhìn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, không nói gì hết, uống tiếp ly rượu khác. Lục Lâm Thiên nói, Nam Nhi thì nên tranh bá thiên hạ, nếu đã lựa chọn vậy đời này kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, dù bốn bể khói lửa thì có sao?
Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Bốn bề khói lửa, mạnh miệng lắm. Nhưng đây là thế giới cường giả làm vua, trong cổ vực lại càng như thế. Trong cổ vực các cường giả cát cứ, người dựa vào cái gì tranh bá thiên hạ. Lục Lâm Thiên lại uống ly rượu, máu nóng sôi sục theo, khí thế vô hình khuếch tán. Trong lòng có chí mặc tung hoành, thể đem gậy ngắn hóa trường kiếm, cuồng thiếu kinh tán tứ phương khách, giận dữ thiên hướng hổ sơn hành. Không sợ gió tanh mưa máu, hào ca một khúc vạn lý tình, một mình ngao du có gì sợ. Vén trời dở đất úy sinh bình, lịch binh mạt mã, xanh kỳ phiên cồn, cắt bay đá chạy, kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ. Cờ rách giáp vỡ nếu có ngày khải hoàn, rồng lặn lên trời quét không trung. Một lòng hào khí quán nhật nguyệt, ta cầu trường hồng hóa hùng ưng. Lục Lâm Thiên nói xong uống hớp rượu, mắt đỏ rực. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười phá lên. Ha ha ha, tiếng cười lạnh lẽo ẩn giấu thức tỉnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Tiểu tử giỏi, rất giỏi. Kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ, nắm xương già này bị ngươi nói hơi động lòng. 10 năm, trong 10 năm này ta cùng điên với tiểu tử nhà ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão, 10 năm sau lão sẽ không hối hận. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hỏi. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì không phải vật trong ao. Nhưng hiện tại phi linh môn quá yếu, ngươi có tính toán gì không? Cái này thì ta đã có quyết định. Lục Lâm Thiên kể lại tỉ mỉ mật thất phi linh môn để lại vào thời kỳ hưng thịnh cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nghe. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Không ngờ phi linh môn có chuyện như vậy, xem ra ngươi sớm nhằm vào mật thất, nếu không thì tình trạng phi linh môn bây giờ không lọt vào mắt ngươi được. Lục Lâm Thiên cười cười, nếu Trịnh Anh không nói về mật thất thì đúng là hắn sẽ không nhìn chúng phi linh môn, vì có mật thất nên hắn quyết định muốn phi linh môn. Nếu mật thất có vật giúp phi linh môn phục hưng sẽ bớt nhiều thời gian cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói, ngày mai ta sẽ mở mật thất. Lục Lâm Thiên lấy ra một chìa khóa, đó là chìa khóa mật thất cất trong túi không gian của Hoàng Hải Ba. Hai chiếc chìa khóa khác nằm trong tay Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu. Ngày mai Lục Lâm Thiên sẽ mở mật thất phi linh môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Ngày mai ta cũng đi xem, phi linh môn để lại thứ gì có thể khiến phi linh môn lại phục hưng. Ngày thứ hai, trong đại điện phi linh môn, chỉ có Lục Lâm Thiên và thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh báo cáo cho Lục Lâm Thiên biết rõ tình hình gần đây của phi linh môn. Hôm qua trong trận chiến có 16 đệ tử phi linh môn chết, 313 người hắc kiếm môn quy hàng. Tính tổng số người trong phi linh môn có 416 người. Trong đó 5 vũ phách, 4 vũ sư, thực lực cao nhất là vũ sư tam trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Có một người là đồ đệ của Hồ Nam Sinh, 4 thanh niên đẳng cấp vũ sư là người hắc kiếm môn quy hàng, trong phi linh môn không có đệ tử tu vi vũ sư. Vũ sĩ thì hiện tại có hơn 90 người, còn 300 người là vũ đồ. 416 người là 416 miệng ăn, đặc biệt 300 người chỉ có tu vi vũ đồ. Lục Lâm Thiên cảm thấy áp lực thật lớn, đôi khi nhiều người chưa chắc là thế lực. Phi linh môn vốn không nuôi nổi 100 người mình. Hiện tại cộng thêm 300 người hắc kiếm môn, tiêu hao gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên được nhiều thứ từ túi không gian của Tiền Bá Thiên, có thể chống đỡ phi linh môn 3 tháng. Sau 3 tháng nếu không có thu nhập sẽ phải sống bằng tiền dành dụm. Lục Lâm Thiên nói với Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu chuyện mở mật thất. Hai người nhìn nhau, hỏi. Trưởng môn muốn mở mật thất ngay bây giờ. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, hỏi. Đúng vậy, Trịnh trưởng lão và ta đã nói chuyện. Đến phút cuối thì mở mật thất ra. Hôm nay phi linh môn suýt diệt môn, hiện tại phi linh môn đã là đến đường cùng. Không biết hai vị trưởng lão có ý kiến gì không? Chu Ngọc Hậu nói. Ta không ý kiến, mật thất sớm nên mở ra. Chu Ngọc Hậu luôn muốn mở mật thất nhưng trước kia Lục Thanh, Trịnh Anh phản đối. Trịnh Anh không do dự lâu. Mở đi, giờ đã đến phút cuối, mọi chuyện xin nghe theo trưởng môn. Trải qua sự kiện hắc kiếm môn ngày hôm qua, Trịnh Anh không có lý do phản đối nữa. Lục Lâm Thiên nói. Vậy tốt, chúng ta đi mở mật thất ngay bây giờ. Cuối cùng có thể mở mật thất, không biết bên trong có cái gì. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nghe không hiểu mọi người nói gì, bọn họ không biết gì về mật thất phi linh môn. 3 người ngoan ngoãn đi theo sau đoàn người.
Chốc lát sau Lục Lâm Thiên theo Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đến đằng sau đại điện Phi Linh Môn. Không ngờ phía sau đại điện có không gian khác, đằng trước tảng đá to giấu cơ quan. Trưởng môn, chính là nơi này. Chu Ngọc Hậu lần mò trên vách đá mở cơ quan ra, dưới đất lộ con đường có thể cho hai người đi song song. Mọi người vào đường hầm, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh bất ngờ nhất, Lục Lâm Thiên hơi ngạc nhiên. Trong đường hầm kéo dài trăm thước, bốn phía là vách đá dày. Trên vách đá khảm nhiều minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trịnh Anh đứng chứa vách đá to lớn. Tới rồi. Trên vách đá dính lớp bụi dày, giữa vách đá có một đồ án hoa văn giống với trên trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu dặn dò. Trưởng môn, để mở ra mật thất phải có ba chìa khóa, trưởng môn ấn phủ. Nếu cưỡng ép mở sẽ khiến mật thất nổ nát vụn. Chu Ngọc Hậu thổi vách đá, cho bụi rơi xuống lộ ra bốn cái lỗ. Ba lỗ khóa quay quanh cái lỗ to hơn chút, mọi người không hẹn mà cùng hồi hộp căng thẳng. Phi Linh Môn thời kỳ hưng thịnh để lại những thứ gì? Lục Lâm Thiên hít sâu, tâm tình căng thẳng nói. Chuẩn bị mở ra đi. Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu tiến lên trước, móc ra chìa khóa dài ba tấc đút vào hai lỗ khóa trên vách đá. Lục Lâm Thiên lấy ra chìa khóa của Hoàng Hải ba cắm vào lỗ khóa còn lại. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh xoay ba chìa khóa nửa vòng. Két két két. Vách đá vang ra tiếng ken két, cả vách đá tỏa ánh sáng kỳ lạ. Trịnh Anh nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, mau đặt trưởng môn ấn phủ vào, nếu không mật thất sẽ nổ tung mất. Lục Lâm Thiên sớm cầm trưởng môn ấn phủ trên tay, hắn lập tức đặt trưởng môn ấn phủ vào cái lỗ chính giữa vách đá đang tràn ra ánh sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi trưởng môn ấn phù khảm vào lỗ hổng trên vách đá thì như có lực lượng vô hình kéo đi trưởng môn ấn phù. Ánh sáng chói mắt tràn ra, hoa văn Phi Linh Môn trên vách đá cũng tràn ngập ánh sáng. Ầm ầm ầm. Trong hang đá vang tiếng nổ điếc tai, vách đá chậm rãi nhấc lên cao, dưới đất lộ một khe hở nhỏ. Tiếng gầm rú không dứt, khe hở càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau vách đá bị kéo lên chiều cao cỡ một người. Vách đá ngừng vang. Tiếng nổ đinh tai làm hang đá run rẩy. Vách đá rộng hơn chục thước, ước chừng nặng ngàn cân. Vách đá mở ra, phòng đá rộng 300 thước vuông đập vào mắt mọi người. Thấy vật phẩm trong phòng đá thì mọi người khẽ kêu lên ngạc nhiên. Oa! Thôi hồn độc suất đông vô mệnh cũng sững sờ. Trong phòng đá to lớn xếp đầy ngọc giản. Những ngọc giản rụng dưới đất tỏa sáng rực rỡ, nhìn sơ có khoảng vạn ngọc giản, năng lượng thuộc tính các hệ tràn ngập. Mọi người là tu luyện giả nên biết những ngọc giản này toàn là vũ khí, một đống ngọc giản vũ khí vượt sức tưởng tượng của mọi người. Mọi người kinh ngạc đi vào bên trong nhà đá, trước vách tường bên cạnh đặt mười mấy dương ngọc to lớn cỡ một người, cái dương điêu khắc bằng ngọc. Trưởng môn, toàn là vũ khí thần cấp, còn có tinh cấp. Vũ khí hỏa hệ sơ giai tinh cấp. Vũ khí thủy hệ trung giai tinh cấp. Vũ khí thổ hệ cao giai tinh cấp. Còn có vũ khí hoàng cấp sơ giai. Là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Phát tài rồi, sao có nhiều vũ khí như vậy? Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nhìn chằm chằm đống ngọc giản, hăng hái kiểm tra. Toàn là vũ khí, có đủ loại hệ. Mọi người mừng như điên, không có gì khiến vũ giả vui vẻ bằng việc có được vũ khí, đặc biệt trong đó có vũ khí hoàng cấp sơ giai. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh đi tới trước mười mấy dương ngọc. Trưởng môn đi qua xem. Trước mặt người ngoài thôi hồn độc suất đông vô mệnh vẫn gọi Lục Lâm Thiên là trưởng môn, chỉ khi không ai mới kêu tiểu tử. Má ơi, giàu! Thôi hồn độc suất đông vô mệnh mở một dương ngọc ra, bên trong không chứa đồ vật gì đặc biệt, chỉ một đống đan dược, đầy áp dương. Đan dược như kẹo chất đống trong dương ngọc, mà kích cỡ cái dương cao bằng người, rộng mấy thước. Tính theo thể tích thì có gần vạn viên đan dược. Dương đan dược toàn là nhị phẩm. Giá tiền đan dược nhị phẩm trung bình là 300 kim tệ, một dương ngọc thế này có giá 300 vạn kim tệ. Kim tệ chỉ là con số, muốn tìm vạn đan dược muốn mua đôi khi không thể trả bằng kim tệ. Trong dương ngọc nồng nặc mùi thuốc, năng lượng tràn ra, lấp kín căn phòng. Đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu bị hấp dẫn chạy tới. Lục Lâm Thiên lần lượt mở 11 dương ngọc ra, mỗi khi mở nắp một cái là lòng không kiềm được rung động. Từ dương ngọc thứ 2 đến thứ 6 toàn là đan dược nhị phẩm. Từ dương ngọc thứ 7 đến 9 là đan dược tam phẩm. Từ dương ngọc thứ 10 đến 11 đầy ắp dược liệu, toàn là dược liệu có giá trị lớn. Tính giá dược liệu trong hai dương ngọc cỡ ngàn vạn kim tệ,
toàn là dược liệu để luyện chế đan dược tam phẩm, tứ phẩm. Giá trị đan dược tam phẩm bình thường trên mấy ngàn kim tệ, tam phẩm cao giai là quý nhất. Lục Lâm Thiên ước chừng ba dương ngọc đan dược tam phẩm có giá trị 1.500.000 kim tệ trở lên. 6 dương đan dược nhị phẩm có giá gần 2.000.000 kim tệ, thêm vào hàng vạn vũ kỹ. Hiện tại chưa thống kê ra đẳng cấp nên ước tính giá không cao nhưng cũng đã là giá trên trời. Tận cùng phòng đá, trên hòn đá nhô ra chính giữa tường đá, một chữ Phật giới chỉ màu đen đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Còn có chữ Phật giới chỉ. Lục Lâm Thiên đi tới trước chữ Phật giới chỉ, cầm lên xem. Chữ Phật giới chỉ này chưa nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ có thể trực tiếp kiểm tra nó. Lục Lâm Thiên nhỏ máu nhận chủ, hắn nhìn vào trong chữ Phật giới chỉ, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trong chữ Phật giới chỉ mới là báu vật thật sự Phi Linh Môn để lại, trong phòng đá chỉ là số lẻ. Chữ Phật giới chỉ không chứa nhiều đồ nhưng mỗi món có giá trị siêu phàm. Trong chữ Phật giới chỉ có 500 viên đan dược tứ phẩm sơ giai, 300 viên đan dược tứ phẩm trung giai, 100 viên đan dược tứ phẩm hậu giai. Giá tiền 800 viên đan dược đã đến mức khủng bố. Đan dược tứ phẩm sơ giai có giá 10.000 kim tệ, giá đan dược tứ phẩm trung giai là 20.000 kim tệ, nâng cao gấp đôi. Đến tứ phẩm hậu giai thì giá tiền ít nhất là 40 gần 50.000 kim tệ. Phẩm cấp càng cao thì giá tiền tăng theo cấp số nhân. Ngoài ra trong chữ vật giới chỉ có 100 viên đan dược ngũ phẩm sơ giai, 50 viên đan dược ngũ phẩm trung giai, 10 viên đan dược ngũ phẩm hậu giai. Giá đan dược ngũ phẩm sơ giai là từ 80 đến 100 vạn, giá đan dược ngũ phẩm trung giai, hậu giai càng cao hơn. Trong chữ vật giới chỉ có 10 viên đan dược lục phẩm, toàn bộ là lục phẩm sơ giai nhưng giá trị vẫn rất khủng. Trong chữ vật giới chỉ còn mấy chục ngọc giản, 30 ngọc giản vũ khí hoàng cấp trung giai. 10 ngọc giản vũ khí hoàng cấp cao giai. Giá trị không thể đo lường, bởi vì đây đều là thứ vô giá, không ai bán vũ khí đẳng cấp cỡ này cả. Còn có linh kỹ. Trong chữ vật giới chỉ có mười mấy khối ngọc giản là linh kỹ, đẳng cấp tinh cấp trung giai, cao giai, có một khối ngọc giản linh kỹ hoàng cấp sơ giai. Linh kỹ vốn thưa thớt, Phi Linh Môn để lại mười mấy khối ngọc giản linh kỹ đã là không dễ dàng. Trừ mấy thứ này ra trong chữ vật giới chỉ không có vật gì khác. Nhưng chúng nó quý giá hơn tất cả báu vật trong phòng đá này. Chỉ giây lát Lục Lâm Thiên giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, lặng lẽ cất chữ vật giới chỉ có trong lòng vẫn còn rất ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên nhìn nhóm Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, ra lệnh. Để lại mọi thứ như cũ, tất cả thứ đã thấy không cho phép nói với ai khác, nếu không giết không tha. Nếu thứ trong phòng đá bị lộ ra ngoài Phi Linh Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong Phi Linh Môn quy định không đến phút cuối cùng không được mở mật thất ra chắc vì sợ đệ tử không giữ nổi số tài sản này. Tùy tiện mở mật thất, lộ tiếng gió thì Phi Linh Môn sẽ bị vô số thế lực bao vây tiễu trừ. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Bọn họ biết rõ hậu quả, mấy thứ này đủ khiến thế lực hạng nhất trong cổ vực ra tay. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, trong chữ vật giới chỉ đó mới là thứ đáng giá đúng không? Lục Lâm Thiên gật đầu, cười cười, hắn không giấu thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Trong chữ vật giới chỉ đúng là thứ đáng giá nhất, đồ tốt toàn chứa trong này. Suốt một ngày bảy người sửa sang lại đồ trong mật thất. Phân loại vũ khí các hệ, có 200 phần vũ khí hoàng cấp sơ giai, đa số là vũ khí giống y như đúc, toàn là vật sao chép. Ngọc giản vũ khí là một loại tồn tại đặc biệt. Tu luyện giả có được ngọc giản tu luyện thì tin tức bên trong sẽ biến mất, ngọc giản bị phế bỏ. Đây là cách các đại thế lực phòng ngừa vũ khí truyền ra ngoài, không ai muốn vũ khí trong môn phái mình bị truyền đi khắp nơi. Các vũ khí Phi Linh Môn được cường giả sao chép vào ngọc giản, tu luyện giả có thể lấy được tin tức trong ngọc giản, nhưng muốn chép lại vũ khí vào ngọc giản không dễ gì. Cường giả không thể sản xuất hàng loạt và sao chép, nên giá tiền vũ khí mới cao khủng khiếp. Thông thường giá ngọc giản hoàng cấp sơ giai là 100.000 kim tệ trở lên, tuy nhiên lúc muốn mua thì cần ít nhất 300.000 kim tệ. Bởi vì vũ khí đến đẳng cấp hoàng cấp đã là vô giá, không ai nỡ đem ra bán cả. Mấy vị trưởng lão, mỗi người chọn lựa một bộ vũ khí hoàng cấp đê giai và hai bộ vũ khí tinh cấp cao giai đi. Mỗi người được 5 viên đan dược sơ giai tứ phẩm, các vị hãy giữ kỹ. Lục Lâm Thiên móc ra nắm đan dược. Toàn là đan dược tứ phẩm sơ giai trong chữ vật giới chỉ.
mỗi viên đan dược giá trị 10 vạn kim tệ trở lên, mỗi người 5 viên tổng cộng hơn 50 vạn kim tệ. Đám người Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh mừng như điên cầm lấy đan dược, cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Bọn họ vội vàng đi chọn lựa vũ khí. Một bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai, hai bộ vũ khí tinh cấp cao giai cộng thêm 5 viên đan dược tứ phẩm, đối với trưởng lão tiểu môn tiểu phái bọn họ thật như trong mơ. Lục Lâm Thiên giao 2 viên đan dược trị thương lục phẩm sơ giai cho Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Đông lão, cái này không nhiều nhặn gì, đông lão cần trị thương, ta xin đưa cho người, mong đừng chê. Có 10 viên đan dược lục phẩm sơ giai, trong đó 4 viên đan dược trị thương, Lục Lâm Thiên đưa 2 viên cho Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Lục Lâm Thiên biết hiện tại Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh là cường giả linh suất cửu trọng. Nếu là đan dược lục phẩm hậu giai còn được lão chú trọng chứ đan dược lục phẩm sơ giai thì không là gì. Tu vi của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh dễ dàng luyện ra đan dược lục phẩm hậu giai. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Ha ha ha, người có lòng, đây đúng là vật ta đang cần, sẽ tăng tốc độ lành vết thương của ta. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không từ chối, dứt khoát cầm đan dược trong tay Lục Lâm Thiên. Đan dược lục phẩm mỗi viên bán giá trên trời. Nếu Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh luyện chế sẽ phải tốn nhiều công sức, còn cần chuẩn bị tài liệu. Tuy rằng Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không khó luyện chế ra đan dược lục phẩm sơ giai, nhưng dược liệu dùng để luyện chế không dễ chuẩn bị, đều là giá trị không nhỏ. Ta muốn vũ khí thổ hệ hoàng cấp sơ giai, hám địa trưởng này. Ta muốn vũ khí hỏa hệ hoàng cấp sơ giai liệt diễm toàn đao này. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đều tìm được vũ khí của mình. Vũ khí hoàng cấp sơ giai có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Mọi người vui vẻ chọn lựa xong vũ khí, Lục Lâm Thiên không giấu giếm trực tiếp thu mấy thứ khác vào chữ vật giới chỉ, đặt trong phòng đá không an toàn. Có chữ vật giới chỉ, mang kho báu theo bên mình là bảo đảm nhất. Thu toàn bộ đồ trong mật thất làm chữ vật giới chỉ của Lục Lâm Thiên chật kín, không còn dư chỗ để chứa thứ khác. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngạc nhiên nhìn chữ vật giới chỉ trên ngón tay Lục Lâm Thiên. Xem không gian, tác dụng kỳ lạ trong đó thì chữ vật giới chỉ này không phải vật tầm thường, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thầm đoán tiểu tử này không đơn giản như bề ngoài, hắn có dấu bí mật gì đó. Khi mọi người rời khỏi mật thất đã là ban đêm, bọn họ ở trong mật thất suốt một ngày nhưng mấy người không thấy mệt mỏi gì, ngược lại rất phấn khởi. Lục Lâm Thiên trở về chỗ ở, cũng rất hân hoan. Mọi thứ có trong mật thất là kho báu trời ban với hắn, là tài sản kếch xù. Nếu Lục Lâm Thiên mặc kệ tất cả, chỉ nhờ vào mớ đan dược này đủ để hắn đột phá trở thành cường giả tuyệt đối. Có tài sản kếch xù, dù Lục Lâm Thiên đốt tiền cũng đủ nấu ra cường giả, một cường giả thật sự. Nhưng Lục Lâm Thiên biết một mình hắn sở hữu mớ tài sản này tuy có thể đốt tiền tu luyện thành cường giả nhưng chưa đủ. Lục Lâm Thiên cần một thế lực, những thứ trong mật thất phi linh môn là chuẩn bị cho một môn phái phục hưng. Một môn phái phục hưng không thể thiếu đan dược, vũ khí. Trong mật thất để lại hàng vạn vũ khí, mấy chục vạn viên đan dược, một con số khổng lồ. Hơn nữa toàn là đan dược, vũ khí từ thấp đến cao, đủ dựng dậy một môn phái phát triển mạnh mẽ. Số tài phú này nếu đổi thành đan dược lục phẩm không biết số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên môn phái nổi lên không chỉ dựa vào mấy viên đan dược cao phẩm, vài bộ vũ khí cao giai là thành công. Một người hay vài người không thể chống dậy cả môn phái. Một đại môn phái cần nhiều dòng máu mới. Như Vân Dương Tông cường giả đầy dẫy vẫn chú trọng bồi dưỡng đệ tử mới. Chỉ có máu mới liên tục tham gia mới khiến môn phái mãi cường thịnh, dựa vào vài người thì không thể làm được. Con người rồi sẽ già đi, sẽ có ngày thăng thiên. Trừ phi người có thể đạp phá hư không, đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết là bất tử. Đồ vật trong mật thất phi linh môn làm Lục Lâm Thiên vô cùng hưng phấn, có mấy thứ này cộng với lão độc vật Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh tỏa chấn, phi linh môn sắp đến ngày hưng thịnh. Sau này phi linh môn sẽ phát triển đến mức nào thì phải dựa vào Lục Lâm Thiên dẫn dắt. Trong phòng của Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kinh ngạc nói. Không ngờ trong phi linh môn có nhiều tài sản như vậy, thật không ngờ. Ta chưa từng nghe nói về phi linh môn bao giờ. Lục Lâm Thiên kể hết những thứ trong chữ vật giới chỉ cho Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nghe. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mấy thứ này là vật ta cần nhất. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Không sai, mấy thứ này đủ để một môn phái nổi lên, giúp phi linh môn thoát khỏi tình huống hiện tại.
nhưng cổ vực phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cũng không dám đến cổ vực chia chén canh là biết. Phi Linh môn để lại đồ vật chỉ khiến nó từ môn phái hạng bét nổi lên hạng 2, thậm chí không quá mạnh trong các môn phái hạng 2. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta còn trẻ, tuổi trẻ là có cơ hội, nếu có bậc thang thì ta có thể nhảy càng cao. Lục Lâm Thiên hiểu rõ nếu nói chính xác thì hiện tại Phi Linh môn không tính là môn phái hạng 3, cùng lắm chỉ xếp vào loại môn phái tép siêu. Phi Linh môn vốn có mấy tu vi vũ phách miễn cưỡng chen chân hàng môn phái hạng 3, nhưng kinh tế Phi Linh môn eo hẹp, không bằng cả môn phái hạng 3. Trong cổ vực những đại môn phái có thế lực không thua gì Tam Tông Tứ Môn, Phi Linh môn để lại tài phú đủ để bồi dưỡng ra cường giả hạng nhất nhưng không đủ đào tạo một môn phái hạng nhất. Phi Linh môn để lại những thứ này chưa đủ để bồi dưỡng môn phái hạng nhất. Đan dược lục phẩm, vũ khí hoàng cấp, những thứ này có giá trị liên thành. Nhưng những vật khổng lồ Vân Dương Tông không thiếu, bọn họ có nhiều tài nguyên như thế hơn. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nghiêm túc hỏi. Hiện tại ta cùng ngươi điên, nếu có ngày ngươi thành công, ta hy vọng đến lúc đó ngươi hứa một điều với ta được không? Nếu có ngày tiểu tử có thể chống dậy Phi Linh Môn thì giúp Đông Lão sẽ là mục tiêu thứ nhất của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên biết suy nghĩ trong lòng thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh, lão độc vật đến chết cũng không quên chuyện này. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Tốt, có câu nói này của ngươi là được. Sau này chuyện của Phi Linh Môn tức là chuyện của ta, idupsilon.ng vào Phi Linh Môn tức là chọc vào ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Lục Lâm Thiên cười, bắt đầu từ bây giờ lão độc vật thật lòng xem Phi Linh Môn như của mình. Có thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh ở Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên không sợ gì thế lực bình thường. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Hôm nay đánh nhau tổn thương một ít nguyên khí, ta cần bế quan một thời gian dài. Ta đã dạy tâm đồng tâm pháp nhập môn, chờ khi ta xuất quan sẽ để đứa nhỏ này trở thành linh giả. Khi đó ngươi coi chừng có ngày tâm đồng sẽ vượt qua ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão cứ yên tâm bế quan chữa thương đi. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Đông lão, tâm đồng là độc thể bẩm sinh, sau này có thể tu luyện đến bước nào? Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, trả lời. Ta tu luyện độc công khá đặc biệt, tuy là linh giả nhưng trong người không thua gì vũ giả, độc công không dễ đối phó. Lúc ta tu luyện trải qua mọi thứ vượt sức tưởng tượng của ngươi. Ta bị 1000 vật kịch độc cắn, nếm đủ 1000 lần đau khổ chúng kịch độc, toàn thân có 1000 vết sẹo toàn do những vật kịch độc mà ra. Ta tìm gần 1000 dược liệu kịch độc, dùng kịch độc tẩy toàn thân. Nếm đau nhức kịch độc xâm nhập vào người 1000 ngày mới thành hậu thiên độc thể, tu luyện độc công. Lục Lâm Thiên thầm dùng mình, đau đớn khi Lục Lâm Thiên tu luyện huyết hồn ấn không hơn gì lão độc vật tu luyện độc công. Nỗi đau 1000 độc xâm nhập thân thể, mùi vị đó người bình thường không chịu nổi. Mỗi cường giả đều được rèn luyện rất khổ. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh tiếp tục bảo. Ta là hậu thiên độc thể tu luyện độc công, nhanh hơn linh giả bình thường rất nhiều. Trong 20 năm ta từ linh sư lên đến linh xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên bật thốt. Chết tiệt, nhanh vậy sao? Thật khủng khiếp. 20 năm từ linh sư lên đột phá linh xuất, loại tốc độ này làm người kinh sợ. Thế này mà nhanh sao? Chỉ tiếc ta là hậu thiên độc thể, đến hiện tại tốc độ tu luyện đã chậm nhiều, có chút tác dụng phụ cản trở, sau này thành tựu không có tiến bộ lớn, trừ phi. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh liếc Lục Lâm Thiên. Nhưng tâm đồng thì khác, tâm đồng là độc thể bẩm sinh, độc thể thậm chí thị gần như hoàn mỹ. Tiền đồ tu luyện độc công của tâm đồng mạnh hơn ta rất nhiều. Lục Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Cái gì là độc thể bẩm sinh? Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh mỉm cười hỏi. Nếu ta nói trên người của ngươi có độc thì ngươi tin không? Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Tin, mỗi người đều có chất độc. Kiếp trước Lục Lâm Thiên từng đọc một tờ báo có bài chuyên gia y học viết thân thể mỗi người đều có độc tố, nhưng một số người vẫn khỏe mạnh lâu dài là vì tác dụng của hệ thống trừ độc. Hệ thống này là da dẻ, gan, thận, dạ dày, bạch cầu. Trong trạng thái bình thường hệ thống có thể bài trừ chất độc ra ngoài người, giữ cho cơ thể cân bằng. Nếu tích lũy chất độc vượt sức hệ thống trừ độc thì thân thể sẽ có vấn đề. Lục Lâm Thiên nhớ rõ mồn một báo viết xì hơi cũng là cách trừ độc. Một số người thể chất đặc biệt, trong cơ thể có chất độc còn hơn cả rắn độc nhưng vẫn sống tốt, như có người bẩm sinh không sợ điện.
Thấy Lục Lâm Thiên đồng ý ngược lại thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bất ngờ, người bình thường sẽ không cho rằng thân thể của mình có độc. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tiếp tục bảo. Người nói đúng, mỗi người đều có chất độc, chẳng qua không đến mức chí mạng. Nhưng có một số người thân thể đặc biệt không sợ kịch độc, nếu có ngày gặp phải vật kịch độc, những vật này có thể là động vật hay thực vật, sau khi chúng độc người đó chẳng những không bị gì còn vô tình truyền cho đời sau. Đời sau vừa vặn lại bị kịch độc cắn, trung hòa với kịch độc có sẵn trong cơ thể, độc tính biến chất. Trường hợp trung hòa rồi bình yên, nhưng có khi tăng mạnh thêm độc tính. Tuy nhiên độc tính sẽ không kích phát ra, bản thân người chúng độc không hay biết gì, lại truyền cho đời sau. Cho đến đời nào đó tạo thành độc thể bẩm sinh vô cùng hiếm thấy. Ta có được độc công này là do cường giả độc thể bẩm sinh để lại. Tu luyện độc công, người có độc thể bẩm sinh cuối cùng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Thành tựu của tâm đồng trong tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ đến mức độ ta không dám tưởng tượng. Lục Lâm Thiên kinh thán. Hóa ra là vậy, thế thì tiểu tử xin chúc mừng trước đông lão đã thu được đồ đệ tốt. Lục Lâm Thiên không ngờ lục tâm đồng có thể chất hiếm thấy như vậy. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Ngươi chúc mừng cái gì? Tâm đồng chính là muội muội của ngươi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khoảng 10 năm nữa tâm đồng sẽ là trợ lực lớn cho ngươi. Tâm đồng độc thể bẩm sinh nên bị ảnh hưởng thể chất, người bình thường không nhìn ra được còn tưởng thiên phú tầm thường. Thật ra thiên phú của tâm đồng rất tốt, may mắn là vậy không thì tài lớn mà dùng vào việc nhỏ. Đúng là ta đã thu được đồ đệ tốt. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói xong vừa lòng cười. Đồ đệ độc thể bẩm sinh sau khi tu luyện độc công thành tựu sau này như thế nào, nghĩ thôi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đã cười ngoác mang tai. Sáng sớm hôm sau, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đi vào mật thất bắt đầu bế quan. Lục Lâm Thiên tìm các trưởng lão Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, dẫn năm trưởng lão đi ra quảng trường ngay trước đại điện. Hơn 400 đệ tử phi linh môn tụ tập, ngạc nhiên khó hiểu. Trên quảng trường đặt một cái bàn to bầy đầy đan dược và vũ kỹ. Lục Lâm Thiên nói một đống diễn văn ký tỷ y dạo đầu, tiết mục tiếp theo là phát đan dược và vũ kỹ. Tuy toàn là đan dược, vũ kỹ phẩm cấp thấp nhưng các đệ tử vẫn sôi sục máu nóng, rốt cuộc trông thấy hy vọng của phi linh môn. Lục Lâm Thiên quy định chế độ thưởng phạt tu luyện, trong nửa năm. 50 người tiến bộ lớn nhất có thể trở thành đệ tử thân truyền của phi linh môn, sẽ nhận thưởng đan dược và vũ kỹ. Mấy trăm người cắn răng quyết tâm liều mạng tu luyện. Các đệ tử giải tán, Lục Lâm Thiên giữ lại khoảng 100 đệ tử đẳng cấp vũ sĩ, vũ sư. Đệ tử tu vi vũ sĩ mỗi người cho thêm một viên đan dược nhị phẩm cao giai, một bộ vũ kỹ tinh cấp trung giai. Mấy đệ tử vũ sư thì mỗi người thêm một viên đan dược tam phẩm sơ giai, một bộ vũ kỹ tinh cấp cao giai. Đám đệ tử này hiện là trụ cột của phi linh môn, phải bồi dưỡng thật tốt. Đám đệ tử kích động run rẩy, đám người hắc kiếm môn quy hàng thầm mừng mình chọn đúng đường. Nếu biết sớm thì bọn họ đã đến phi linh môn làm đệ tử rồi. Lục Lâm Thiên sắp giặt xong mọi thứ, hắn quay về nơi ở, kêu Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, thanh niên đầu chọc cùng tới chỗ hắn ở. Lục Lâm Thiên hỏi đệ tử đầu chọc. Hoàng Bác Nhiên, có biết tại sao ta kêu ngươi đến đây không? Lục Lâm Thiên chú ý đệ tử đầu chọc đã lâu, thông minh lanh lẹ. Phi linh môn đang lúc cần người, Lục Lâm Thiên muốn bồi dưỡng mấy thân tín, chỉ dựa vào Lục Tiểu Bạch thì không đủ. Đệ tử đầu chọc dọc đường đi thấp thỏm lo âu, bị uy nhiếp trưởng môn của Lục Lâm Thiên trấn áp nhũn chân quỳ xuống. Trưởng môn, có phải đệ tử đã làm sai chuyện gì? Xin trưởng môn xử phạt. Đứng dậy đi, ta không muốn người bên cạnh ta hèn như thế. Lục Lâm Thiên nói. Kêu ngươi đến là muốn dặn dò, hiện tại thực lực của ngươi là vũ sĩ nhị trọng, trong vòng nửa năm nếu đến vũ sĩ ngũ trọng sau này được đi theo bên ta, nếu không có năng lực đó thì yên phận làm đệ tử bình thường suốt đời đi. Hoàng Bác Nhiên ngước đầu chọc lên. Trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên phản ứng lại, biết trưởng môn cho gã cơ hội. Được đi theo bên cạnh trưởng môn là cơ hội rất tốt. Hoàng Bác Nhiên dập đầu ngay. Đa tạ trưởng môn tài bồi. Đệ tử đi tu luyện ngay lập tức, dù không ngủ không nghỉ cũng không làm trưởng môn thất vọng. Hoàng Bác Nhiên kích động muốn chạy về tu luyện ngay. Lục Lâm Thiên móc mấy viên đan dược ra cho Hoàng Bác Nhiên. Khoan, cầm mấy viên đan dược này đi, chăm chỉ tu luyện vào. Hoàng Bác Nhiên kích động nhũn chân đi không được. Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ.
Cái này là của hai người, nhỏ máu nhận chủ là có thể mở ra, cố gắng tu luyện đi. Lục Lâm Thiên giao túi không gian cho hai người. Tuy Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn nhưng không có túi không gian. Trong túi không gian Lục Lâm Thiên để lại nhiều đan dược cho hai người, còn có hai bộ vũ kỹ tinh cấp cao giai thích hợp với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ. Trong đám người Phi Linh Môn thì Lục Lâm Thiên quen thân với Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, nên dĩ nhiên hắn sẽ không bạc đãi hai người. Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ rối rít cảm ơn. Lục Lâm Thiên dàn xếp xong mọi thứ, hắn đi vào sơn động bắt đầu tu luyện loại vũ kỹ mới. Mấy ngày nay Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư chơi chung, Lục Lâm Thiên không lo cho tiểu cô nương này. Trong sơn động, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, chậm rãi hít thở. Mấy ngày nay Phi Linh Môn đã đi lên quỹ đạo, nếu hết thảy thuận lợi thì Phi Linh Môn phục hưng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. La Sát Môn. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sát ý. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba thì hung thủ giết Lục Thanh là Hoàng Hải Ba và người trong La Sát Môn. Trong trưởng lão có một La Sát Môn là biểu huynh đệ với Hoàng Hải Ba, quan trọng hơn là người La Sát Môn biết Phi Linh Môn có mật thất. Lục Lâm Thiên cho rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua chuyện này. Giờ đây Lục Lâm Thiên không sợ gì La Sát Môn, tuy thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn nhưng cùng lắm là môn phái hạng ba. Có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tỏa trấn Phi Linh Môn, không có gì đáng lo. Nếu La Sát Môn dám tới cửa kiếm chuyện sẽ cho La Sát Môn làm hòn đá lót chân đầu tiên để Phi Linh Môn phục hưng. Lục Lâm Thiên lấy một ngọc giản ra khỏi chữ vật giới chỉ. Phong Chi Dực. Đây là quyển vũ kỹ phi hành phong hệ nằm trong đống vũ kỹ Phi Linh Môn để lại, trình độ hoàng cấp sơ giai cũng là thứ Lục Lâm Thiên cần nhất. Vũ kỹ phi hành phong hệ, sau khi Lục Lâm Thiên tu luyện có thể bay lượn, rất tiện cho việc chạy trốn. Trong vũ kỹ phong hệ Phi Linh Môn để lại chỉ được khoảng 20 mấy bộ, những thứ khác toàn là tinh cấp, thần cấp, mỗi mình Phong Chi Dực là hoàng cấp sơ giai. Vũ kỹ phong hệ vốn đã hiếm, vũ kỹ phi hành phong hệ càng ít hơn. Ngẫm lại xem, một cường giả không phải vũ xuất nhưng có thể lơ lửng không trung như cường giả vũ xuất là chuyện tuyệt vời biết bao, trong chiến đấu sẽ chiếm nhiều ích lợi hơn. Một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng từ ngọc giản bắn vào trán Lục Lâm Thiên hóa thành lượng tin tức khổng lồ trong não. Trong khoảnh khắc ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Lâm Thiên đã biết cách tu luyện Phong Chi Dực. Chân khí trải qua một số kinh mạch phức tạp, phối hợp thuộc tính phong trong người, dẫn thuộc tính phong trong thiên địa ngưng kết thành đôi cánh trên lưng. Vũ kỹ phi hành phong hệ dù đến đẳng cấp vũ xuất, trong tu vi cùng bậc thì vũ kỹ phi hành tăng phúc tăng tốc độ nhanh hơn cho người có vũ kỹ phi hành phong hệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Còn có mộc lao ra tỏa. Lục Lâm Thiên lấy ra ngọc giản màu lục, thuộc tính mộc dày đặc. Đây là vũ kỹ mộc hệ Lục Lâm Thiên rất muốn tu luyện, mộc lao ra tỏa. Mộc lao ra tỏa là vũ kỹ mộc hệ mà Phi Linh Môn để lại. Vũ kỹ mộc hệ so với vũ kỹ phong hệ về mặt nào đó càng thưa thất hơn. Vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt quỷ dị, cực kỳ khó đối phó. Trong vũ giả các hệ, vũ giả thuộc tính phong và mộc là ít nhất. Mộc lao gia tỏa là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, đương nhiên trong Phi Linh Môn còn nhiều vũ kỹ mộc hệ khác, thần cấp, tinh cấp đầy đủ. Cao nhất có một quyển vũ kỹ mộc hệ hoàng cấp cao giai. Lục Lâm Thiên suy tư thật lâu mới quyết định chọn mộc lao gia tỏa hoàng cấp sơ giai. Một vì đẳng cấp quá thấp không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên, đẳng cấp quá cao thì hắn tự hiểu mình không thể phát huy thực lực mạnh nhất, chưa biết có tu luyện thành công hay không nữa. Như Lục Lâm Thiên miễn cưỡng tu luyện đao hồn kỹ huyền cấp sơ giai, hiện tại mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng đao hồn trảm. Đệ nhị trọng đao hồn quang nhẫn, đệ tam trọng đao hồn không nguyên diệt thì chưa thể sử dụng. Vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu tuy chỉ là hoàng cấp sơ giai, theo lý thuyết không thể so sánh với đao hồn kỹ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhưng Lục Lâm Thiên biết hiện tại hắn vận dụng nộ hải cuồng khiếu mạnh không thua gì đao hồn kỹ, thực lực của hắn bây giờ không thể khởi động hết năng lực đao hồn kỹ. Chờ khi Lục Lâm Thiên đủ thực lực vận dụng đao hồn kỹ thì năng lực sẽ mạnh hơn vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu nhiều. Lục Lâm Thiên nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần chui vào trong ngọc giản. Năng lượng thuộc tính mộc khuếch tán, ánh sáng lam dày đặc bừng lên chui vào trán Lục Lâm Thiên, tin tức khổng lồ nhập vào não. Năm ngày sau, một bóng người ra từ sau núi Phi Linh Môn. Người này khoảng 17, 8 tuổi, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên lõa nửa người trên. Vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc tràn ngập lực lượng.
làn da đồng hơi vàng như bôi sáp, lóe ánh sáng, nhìn kỹ thì thấy là mồ hôi trên người thiếu niên phản quang. Thiếu niên quát, Phong Chi Dực. Thiếu niên kết thủ ấn phức tạp, mơ hồ thấy chân khí đang chạy dọc kinh mạch, thuộc tính phong tụ tập xung quanh. Lưng thiếu niên tuôn ra chân khí khổng lồ hình thành hai cánh vô hình như cánh loài chim. Vù vù vù, đôi cánh khí vỗ mạnh, thiếu niên chậm rãi bay lên cao ba thước. Xoẹt xoẹt xoẹt, ầm, đôi cánh vặn vẹo không thành hình rồi tan biến, thiếu niên té cái bịch xuống đất, ngã chổng vó lên trời. Bên cạnh có con rắn nhỏ vàng nhạt co duỗi lưỡi. Xèo xèo, mắt nhỏ xoe tròn rồi khép lại, nghe tiếng vật nặng va đập mặt đất mới hí mắt ra, dường như nó không nhẫn tâm nhìn. Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh thiếu niên. Ca ca có đau không? Hay ca ca nghỉ ngơi một chút đi? Thiếu niên chính là Lục Lâm Thiên, mấy ngày nay hắn tu luyện Phong Chi Dực đều không thành công, bị té mặt mũi bầm dập. Lục Lâm Thiên phun nước miếng, cắn răng nói. Chết tiệt, ta không tin. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng tránh ra xa chút, coi chừng bị ca ca rớt trúng người. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ chạy tới cạnh Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng rất bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên. Ầm, chết tiệt, té nữa, tiếp tục, dầm, tiếp tục, cứ như thế đến màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên mình đầy vết thương trở về chỗ ở, sửa soạn lại đàng hoàng. Lục Lâm Thiên dắt Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi Phi Linh Môn ngay trong đêm. Phi Linh Môn nằm mở biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ 3 canh giờ là tới nơi. Lục Lâm Thiên đột phá Vũ Sư đã mấy ngày, hắn định thôn vệ chân khí rồi bắt đầu đột phá. Tuy Lục Lâm Thiên có nhiều đan dược nhưng thôn vệ chân khí nhanh hơn sử dụng đan dược, hơn nữa thôn vệ chân khí chỉ cần tốn sức chứ không tốn tiền. Dù sao đang trong cổ vực, Lục Lâm Thiên dứt khoát chọn cách thôn vệ vũ giả. Hành động trong Sơn Mạch Vũ Đô là tốt nhất, sẽ không gây chú ý tới ai cả. Biên giới Sơn Mạch Vũ Đô lúc này đã gần đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây bay loạn như có vô số móng vuốt quỷ xé không gian. Tiếng gió rít, thú gầm tăng phần kỳ dị trong sơn mạch. Trước đống lửa cháy, 6 người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. 3 vũ sĩ, 3 vũ đồ, chắc là đoàn đội nhỏ từ cổ vực vào Sơn Mạch Vũ Đô. 6 người đang nhắm mắt tính tọa thì tiếng giống điếc tai cao về Upsilon T chợt vang lên. Growl. 6 người mở mắt ra ngay. Một luồng sáng vàng lao nhanh tới. Một người tu vi vũ sư nhất trọng cảm giác cổ lạnh lẽo, đau nhói. Năng lượng khổng lồ gián tiếp chọc vào linh hồn, sau đó gã mất ý thức. Trong 5 người có kẻ la lên. Có yêu thú tập kích, chạy nhanh đi. Người đó quay đầu bỏ chạy. Vù vù vù. 3 chỉ ấn nóng cháy rạch phá màn đêm, một luồng sáng xẹt qua, lực lượng cuồng bạo tàn phá. 3 tu vi vũ đồ thủng 3 lỗ máu, té cái bịch xuống đất. Một người áo xanh đáp xuống trước mặt 2 vũ sư còn lại. 2 người này một là vũ sư nhất trọng. Một là vũ sư nhị trọng. Vũ sư nhị trọng thấy bóng người đột ngột xuất hiện, kinh sợ hỏi. Ngươi là ai? Người áo xanh nói. Có cho ngươi biết cũng vô dụng. Chân khí bộc phát, trường ấn vàng đất nhanh như tia chớp vỗ ra. Người áo xanh vừa ra tay vũ sư nhị trọng lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương. Mới chỉ là vũ sư nhất trọng, người mới tự tìm chết. Vũ sư nhị trọng hừ mạnh, giơ trường ấn nghênh đón. Cùng lúc đó, vũ sư nhất trọng định vây công người áo xanh chợt biến sắc mặt. Một con rắn nhỏ vàng nhạt chặn trước mặt vũ sư nhất trọng, sau lưng gã là con yêu thú màu trắng khổng lồ đáng sợ nhìn gã chằm chằm. Bùm! 2 trưởng ấn đỡ upsilon.ng mạnh, lực lượng cuồng bạo thổi quét, kinh khí làm cát bụi mịt mù. Cộp cộp cộp! Lực lượng khổng lồ chút xuống, vũ sư nhị trọng lảo đảo lùi lại mấy bước, khó tin nhìn người áo xanh. Đối phương chỉ có vũ sư nhất trọng nhưng thực lực áp chế gã gắt gao. Vũ sư nhị trọng hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Vũ sư nhị trọng ổn định thân hình đánh ra thủ ấn, 2 bàn tay nhanh chóng xòe ra rồi siết chặt. Chân khí thuộc tính thổ khuếch tán bao lấy nắm tay, vũ sư nhị trọng dẫm mạnh xuống đất. Vũ sư nhị trọng nhanh như tia sáng xông hướng người áo xanh. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn đối phương. Hắn biết thực lực của mình tuy mới là vũ sư nhất trọng nhưng không thua gì đối phương là vũ sư nhị trọng, đây là ích lợi việc có kinh mạch dày rộng, đan điền khí hải to. Hiện tại tu vi vũ sư nhất trọng của Lục Lâm Thiên chỉ sử dụng chân khí dư sức bảo vệ mình khi đánh nhau với vũ sư tam trọng.
Lục Lâm Thiên nhếch môi cười kỳ dị, chậm rãi duỗi tay ra, xòe bàn tay. Lục Lâm Thiên quát to, cắn nuốt, lực lượng kỳ dị tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Lực lượng đó rất kỳ dị, sau khi tuôn ra từ bàn tay Lục Lâm Thiên không cuồng bạo thổi quét mà xoay tròn như cái lỗ khí lưu trong lòng bàn tay hắn, đập mạnh vào trưởng ấn của Vũ Sư Nhị Trọng. Xoẹt, vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, cơ mặt Vũ Sư Nhị Trọng cứng ngắc, gã đứng yên tại chỗ như cọc gỗ, bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nhúc nhích. Lúc này chỉ có Vũ Sư Nhị Trọng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bàn tay Vũ Sư Nhị Trọng phát ra lực công kích cường đại bị đối phương gián tiếp ăn mất. Trên trường ấn của đối thủ có lực lượng cực mạnh mà Vũ Sư Nhị Trọng không thể đối kháng đang dọc theo lòng bàn tay của gã cắn nuốt chân khí toàn thân. Chân khí trong đan điền khí hải không nghe theo Vũ Sư Nhị Trọng điều khiển điên cuồng tuôn vào trường ấn của đối phương, chân khí khổng lồ sắp chướng nứt kinh mạch của gã. Vũ Sư Nhị Trọng hoảng hốt, thoáng chốc kinh khủng hét lên. Dừng tay, ngươi là ai, đừng nuốt chân khí của ta. Thân hình Vũ Sư Nhị Trọng như mất nước chậm rãi thu nhỏ, cơ thể đau đớn làm gã hét ầm lên. Lục Lâm Thiên mặc kệ Vũ Sư Nhị Trọng. Hắn vận chuyển chân khí nhanh chóng cắn nuốt năng lượng chân khí khổng lồ trên người đối phương. Sau khi vào đẳng cấp Vũ Sư, Lục Lâm Thiên có thể trực tiếp nuốt chân khí từ đối thủ công kích. Chỉ cần thực lực của đối phương không mạnh đến trình độ Lục Lâm Thiên không chịu nổi thì hắn có thể cắn nuốt, đây mới là điểm khủng bố nhất của Âm Dương Linh Vũ Quyết. Bùm! Trong không khí vang tiếng nổ điếc tai, Vũ Sư Nhất Trọng bị Thiên Sĩ Tuyết Sư Đỡ Upsilon.ng mạnh đập vào thân cây to, máu phun ra. Vù vù vù, thân hình nhỏ bé của Tiểu Long hóa thành luồng sáng biến to ra, ở giữa hư không dài 80 thước. Cơ thể to lớn tuôn ra khí thể chứa mùi tanh của máu, Tiểu Long há mồm nuốt trọn Vũ Sư Nhất Trọng. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, Vũ Sư Nhị Trọng trước mặt hắn thân hình đã héo rút một nửa, cơ thể già nua uể oải té dưới đất. Lục Lâm Thiên móc ra một cái túi không gian trên người Vũ Sư Nhị Trọng, giao xác chết cho Thiên Sĩ Tuyết Sư ăn. Trong 6 người Lục Lâm Thiên chỉ lục được 2 túi không gian, miễn cưỡng có thu hoạch. Lục Lâm Thiên cười vừa lòng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Chúng ta đi. Một người 2 thú rời khỏi sơn mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt vào người. Lúc Lục Lâm Thiên ở đẳng cấp Vũ Sĩ Cửu Trọng nuốt tu vi Vũ Sư Nhất Trọng suýt nổ banh xác. Lúc này Lục Lâm Thiên là Vũ Sư Nhất Trọng. Nuốt năng lượng chân khí Vũ Sư Nhị Trọng vừa tầm chịu đựng. Nếu luyện hóa hết số chân khí này Lục Lâm Thiên ước chừng sẽ đến Vũ Sư Nhị Trọng. Rạng sáng, một người 2 thú trở lại Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên vào sơn động bế quan luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Trong thời gian này Phi Linh Môn rất náo nhiệt, các đệ tử bận rộn tu luyện chân khí hoặc tu luyện vũ kỹ. Diễn vũ trường thường vang tiếng đánh nhau, mọi người nhiệt tình chưa từng có. Trong không khí hừng hực đó đệ tử Thiên Phú tốt một chút tiến bộ kinh người. Trong Phi Linh Môn, tính luôn đệ tử Hắc Kiếm Môn quy hàng nhưng không có ai Thiên Phú cực tốt. Đệ tử Thiên Phú tốt sớm bị đại môn đại phái lũng đoạn, trong tiểu môn tiểu phái không thể nào tuyển nhận đệ tử có Thiên Phú cực tốt, ngẫu nhiên gặp cá lọt lưới thì may. 3 ngày sau, trong sơn động Lục Lâm Thiên bế quan phát ra ánh sáng vàng đất chói lòa. Ánh sáng bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa chân khí mới cắn nuốt thành từng đợt năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền khí hải. Trong khoảnh khắc kinh mạch chướng căng, chân khí tràn ngập, ánh sáng trong sơn động càng chói lòa. Kinh mạch Lục Lâm Thiên khuếch trương vô cùng đau nhức. Lục Lâm Thiên quát to. Áp xúc, đột phá. Chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên thoáng chốc tăng vọt. Bùm! Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên xen lẫn năng lượng thiên địa thẩm thấu vào lỗ chân lông. Cơ thể Lục Lâm Thiên lại được rèn tạo, mỗi lần đột phá là nội tạng, gân cốt cơ bắp của Lục Lâm Thiên được nhiều ích lợi. Mấy canh giờ sau Lục Lâm Thiên chậm rãi ngừng tu luyện, thở hắt ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Mắt Lục Lâm Thiên lấp lánh tia sáng sau đó giấu đi. Lục Lâm Thiên đã là tu vi Vũ Sư Nhị Trọng, tốc độ tu luyện thật khủng bố. Lục Lâm Thiên cảm nhận cơ thể tràn đầy chân khí, hắn nhếch môi cười. Lần này gián tiếp đột phá một tầng, trong thời gian sắp tới Lục Lâm Thiên không thể đột phá chân khí nữa, thân mình cần được điều dưỡng thích ứng. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy e rằng không mấy người bắt kịp Lục Lâm Thiên. Tu luyện phong chi dực tiếp. Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất,
nghe đám người Trương Minh Đào báo cáo. Mấy trưởng lão bế quan tu luyện tập thể, để lại mình Trịnh Anh canh giữ Phi Linh Môn. Các đệ tử khác đa số bế quan, quyết tâm vào hàng đệ tử thân truyền sau nửa năm. Biết tình huống đại khái của Phi Linh Môn xong, Lục Lâm Thiên ra sau núi tu luyện Phong Chi Dực. Lần lượt luyện tập, té mặt mũi bầm dập, Lục Lâm Thiên dần tiến bộ hơn. Cách Phi Linh Môn không xa, đi đường mấy canh giờ sẽ đến một môn phái hơi nổi tiếng ở vùng giáp danh Sơn Mạch Vũ Đô, đó là La Sát Môn. Trong La Sát Môn có nhiều cường giả vũ phách, đệ tử cũng có khá nhiều, khoảng 500 người. Trong phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của La Sát Môn, bao gồm khu vực biên giới Sơn Mạch Vũ Đô. Thông thường các cường giả, dù là vũ phách cũng không dám trêu chọc La Sát Môn. Người trong La Sát Môn thường kiêu ngạo ngang ngược, trừ phi không muốn sống ở khu vực này nữa, nếu không chọc vào người La Sát Môn sẽ rất rắc rối. Trong một đại điện trang trí khá đẹp có hơn 10 người đang ngồi. Bọn họ ăn mặc khác nhau nhưng toát ra khí thế thì ngang ngửa nhau, tu vi vũ phách. Bên trên đại điện có một nam nhân khoảng 40 tuổi ngồi, trường sam bó sát người, vai rộng tay thô, toàn thân tràn ngập lực lượng, khí thế cực mạnh. Người này nổi tiếng trong khu biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, môn chủ của La Sát Môn, Đặng Phong Lương, tu vi vũ phách bát trọng, ở vùng bên này là cường giả tuyệt đối. Trong đại điện, một nam nhân mặc trường sam màu đen lên tiếng. Trưởng môn, Phi Linh Môn có biến động, biểu huynh của ta bị giết, Hắc Kiếm Môn đã quy hàng Phi Linh Môn. Đặng Phong Lương kinh ngạc hỏi. Sao Phi Linh Môn có loại thực lực này? Theo Đặng Phong Lương biết thì Phi Linh Môn yếu xìu. Nam nhân mặc trường sam màu đen trả lời. Ta đã phái người điều tra, nghe nói có một cường giả đến Phi Linh Môn, không ai biết thân phận của cường giả này, chỉ biết rất mạnh. Đặng Phong Lương nói. Hèn gì Phi Linh Môn dám đỡ Upsilon.ng vào La Sát Môn chúng ta, hóa ra có cường giả. Lập tức điều tra xem người kia có lai lịch gì, nhớ điều tra mật thất Phi Linh Môn đã mở ra chưa, đây là vật chúng ta phải chiếm được. Nếu không phải không thể cưỡng ép mở mật thất thì ta đã sớm tiêu diệt Phi Linh Môn. 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên bay lên cao trong sau núi Phi Linh Môn, năng lượng thuộc tính phong dâng trào tràn ngập trong không khí. Sau lưng Lục Lâm Thiên ngưng kết đôi cánh năng lượng. Cánh vỗ đập khí lưu giạt ra. Lục Lâm Thiên bay lượn như chim ưng. Đôi cánh năng lượng ngưng kết không còn méo mó mà là màu trắng trong suốt hoàn chỉnh, các luồng năng lượng chân khí ngưng kết, đồ án trên cánh tựa như lông chim. Đôi cánh dang rộng cỡ 2 thước, cánh vỗ, Lục Lâm Thiên bay lượn xẹt đường cong giữa hư không. Lục Lâm Thiên rất hưng phấn nói. Rốt cuộc thành công. Lục Lâm Thiên điều khiển đôi cánh năng lượng nương nhờ thuộc tính phong bay lượn trên bầu trời. Bùm! Có lẽ vì quá phấn khởi nên Lục Lâm Thiên vô tình tới gần rừng cây, chưa kịp lấy lại tinh thần đã đỡ Upsilon.ng trúng cây to, nổ đom đóm mắt trượt xuống. Lục Lâm Thiên buồn bực bò dậy, đây chính là vui quá hóa buồn. Lục Lâm Thiên cười tự giễu, sự hưng phấn không giảm bớt. Có phong chi dực là Lục Lâm Thiên có thêm vũ khí chạy trốn. Lục Lâm Thiên nhìn đằng trước, tay kết thủ ấn, năng lượng thuộc tính mộc hội tụ. Lục Lâm Thiên quát to. Mộc lao ra tỏa. Thủ ấn đánh ra, hư không trước mắt chấn động, sắc xanh rực rỡ lan tràn thoáng chốc biến thành 5 cọc gỗ to cỡ miệng chén xoay nhanh vây quanh không gian chính giữa. Dòng không khí bị đè ép rít gào, khí thế cường đại áp lực gián tiếp bao phủ không gian này. Lục Lâm Thiên quát. Phá. Thủ ấn siết chặt, chân khí tuôn ra xuyên qua không gian, 5 cột gỗ xoay tròn đỡ Upsilon.ng mạnh vào nhau. Bùm bùm bùm, năng lượng khuếch tán, giữa không trung nổ đi đùng chấn động không gian nổi lên gợn sóng. Năng lượng màu xanh như pháo hoa tán loạn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Xem như miễn cưỡng nhập môn rồi đi. Mộc lao ra tỏa vũ khí mộc hệ đã có thành tựu nhỏ, từ giờ trở đi Lục Lâm Thiên đã có đủ vũ khí ngũ hệ cộng thêm vũ khí phòng ngự khải giáp thanh linh, hiện tại hắn chỉ còn thiếu vũ khí thân pháp. Về vũ khí thân pháp thì Nam Thúc đã dặn trước. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông không tệ, khi nào Lục Lâm Thiên đến Vân Dương Tông chắc chắn sẽ học thử. Lục Lâm Thiên lựa thật lâu mới chọn mộc lao ra tỏa vũ khí mộc hệ. Trong ngọc giản cho Lục Lâm Thiên biết đặc tính lớn nhất của mộc lao ra tỏa vũ khí mộc hệ là hoàn toàn phong tỏa không gian trong phạm vi nhất định. Diện tích bị phong tỏa lớn nhỏ quyết định bởi thực lực của người thi triển. Phong tỏa không gian trong phạm vi nhất định, Lục Lâm Thiên có chút mong chờ vào mộc lao ra tỏa. Vũ khí này hoàn toàn thích hợp với hắn.
Nếu Lục Lâm Thiên sử dụng Mộc Lao ra tỏa giam cầm đối thủ trước rồi mới công kích thì đối thủ rất khó né tránh, còn có thể phối hợp với đòn công kích. Đây là điểm mạnh của vũ giả đa hệ, gần đây Lục Lâm Thiên mới biết tầm quan trọng của vũ kỹ các hệ. Bình thường vũ giả song hệ phối hợp hai thuộc tính lại thực lực mạnh gấp đôi, Lục Lâm Thiên là vũ giả ngũ hệ đầy đủ nếu đánh hết sức thì thực lực chấn phục tăng mạnh hơn. Hiện giờ Lục Lâm Thiên cần rèn luyện phối hợp vũ kỹ cá hệ lại, khi nào phối hợp quen tay rồi thực lực sẽ tăng mạnh. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Tu luyện tiếp. Lục Lâm Thiên lại bắt đầu tu luyện Mộc Lao gia tỏa, cố gắng tu luyện đến mức độ vừa lòng, uy lực sẽ tăng mạnh hơn. Lục Lâm Thiên biết rõ thực lực càng mạnh thì sau này gặp nguy hiểm cơ hội giữ mạng nhiều thêm một phần. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tu luyện, 3 ngày lại qua đi. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên trừ tu luyện ra còn chơi với Lục Tâm Đồng, ngẫu nhiên giảng dạy tâm đắc tu luyện cho đệ tử trong Phi Linh Môn nghe. 3 ngày sau Lục Lâm Thiên lại vào Mật Thất Sơn Động lấy Linh Ngọc Sàng ra, khoanh chân ngồi, cầm Linh Hồn Thần Dịch. Lục Lâm Thiên định dùng một phần Linh Hồn Thần Dịch đột phá linh lực. Lại lần nữa uống vào một phần 10 Linh Hồn Thần Dịch, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên Linh Ngọc Sàng bắt đầu tu luyện. Linh Hồn Thần Dịch chui xuống bụng hóa thành khí nóng mãnh liệt khuếch tán. Linh Ngọc Sàng lóe ánh sáng nhạt thẩm thấu vào người Lục Lâm Thiên. Đây đã là lần thứ tư Lục Lâm Thiên dùng Linh Hồn Thần Dịch, hắn đã hoàn toàn thích ứng, đối kháng lại năng lượng cuồng bạo này. Tuy lực lượng Linh Hồn Thần Dịch rất bạo lực nhưng tu vi của Lục Lâm Thiên mạnh hơn trước nhiều, năng lượng cuồng bạo không ảnh hưởng thân thể quá lớn như trước. Năng lượng hùng hồn xuyên qua kinh mạch lao vào đầu Lục Lâm Thiên, nơi có không gian khí hải chứa linh lực. Lục Lâm Thiên quen thuộc luyện hóa Linh Hồn Thần Dịch. Lục Lâm Thiên chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Không gian khí hải linh lực có luồng khí vô hình tràn ra từ Linh Hồn Thần Dịch chạy ra ngoài không gian khí hải, đến sâu trong não thấm thuần linh hồn thực chất hóa gần thành hình của Lục Lâm Thiên. Nếu có ai nhìn thấu không gian linh hồn của Lục Lâm Thiên sẽ giật nảy mình. Linh hồn lực của linh sư nhất trọng đã ngưng tụ thành thực chất hóa, dù là vũ sư bát trọng, cửu trọng cũng không thể làm được bước này. Đương nhiên Lục Lâm Thiên toàn nhờ vào công dụng đặc biệt của Linh Hồn Thần Dịch, Linh Ngọc Sàng mới làm được, Âm Dương Linh Vũ Quyết cũng góp công rất lớn. Thời gian trôi qua trong khi Lục Lâm Thiên tu luyện, trong không gian khí hải trong não Lục Lâm Thiên, linh lực đang chậm rãi tăng mạnh. Mấy ngày sau, trong đại điện của La Sát Môn, nam nhân mặc trường sam màu đen nói với Đặng Phong Lương ngồi trên cao. Trưởng môn, đã điều tra ra. Gần đây mỗi đệ tử Phi Linh Môn được nhiều đan dược và vũ khí, Phi Linh Môn hiện tại không giống ngày xưa nữa. Đặng Phong Lương hỏi, từ trưởng lão, đã điều tra ra tư liệu về cường giả bí ẩn kia chưa? Điều Đặng Phong Lương quan tâm nhất là về cường giả bí ẩn trong Phi Linh Môn, không rõ ràng lai lịch của đối phương thì gã không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Người được gọi là từ trưởng lão nói, thế thì không. Ta bỏ ra nhiều công sức mới biết cường giả bí ẩn là sư phụ của nữ nhi Lục Thanh, thực lực rất mạnh, nay không biết tung tích. Cường giả bí ẩn chỉ lộ mặt một lần. Người này là Từ Phục Quan, biểu đệ của Hoàng Hải Ba. Trong khu vực quanh Sơn Mạch Vũ Đô này Từ Phục Quan là cường giả khá nổi tiếng, tu vi vũ phách nhị trọng, kiêm chức trưởng lão La Sát Môn. Một lão nhân mặc áo vàng bộ dáng trưởng lão đứng bên trái lên tiếng. Trưởng môn. Gần đây mỗi đệ tử Phi Linh Môn được nhiều đan dược và vũ khí, sợ là mật thất trong tin đồn đã bị mở ra rồi. Chúng ta nhịn lâu như vậy không đỡ upsilon.ng Phi Linh Môn chỉ vì mật thất kia, bây giờ có nên xuống tay với Phi Linh Môn không? Đặng Phong Lương bình tĩnh nói. Triệu trưởng lão đừng nóng vội, hiện tại Phi Linh Môn có cường giả, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu là cường giả bình thường... Chúng ta có sức đối phó thì La Sát Môn sẽ nuốt trọn Phi Linh Môn dù mật thất mở ra thì sao? Cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay chúng ta. Nếu chúng ta không đánh lại được cường giả đó thì đành giao cho Quỷ Vũ Tông, chúng ta cũng được chia chút ít. Lão nhân bộ dạng trưởng lão khác khẽ thở dài. Nhưng chúng ta nhịn lâu như vậy cuối cùng để Quỷ Vũ Tông ăn thì tiếc quá. Đặng Phong Lương nói với Từ Phục Quan. Từ trưởng lão đích thân đi điều tra xem cường giả bí ẩn kia rốt cuộc là ai. Đẳng cấp thực lực đến trình độ cỡ nào, khi đó chúng ta lại quyết định. Từ Phục Quan lo lắng hỏi. Trưởng môn, ta đi thì không ổn lắm, ta sợ sẽ bứt dây động rừng. Sắc mặt Đặng Phong Lương xa sầm, chậm rãi nói. Hoàng Hải Ba là biểu huynh của trưởng lão, Hoàng Hải Ba đã chết, trưởng lão đi xem cũng là bình thường, người Phi Linh Môn cũng sẽ không nghi ngờ.
cố gắng tìm cách điều tra rõ ràng về cường giả kia. Từ Phục Quan đáp, ta hiểu rồi thưa trưởng môn, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đi một chuyến. Sau núi Phi Linh Môn, ban đêm ngày thứ 4, khí thế của Lục Lâm Thiên tăng nhanh, đã kéo dài mấy canh giờ. Một lát sau, không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, năng lượng khổng lồ áp xúc khuếch tán ra ngoài. Ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên chói lòa hơn, khí thế tăng vùn vụt, không gian khí hải trong đầu hắn tăng lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Lâm Thiên, chu tước quyết nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này càng bê ngưng tụ hơn. Ánh sáng trắng vô hình rực rỡ quanh thân Lục Lâm Thiên cùng với năng lượng trong thiên địa nhập vào thân thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi, khí thế trên người Lục Lâm Thiên dần bình ổn lại. Khi trời sáng hẳn, Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Hộc hộc, lúc này hơi thở linh lực quanh thân Lục Lâm Thiên đã là linh sư nhị trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác không gian khí hải trong óc tràn đầy linh lực, hắn rất mừng và cũng ngạc nhiên. Sau khi đến linh sư khi đột phá tiêu hao nhiều linh hồn thần dịch khủng khiếp. Lúc Lục Lâm Thiên còn là linh sĩ bát trọng một phần linh hồn thần dịch có thể đột phá hai tầng tu vi, đến linh sư, dùng một phần linh hồn thần dịch chỉ từ linh sư nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Năng lượng linh hồn thần dịch trong đầu Lục Lâm Thiên không còn lại bao nhiêu, số linh lực tăng mạnh không nhiều. Trong bình ngọc vốn chia 10 phần linh hồn thần dịch giờ Lục Lâm Thiên đã dùng hết 4, còn lại 6 phần. Lục Lâm Thiên ước chừng bấy nhiêu đây không đủ để hắn đột phá đến linh sư lục trọng, lên tới linh sư ngũ trọng đã là may mắn. Trời sáng trưng nhưng Lục Lâm Thiên không xuất quan. Tu luyện tiếp. Trong đầu Lục Lâm Thiên còn lại một ít năng lượng linh hồn thần dịch, luyện hóa hết không tốn bao lâu. Lục Lâm Thiên định luyện hóa xong năng lượng linh hồn thần dịch mới ra ngoài. Bất giác trời đã vào thu, trong sơn mạch Phi Linh Sơn sáng sớm không khí mát mẻ trong lành. Giọt sương đọng trên lá cỏ bốc dưới màn sương buổi sáng trong suốt mờ ảo. Ngẫu nhiên có tiếng chim hót véo von loáng thoáng trong sương mù. Quanh sơn mạch có nhiều cây cối, lá cây ố vàng. Lá cây khô vàng treo trên cành như mấy đóa hoa nhỏ bay trong không trung. Ngẫu nhiên gió cuốn lá rụng xoay tròn trên bầu trời rồi rơi xuống lại bị cuốn lấy. Trên con đường mòn đi hướng Phi Linh Môn có 30 người cưỡi ngựa chạy tới. Lá khô đọng trên sườn núi bị đội ngựa giày xéo lên, lá cây xoay tròn bay lên. Đội ngựa chạy xa, lá cây bay lên nhìn như lộn xộn lại trải đều dưới đất, che đi đường mòn uốn lượn đến Phi Linh Môn. Trong đội ngựa, một thanh niên áo đen nói. Từ trưởng lão, lần này chúng ta đi phải báo thù cho Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh nằm trên giường đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Người đến nằm trong La Sát Môn. Đi đằng trước nhất đội ngựa, người cưỡi trên con ngựa đen to lớn là Từ Phục Quan. Mọi người nghe kỹ đây, chúng ta đến Phi Linh Môn là gây sự nhưng nhớ đừng quá đáng. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng thực lực của Phi Linh Môn, sau đó trưởng môn sẽ đích thân đến tiêu diệt Phi Linh Môn. Lối vào Phi Linh Môn có hai đệ tử từ xa thấy mấy chục người lao nhanh tới thì biến sắc mặt quát to. Đứng lại, các ngươi là ai? Nếu là trước kia có lẽ hai đệ tử Phi Linh Môn không dám hó hé câu nào, hiện tại thì khác. Hừ, chúng ta là La Sát Môn, kêu trưởng môn của các ngươi ra đây. Người La Sát Môn phớt lờ hai đệ tử Phi Linh Môn, giơ roi giục ngựa xông thẳng vào Phi Linh Môn. Mấy chục con ngựa chạy qua, hai đệ tử thời gian tu vi vũ đồ không dám ngăn cản, hoảng hốt chạy đi báo cho trưởng lão. Mau thông báo cho trưởng lão. Một lát sau, quảng trường bên ngoài đại điện Phi Linh Môn có một đám người tụ tập lại. Các đệ tử Phi Linh Môn nghe tin kéo đến, vẻ mặt lo âu. Người đến là La Sát Môn, nhưng các đệ tử Phi Linh Môn siết chặt vũ khí, mắt nhìn kẻ xâm nhập đăm đăm, tuy sợ sệt nhưng không ai lùi bước. Trong đám người, nhiều đệ tử hỏi ý kiến Trương Minh Đào. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Trương Minh Đào trả lời. Người đến là trưởng lão của La Sát Môn, chúng ta không đánh lại. Chờ trưởng lão đến rồi tính. Từ Phục Quan nhìn chằm chằm đám người Phi Linh Môn, hét to. Người Phi Linh Môn, mau kêu trưởng môn của các ngươi ra đây, không thì ta sẽ không khách sáo. Chợt vang tiếng mắng. Từ Phục Quan, ngươi tự tiện xông vào Phi Linh Môn ta là có ý gì? Một bóng người lao ra, là Trịnh Anh trưởng lão Phi Linh Môn. Trịnh Anh tuy hơi lớn tuổi nhưng khí chất trưởng thành quyến rũ, lúc này sắc mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu kỳ. Từ Phục Quan cười to bảo. Ha ha ha, thì ra là Trịnh trưởng lão,
một nữ nhân tính tình nóng nảy vậy hèn gì không gả đi được. Hay theo ta đi, làm nữ nhân của ta tốt hơn ở lại Phi Linh Môn nhiều. Đám đệ tử La Sát Môn cười vang. Ha ha ha. Ánh mắt các đệ tử La Sát Môn nhìn người Phi Linh Môn đầy rẻ rúng. Trịnh Anh hừ lạnh một tiếng. Ta Phi, ngươi xứng sao, Từ Phục Quan, nếu không giải thích rõ ràng cho Phi Linh Môn ta thì ta sẽ không tha cho ngươi. Từ Phục Quan biểu tình lạnh lùng nói. Buồn cười, ta đến đây là muốn Phi Linh Môn cho ta giải thích. Biểu huynh của ta bị các ngươi giết trong Phi Linh Môn, chuyện này là sao? Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì ta và Phi Linh Môn các ngươi không yên. Trịnh Anh nói. Hoàng Hải Ba phản bội Phi Linh Môn, mưu hại trưởng môn nên bị xử chết. Đây là chuyện của Phi Linh Môn chúng ta, liên quan gì La Sát Môn ngươi? Đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn không biết mối quan hệ của Hoàng Hải Ba và Từ Phục Quan, nhưng Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu thì biết. Từ Phục Quan nói. Ta mặc kệ các ngươi có chuyện gì, hôm nay ngươi phải cho ta một giải thích nếu không La Sát Môn ta và Phi Linh Môn ngươi không yên. Trịnh Anh lạnh lùng hỏi. Như thế nào, ngươi muốn đánh nhau sao? Nếu là trước kia Trịnh Anh còn ngại La Sát Môn, nhưng hiện tại trong Phi Linh Môn có một cường giả ở, không cần sợ La Sát Môn. Từ Phục Quan cười to bảo. Nếu Trịnh trưởng lão đã muốn đánh thì ta theo tới cùng. Trịnh Anh là vũ phách nhị trọng, Từ Phục Quan cũng vậy. Huống chi Từ Phục Quan có mang vũ khí bí mật, gã không sợ gì Trịnh Anh. Hôm nay mục đích Từ Phục Quan đến Phi Linh Môn là muốn gây hỗn loạn, thăm dò thực lực Phi Linh Môn. Trịnh Anh lạnh lùng nhìn Từ Phục Quan, lòng chìm xuống. Trưởng môn và đại trưởng lão bế quan, các trưởng lão khác cũng bận bế quan chưa ra. Nếu không đánh lui Từ Phục Quan thì hôm nay Phi Linh Môn sẽ gặp rắc rối, các trưởng lão đang bế quan nếu bị quấy rầy lỡ ngay khúc đột phá sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng Trịnh Anh rất khó đánh thắng Từ Phục Quan, tu vi của đối phương ngang ngửa Trịnh Anh, nhưng nhìn từ khí thế thì thực lực của Từ Phục Quan có lẽ mạnh hơn nàng chút ít. Từ Phục Quan cười khẩy nói. Thế nào, Trịnh trưởng lão không dám sao? Vậy hãy kêu trưởng môn của Phi Linh Môn các người ra nói chuyện đi. Nực cười, ta sợ ngươi sao? Một trường kiếm đỏ nhạt xuất hiện trong tay Trịnh Anh, chân khí thuộc tính lửa bộc phát từ thân thể nàng. Từ Phục Quan cười to bảo. Ha ha ha, ta chống mắt xem Phi Linh Môn có thực lực gì. Từ Phục Quan nhảy xuống lưng ngựa, gã không sợ Trịnh Anh. Trịnh Anh siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, kiếm quang bắn ra ánh lửa nóng rực, thân hình như tàn ảnh xẹt qua Từ Phục Quan. Chân khí cường đại tràn ngập, nhiệt độ không khí tăng cao. Từ Phục Quan hét to một tiếng. Đến tốt lắm. Chân khí vận chuyển dưới chân gã nhảy vọt lên lao tới trước, chân khí thuộc tính thủy từ trên cao đổ ập xuống Trịnh Anh. Trịnh Anh xoay người, chân khí quanh thân chợt lóe, trường kiếm vạch một đường. Kiếm quang bắn ra va chạm với công kích của Từ Phục Quan. Kình khí tứ tung, hai bóng người lướt qua nhau. Trong phút chốc chân khí tuôn trào, kiếm quang sắc bén xới tung nền đất, chân khí cường đại đỡ Upsilon, xê thủng một cái lỗ sâu. Hai người văng ra, từ lúc Từ Phục Quan, Trịnh Anh đánh nhau thì người xung quanh đã thụt lùi xa ra, đứng gần nhớ bị kình khí quét trúng thì toi. Hí hí. Cuộc chiến làm ngựa đám người La Sát Môn cưỡi kinh sợ hí vang. Trong Phi Linh Môn, Hoàng Bác Nhiên đầu chọc đứng trong đám đông nhìn 30 đệ tử La Sát Môn, thực lực đám đệ tử La Sát Môn lại mạnh hơn Phi Linh Môn một chút, tuy một số đệ tử Phi Linh Môn đang bế quan tu luyện nhưng tính ra còn có 300 đệ tử rảnh rỗi. Mười mấy đệ tử đủ hội đồng một người, huống chi trong Phi Linh Môn hiện có vài người tu vi vũ sư. Hoàng Bác Nhiên hét to một tiếng. Các sư huynh đệ, trưởng môn đã nói nếu ai dám đến chọc vào Phi Linh Môn thì chúng ta đánh. Một người không đủ chúng ta có hai. Hai người không đủ thì cả đám xông lên, làm thịt nó. Nói sao cũng phải vớt phát chút đỉnh, tuy thực lực của Hoàng Bác Nhiên mới là vũ sĩ nhưng gã xung phong làm gương. Trương Minh Đào hét to. Đúng vậy, trưởng môn đã nói thế, chúng ta lên đi, làm thịt nó. Xông lên. Đám đệ tử Phi Linh Môn rầm rập nhào lên, cái gọi là người đông thế mạnh, lúc này đệ tử Phi Linh Môn liều mạng rút vũ khí ra. Mấy trăm người cùng công kích 30 đệ tử La Sát Môn, từng đợt chân khí tràn ngập. Tuy thực lực cá nhân yếu ớt nhưng giờ tập hợp lại thì thanh thế rất lớn. 30 đệ tử La Sát Môn chỉ có vài người đẳng cấp vũ sư, so với mấy vũ sư của Phi Linh Môn không chênh lệch bao nhiêu, số còn lại là vũ sĩ. Lần này đến Phi Linh Môn,
Từ Phục Quan không định liều mạng nên không kéo theo nhiều đệ tử. Thấy đám người Phi Linh Môn hùng hổ vào tới, 30 đệ tử La Sát Môn trợn tròn mắt. Trước kia đệ tử Phi Linh Môn làm gì dám làm vậy? Đệ tử Phi Linh Môn sẽ mặc cho La Sát Môn ăn hiếp, tuyệt đối không dám phản kháng, không ngờ bây giờ đám nhất gan đó đã đổi tính rồi. 30 đệ tử La Sát Môn phản ứng lại, giống to. Mau tấn công. Bóng người nhảy xuống lưng ngựa, siết chặt vũ khí công kích đám người Phi Linh Môn xung phong. Bùm bùm bùm. Thoáng chốc mọi người hỗn chiến. Phi Linh Môn người đông thế mạnh, đám đệ tử La Sát Môn bị bao vây vào giữa, không sử dụng vũ kỹ được. Một người là bị mười mấy người vây chặt, đệ tử La Sát Môn hoảng loạn, thực lực tổng thể thì bọn họ cao hơn đệ tử Phi Linh Môn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút. Trong tình huống này đệ tử La Sát Môn ngây người, luống cuống tay chân, giây lát sau đã rơi vào thế yếu. Từ Phục Quan thấy vậy chửi thầm. Chết tiệt! Từ Phục Quan không ngờ đến tình huống này, trong lòng gã biết không thể kéo dài hơn nữa, phải nhanh chóng đánh bại Trịnh Anh, khi đó gã có thể dụ ra cường giả trong Phi Linh Môn. Tìm hiểu rõ ràng thực lực của cường giả bí ẩn là Từ Phục Quan chạy về dẫn trưởng môn đến diệt Phi Linh Môn. Từ Phục Quan hét to một tiếng. Trịnh Anh, ngươi lui xuống cho ta. Từ Phục Quan vận chuyển chân khí đến cực độ, ánh sáng lam thuộc tính thủy lượn lờ quanh thân. Hơi nước bao bọc người Từ Phục Quan ngưng tụ thành cột nước như mũi tên rời dây cung bắn hướng Trịnh Anh. Biết đối phương chuẩn bị dốc hết sức công kích, lòng Trịnh Anh lo lắng không thôi, hai tay siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, vận chuyển chân khí, chân dẫm mặt đất bay vọt lên cao né tránh cột nước trong đường tơ kẽ tóc. Trường kiếm đâm thẳng vào trái tim Từ Phục Quan. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng. Hừ! Thấy Trịnh Anh công kích, Từ Phục Quan nhếch môi khinh thường, kết ấn. Trong tay Từ Phục Quan hình thành một cái bao tay kỳ dị lóe ánh sáng màu lam, đằng trước có mũi nhọn sắc bén. Hai tay Từ Phục Quan luồn vào bao tay kỳ dị, bàn tay to co lại, chảo ấn như vuốt ưng. Phía trước tràn ngập ánh sáng màu lam, năm ngón khép lại nhanh như tia chớp chộp trường kiếm trong tay Trịnh Anh. Răng rắc. Không khí trên chảo ấn bị vặn vẹo, khí lưu hình thành vòng xoáy cỡ nhỏ. Trường kiếm của Trịnh Anh kêu lên răng rắc rồi gãy thành mấy mảnh vụn. Chảo ấn chứa kình khí hùng hồn tỏa ra, cùng lúc đó chảo ấn khác nhanh như tia chớp chộp tới trước mặt Trịnh Anh. Kình khí xé rách không gian, không khí chấn động liên tục. Biến đổi vượt sức tưởng tượng của Trịnh Anh, bao tay quái dị của Từ Phục Quan có thể trực tiếp đỡ nhát kiếm. Trịnh Anh nhanh chóng lùi ra sau, vận chuyển vội vàng chân khí dồn tới dưới chân, nàng vặn người né nhanh. Từ Phục Quan cười âm trầm. Khục khục, bao tay này luyện chế bằng bạch ngọc tinh thi. Không sợ binh khí bình thường. Trịnh Anh lùi lại rất nhanh nhưng tốc độ của Từ Phục Quan cũng không chậm, trong phút chốc chảo ấn của Từ Phục Quan tuy không cào trúng Trịnh Anh nhưng lại chụp vào vai trái của nàng. Chảo ấn móc vào xương, lực lượng cường đại bộc phát. Vai trái Trịnh Anh đau nhức, máu tuôn ồ ạt dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Mặt Trịnh Anh xanh mét, nhanh chóng kết ấn, chân khí nóng rực tuôn ra. Chân khí bộc phát, khí thế của Trịnh Anh tăng vọt. Một ngọn lửa bay ra khỏi tay phải Trịnh Anh ngưng tụ thành hình. Trịnh Anh hét to một tiếng. Liệt diễm toàn đao. Ngọn lửa trong tay Trịnh Anh biến thành đao quang bay ra, lửa rít gào. Đao quang tàn phá cắt vỡ không gian chém mạnh vào Từ Phục Quan. Đây là liệt diễm toàn đao vũ kỹ hỏa hệ hoàng cấp sơ giai Trịnh Anh mới tu luyện gần đây, là vũ kỹ lấy từ mật thất. Lúc này Trịnh Anh sử dụng liệt diễm toàn đao uy lực kinh người, không gian dao động kịch liệt. Cảm nhận khí thế của Trịnh Anh đột nhiên mạnh hơn, Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên. A, là vũ kỹ sơ giai hoàng giai. Trịnh Anh nhanh chóng thụt lùi, chảo ấn xoay chuyển, ánh sáng màu lam tuôn ra. Chảo co lại, chân khí đậm đặc hóa thành chảo ấn sắc bén ùa lên đầu ngón tay Từ Phục Quan nghênh đón liệt diễm toàn đao của Trịnh Anh. Bùm bùm bùm. Hai lực lượng cường đại va chạm, khí thế phá núi lấp sông va chạm mạnh vào nhau. Vị trí hai lực lượng đỡ upsilon.ng độ vang lên tiếng nổ điếc tai khắp chân trời. Kinh khí càn quét không gian xung quanh, bóng lửa tan tác. Kinh khí cuồng bạo xới tung mặt đất, phương xa đất đai nứt nẻ, các khe hở lan tràn, bụi đất mù mịt không gian. Cộp cộp cộp. Trong lực lượng cuồng bạo, Từ Phục Quan, Trịnh Anh cùng thụt lùi. Trịnh Anh bị thương trước, miệng vết thương chảy máu ảo ảo, mặt trắng bệch. Trịnh Anh sử dụng liệt diễm toàn đao uy lực cực kỳ cường đại, bề ngoài Từ Phục Quan không bị gì nhưng gương mặt tái xanh, hắn cũng đã kiệt sức rồi.
Từ Phục Quan lạnh lùng nhìn Trịnh Anh. Không ngờ Trịnh trưởng lão có vũ khí hoàng cấp sơ giai, chờ khi ta bắt Trịnh trưởng lão, ta muốn xem trưởng môn gì đó của các ngươi có tiếp tục co đầu rút cổ trốn nữa không. Từ Phục Quan thầm than may mắn gã có vũ khí bí mật, không thì cũng chẳng làm gì Trịnh Anh được. Một thanh âm vang lên. Vậy sao, ngươi muốn gặp ta thế sao? Bóng áo xanh xuất hiện bên cạnh Trịnh Anh. Người đến mặc áo xanh, một con rắn nhỏ vàng nhạt bám trên vai, khí thế âm hàn phát ra, là Lục Lâm Thiên vừa bế quan ra. Lục Lâm Thiên vừa mới xuất quan liền nghe tiếng động bên này nên chạy thẳng tới, hắn cũng thấy hết chuyện xảy ra. Lục Lâm Thiên biết mặt Từ Phục Quan từ ký ức trong đầu Hoàng Hải Ba, hắn suy đoán gần hết vụ việc. Lục Lâm Thiên cho rằng người La Sát Môn đến cửa là chuyện sớm hay muộn. Lục Lâm Thiên quan sát bốn phía, phát ra khí lạnh càng băng giá, khí thế khuếch tán. Từ Phục Quan nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gã biến sắc mặt hỏi. Ngươi là ai? Từ Phục Quan không chút cảm ứng được thiếu niên làm sao xuất hiện tại đây, lúc này gã nhìn kỹ thiếu niên vẫn không nắm chắc thực lực của hắn thế nào. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Ta chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, chẳng phải ngươi đang muốn tìm ta sao? Đầu mày Lục Lâm Thiên lạnh băng, La Sát Môn dám đến cửa đạp lên đầu hắn. Hôm nay Lục Lâm Thiên không giết Từ Phục Quan e rằng La Sát Môn nghĩ Phi Linh Môn dễ ăn hiếp. Từ Phục Quan sớm nghe nói trưởng môn của Phi Linh Môn là một thiếu niên chưa dứt sữa, nay thấy tận mắt làm gã giật mình. Ngươi chính là trưởng môn của Phi Linh Môn. Từ Phục Quan đánh giá Lục Lâm Thiên một lát sau, mở miệng nói. Ngươi đến rất tốt, biểu huynh của ta bị Phi Linh Môn giết, ngươi phải cho ta một giải thích không thì La Sát Môn ta và ngươi không yên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Từ Phục Quan, ngươi và Hoàng Hải Ba, còn một người khác trong La Sát Môn cùng nhau vây công giết hại trưởng môn đời trước Phi Linh Môn ta, món nợ này ta tính sổ với ngươi ngay bây giờ. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba, Lục Lâm Thiên biết Lục Thanh bị Hoàng Hải Ba, Từ Phục Quan cộng với một trưởng lão La Sát Môn vây công giết chết. Từ Phục Quan phải chết ngay tại đây. Từ Phục Quan biến sắc mặt bật thốt. Sao ngươi biết? Chuyện này chỉ có mấy trưởng lão La Sát Môn, Hoàng Hải Ba biết, Từ Phục Quan không ngờ thanh niên trước mắt cũng biết chuyện này. Từ Phục Quan hoảng loạn. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Trịnh Anh. Trịnh trưởng lão, các trưởng lão khác chưa xuất quan sao? Lục Lâm Thiên nhìn Trịnh Anh, vết thương nặng trên vai trái quá nặng, sức chiến đấu giảm đi, không đánh lại Từ Phục Quan được. Các trưởng lão khác không có mặt, chắc bận bế quan. Rất khó để một mình Lục Lâm Thiên giết Từ Phục Quan. Trịnh Anh nói, chưa, ta kêu các trưởng lão xuất quan ngay. Trịnh Anh nói rồi định đi thông báo các trưởng lão khác xuất quan. Trịnh Anh bị thương khá nặng, không thể đối phó Từ Phục Quan được, chỉ còn cách kêu các trưởng lão khác xuất quan. Lục Lâm Thiên nói nhanh, không cần, cứ để mấy vị trưởng lão bế quan đi, ta sẽ đối phó người này. Nếu đang trong lúc đột phá bị quấy rầy thì tổn thất lớn, nếu mấy trưởng lão đều đột phá sẽ giúp ích rất lớn cho Phi Linh Môn vững mạnh. Từ Phục Quan thì tu vi vũ phách nhị trọng, Lục Lâm Thiên biết hắn không đánh lại nhưng còn có Tiểu Long. Dựa vào Tiểu Long chưa chắc Lục Lâm Thiên không có khả năng đánh thắng, huống chi hắn tu luyện đầy đủ vũ kỹ ngũ hệ. Nếu vào phút mấu chốt buộc phải lật ngửa hết con bài thì cũng đành chịu, nhưng tóm lại hôm nay Lục Lâm Thiên nắm chắc có thể giết Từ Phục Quan. Trịnh Anh kinh ngạc giây lát sau nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, người này đã là vũ phách nhị trọng. Trịnh Anh biết Lục Lâm Thiên chỉ mới là vũ sư, hắn làm sao đánh lại vũ phách nhị trọng. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Không sao, Trịnh trưởng lão hãy giải quyết những người La Sát Môn khác, cứ giao người này cho ta. Tiểu Long lắc lư trên vai Lục Lâm Thiên, mắt nhìn chằm chằm Từ Phục Quan đứng đằng trước. Trịnh Anh chần chừ nói. Tuân lệnh trưởng môn, nhưng trưởng môn cẩn thận chút, đặc biệt là bao tay của Từ Phục Quan. Trịnh Anh lao tới vòng hỗn chiến. Nàng bị thương không đánh lại Trịnh Anh nhưng đối phó đám đệ tử vũ sư, vũ sĩ La Sát Môn thì dư sức qua cầu, không cần tốn nhiều công sức. Ầm ầm ầm. Trịnh Anh tham gia vòng chiến, chớp mắt có một đệ tử La Sát Môn vũ sư nhị trọng thủy hệ bị đánh bay mấy chục thước, tiếp theo bị đám đệ tử Phi Linh Môn hùa lên chém thành mấy khúc. Từ Phục Quan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nét mặt xa sầm cười lạnh nói. Tiểu tử, người mà cũng mơ đối phó với ta sao? Thiếu niên chỉ khoảng 17, 8 tuổi,
coi như hắn tu luyện từ lúc còn là thai nhi cũng không mạnh tới đâu, Từ Phục Quan không thèm để hắn vào mắt. Dường như đệ tử trong La Sát Môn bị thiếu niên đánh bị thương, thực lực tối đa chỉ là vũ sư. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đủ đối phó với ngươi. Lục Lâm Thiên thầm dặn dò Tiểu Long sẵn sàng. Từ Phục Quan cười âm hiểm, khinh thường liếc Lục Lâm Thiên, nói. Khục khục, giọng điệu thật cuồng ngạo, bằng vào nhãi danh chưa dứt sữa nhà ngươi sao. Đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Lục Lâm Thiên không để ý Từ Phục Quan trào phúng, hắn chậm rãi đến gần gã, khóe môi cong lên, chân khí tuôn ra. Đối phương là vũ phách nhị trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ sư nhị trọng, Lục Lâm Thiên muốn thử xem có thể vượt cấp khiêu chiến không. Thấy Lục Lâm Thiên bước tới gần, đôi mắt Từ Phục Quan càng lạnh lẽo, gã cảm nhận chân khí tuôn ra từ người hắn. Từ Phục Quan lạnh nhạt nói. Thì ra là vũ sư nhị trọng, tiểu tử ngông cuồng, ở trước mặt ta, người quá yếu. Từ Phục Quan hét to một tiếng. Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi sự khác biệt giữa vũ phách và vũ sư. Từ Phục Quan thấy phương xa Trịnh Anh hăng hái giết hai đệ tử La Sát Môn, cơn giận bùng cháy trong gã, chân khí hùng hồn bộc phát. Chân khí màu lam như hơi nước chấn động không gian xung quanh rung rinh, cột nước bắn ra. Lục Lâm Thiên vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng thì không dám coi thường, kết thủ ấn lập tức bày ra khải giáp thanh linh. Vải giáp vàng nhạt bao trùm khắp người Lục Lâm Thiên, hắn bước nhanh tới trước, thân thể kỳ dị nghiêng người. Một cột nước to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh kèm theo tiếng gió rít sắc bén xẹt qua mũi Lục Lâm Thiên. Kình phong cường đại quét tới làm Lục Lâm Thiên đau rát. Lục Lâm Thiên né thoát công kích của Từ Phục Quan, lạnh nhạt nói. Chỉ có thế. Từ Phục Quan đánh hụt cũng sửng sốt, gã không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Trông thấy vải giáp trên người Lục Lâm Thiên, nét mặt Từ Phục Quan xa sầm. Từ Phục Quan thì thào. Còn có loại vũ kỹ phòng ngự. Từ Phục Quan lạnh lùng cười. Tiểu tử, đến nữa. Từ Phục Quan vận chuyển chân khí dưới chân, nhảy vọt lên cao. Kinh khí cường đại tuôn ra, Từ Phục Quan kết ấn giữa không trung, chảo ấn xuyên qua bao tay sắc bén bay ra như đao phong xé rách không khí. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, chấn động sóng gợn không gian. Quả nhiên hơi kỳ dị. Lục Lâm Thiên nhìn đòn công kích, lúc trước Trịnh Anh trưởng lão nhắc nhở hắn chú ý bao tay của Từ Phục Quan, đúng là vật vô cùng sắc bén, không tầm thường. Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, luồng sáng nhạt nhanh như tia chớp bay vào mặt Từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt nói. Con rắn nhỏ. Từ Phục Quan không ngờ con rắn nhỏ trên vai Lục Lâm Thiên lao tới, ban đầu gã không chú ý đến con rắn, giờ thấy tốc độ của rắn nhỏ cực nhanh làm gã sửng sốt. Chảo ấn thay đổi quỹ tích công kích chém vào Tiểu Long. Vù vù vù. Nhưng lúc này thân hình Tiểu Long biến to, hóa thành hơn 80 thước. Cơ thể to lớn cùng với ngọn lửa nóng cháy đỡ upsilon.ng rách vách ngăn không khí, cái đuôi to quét qua đập mạnh vào chảo ấn của Từ Phục Quan. Bùm. Tiếng nổ vang điếc tai khắp không gian, hoa lửa bắn tứ tung. Chảo ấn của Từ Phục Quan cào chúng đuôi rạch ra vết nứt cạn, tóe lửa. Ngay lúc đó, lực lượng khổng lồ từ cái đuôi của Tiểu Long đập mạnh vào tay Từ Phục Quan, gã bị đánh bay ra phía sau, thụt lùi mấy chục bước mới đứng vững. Từ Phục Quan kinh ngạc nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của Tiểu Long, trong mắt hắn tràn ngập sự khó tin. Yêu thú này có thể biến to thu nhỏ, chỉ yêu thú tứ giai mới làm được. Nhưng khí thế trên người yêu thú này không bằng yêu thú tứ giai. Tiểu Long nặng nề rớt xuống đất, đôi mắt tức giận trợn trừng nhìn Từ Phục Quan. Gri gri. Vết cào trên vảy làm Tiểu Long thấy đau đớn. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Bao tay thất mạnh. Lục Lâm Thiên biết lực phòng ngự của Tiểu Long như thế nào, lúc này lân phiến trên thân Tiểu Long cũng bị cào rách, hèn gì Trịnh Anh trưởng lão bị cào nát thịt. Con rắn nhỏ mạnh vậy sao? Nhiều đệ tử Phi Linh Môn thấy Tiểu Long biến thành khổng lồ. Họ không nghĩ tới con rắn nhỏ xíu luôn quấn vai trưởng môn lại có thực lực trực tiếp đối kháng với cường giả vũ phách. Nhìn Tiểu Long to lớn, mọi người kinh thán đồ vật của trưởng môn luôn không tầm thường. Nhiều đệ tử kinh ngạc nói. Trưởng môn oách quá. Hỏa ảnh chỉ. Lục Lâm Thiên không dừng lại, năm chỉ ấn nóng cháy bay ra, năm chỉ ấn rạch phá không gian nhanh chóng lao tới trước. Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên. Vũ giả song hệ. Mới rồi đối phương sử dụng chân khí thuộc tính thổ lúc này là thuộc tính hỏa, thiếu niên là vũ giả song hệ. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng. Hừ.
ánh sáng lam lấp lóe trên chân Từ Phục Quan, gã biến mất. Năm hỏa ảnh chỉ đánh hụt, không đánh trúng người Từ Phục Quan. Lục Lâm Thiên nhìn Từ Phục Quan đột nhiên biến mất, con người co rút, dường như hắn không bất ngờ gì. Rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô khiến phản ứng của Lục Lâm Thiên đã đến trình độ thân thần hợp nhất, hắn nhanh chóng thụt lùi. Lục Lâm Thiên vừa lùi lại thì Từ Phục Quan như hồn ma xuất hiện sau lưng hắn. Chảo ấn xen lẫn kình phong cuồng bạo, thuộc tính thủy ẩm ướt cào mạnh vào lưng hắn. Không gian sóng gợn trực tiếp chấn mở, lực lượng một chảo này vô cùng cường đại. Cảm nhận lực lượng cường đại ập đến lưng mình, sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm. Lục Lâm Thiên đã kết ấn sẵn, luồng năng lượng màu lục bắn ra từ sau lưng hắn. Lục Lâm Thiên quát to. Mộc lao ra tỏa. Năng lượng màu lục nhanh như tia chớp bay ra, hư không chấn động. Sắc lục chói lòa tràn ngập, năm cọc gỗ thô cỡ miệng chén xoay tít quay quanh chảo ấn của Từ Phục Quan. Dòng không khí bị đè ép kêu ù ù, khí thế cường đại đè xuống chảo ấn. Từ Phục Quan giật mình kêu lên. Vũ giả tam hệ, không ngờ là vũ giả tam hệ. Vũ kỹ mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thiếu niên là vũ giả tam hệ trong vạn người chỉ có một. Có Trịnh Anh tham gia. Đám đệ tử La Sát Môn đã bị giết sạch, chỉ có còn hai người vũ sư nhất trọng bị mấy đệ tử Phi Linh Môn bắt giữ không thể nhúc nhích. Trong Phi Linh Môn có mười mấy đệ tử bất hạnh chết đi, khá nhiều người bị thương. Nếu không có Trịnh Anh tham gia e rằng càng nhiều người tử thương hơn nữa. Đám đệ tử Phi Linh Môn nhìn chằm chằm trưởng môn thi triển vũ kỹ mộc hệ, rất là kinh thán. Vũ giả tam hệ đối với bọn họ là rất xa xôi. Trưởng môn là vũ giả tam hệ, trời. Từ Phục Quan nét mặt xa sầm nói. Chỉ tiếc thực lực của ngươi quá thấp. Song chảo tàn phá, chảo quang tuôn ra xé rách không gian, xẹt qua vài vệt không gian. Từ Phục Quan quát to. Phá. Chảo ấn xuyên qua không gian đâm thủng năm cọc gỗ xoay tít. Bùm bùm bùm. Năng lượng khuếch tán, giữa không trung vang tiếng nổ điếc tai, chấn động không gian nổi lên gợn sóng vặn vẹo. Năng lượng màu lục như pháo hoa tán loạn. Vù vù vù. Chảo ấn bay ra, xuyên thấu không khí cách trở chớp mắt lao hướng Lục Lâm Thiên. Gri gri. Một luồng sáng vàng nhạt lao về Upsilon T tới, lửa vàng bao phủ không trung đằng trước. Lửa màu vàng hùng hồn giấy lên bao phủ không gian vài trăm thước, dòng không khí bị đốt bốc khói trắng. Xèo xèo. Lửa vàng đốt năng lượng chảo ấn chỉ chống đỡ giây lát đã bị đốt sạch. Tiểu Long ở giữa không trung lao xuống, cơ thể to lớn vạch đường cong. Cái đuôi to xuyên thấu không khí cách trở rơi xuống đất trước, Tiểu Long phản xạ cuộn cái đuôi lại, ngẩng cao đầu to xoay tròn lao hướng Từ Phục Quan. Toàn thân Tiểu Long bốc cháy lửa vàng, mồm đỏ như máu há to, miệng phun ra cột lửa. Ngọn lửa phô thiên cái địa đổ ập xuống Từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt, lửa của yêu thú này quá khủng bố. Lửa chưa đến gần Từ Phục Quan đã cảm giác như ở trong biển lửa, ngọn lửa làm tim gã đập nhanh. Chân khí vận chuyển dưới chân, Từ Phục Quan nhanh chóng thụt lùi, gã không dám đối kháng lửa trong miệng Tiểu Long. Vù vù vù, lửa vàng nóng cháy như đốt lan tràn thảo nguyên mạnh mẽ đổ ập xuống đất. Mặt đất mấy trăm thước bị khét đen, đất đai nứt rạn. Thấy Tiểu Long khủng bố như thế này, đám người Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên. Yêu thú này lợi hại quá. Vù vù vù, trong không gian phía xa Lục Lâm Thiên liên tục kết ấn. Trong không khí tụ tập năng lượng cường đại hóa thành ánh sáng bảy sắc chói mắt. Mọi người chỉ thấy đoàn sáng bảy sắc rực rỡ tràn ngập hơi thở siêu kinh khủng, hư không vặn vẹo. Từ Phục Quan mới thụt lùi né đòn công kích của yêu thú kỳ dị, cảm giác khí thế trên người Lục Lâm Thiên, giật mình kêu lên. Đây là vũ kỹ gì? Sắc mặt Từ Phục Quan xa sầm, thân hình lao nhanh hướng Lục Lâm Thiên. Tiểu Long gầm gừ. Gri gri. Tiểu Long và Lục Lâm Thiên tâm linh tương thông, thân thể cao lớn nhảy lên, tốc độ nhanh hơn Từ Phục Quan mấy phần. Cái đuôi to quất vào Từ Phục Quan. Sắc mặt Từ Phục Quan âm trầm, quanh người gã đã dựng lên hộ thân cương khí. Đôi vuốt sắc bén giơ lên như chim ó vồ mồi, chảo ấn chụp tới làm cho hư không vặn vẹo, lực lượng xé trời chộp mạnh xuống Tiểu Long. Bùm! Lực lượng cường đại đỡ Upsilon.NG chạm, không khí bị đè ép biến hình. Vang lên tiếng nổ điếc tai, năng lượng khổng lồ tàn phá xung quanh. Đuôi Tiểu Long trúng móng vuốt bắn ra hoa lửa, bị rạch ra mấy vệt dài, phải tóe lửa, cơ thể to lớn bị hất văng. Cộp cộp, Từ Phục Quan cũng không tốt hơn gì,
thân hình bị sức mạnh hất bay lảo đảo lùi hơn chục thước mới ổn định thân hình, sắc mặt lại tái xanh. Tử Phục Quan thầm cảm thán rằng, lực phòng ngự thật mạnh. Uy lực bao tay này có thể xé nát yêu thú tứ giai nhưng cào chúng yêu thú như con rắn chỉ để lại một vệt chày. Vù vù vù. Tử Phục Quan đáp xuống đất rồi lại nhảy lên, chân khí cuồng bạo tàn phá. Tàn ảnh Tử Phục Quan lại nhào hướng Lục Lâm Thiên, Tiểu Long có thể đối kháng lại Tử Phục Quan nhưng không cách nào ngăn cản cường giả vũ phách nhị trọng. Lục Lâm Thiên sầm mặt, thủ ấn liên tục biến đổi, năng lượng cuồng bạo, linh lực dao động người bình thường khó phát hiện. Năng lượng cuồng bạo trên ánh sáng thần dị quanh người Lục Lâm Thiên yên lặng lại, mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thẫm. Giống như phượng hoàng lửa, lửa cháy hừng hực quanh cơ thể to lớn, đuôi bảy sắc, đôi cánh dương rộng đầy lửa, không gian dao động. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Chu Tước Quyết. Hai tay Lục Lâm Thiên kết ấn cuối cùng, năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thẫm đập cánh lao tới. Chân khí của Lục Lâm Thiên rót vào năng lượng thể Chu Tước. Con chim đỏ xẹt qua không gian, thân thể trướng to ra 200 thước, lửa quanh thân lan rộng, khí thế khủng bố, cuồng bạo phóng lên cao. Lúc này Lục Lâm Thiên là vũ sư nhị trọng, so với lúc vũ sĩ vận dụng Chu Tước Quyết thì uy lực mạnh gấp mấy lần. Năng lượng cuồng bạo đủ làm đẳng cấp vũ sư tim đập nhanh. Cảm giác khí thế khủng bố ập đến, Tử Phục Quan biến sắc mặt. Sao thực lực của đối phương, vì sao lực công kích mạnh như vậy? Lực công kích làm Tử Phục Quan thấy nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu tử này luôn giấu nghề? Tử Phục Quan quát to. Thủy vụ diệt sát. Tử Phục Quan nhanh chóng đánh ra thủ ấn, đôi bao tay biến mất từ bao giờ. Thủ ấn Tử Phục Quan đánh ra, năng lượng thuộc tính thủy dao động, co rút lại. Năng lượng thuộc tính thủy sôi trào trong không gian thiên địa thoáng chốc tụ lại thành hơi nước cuồng bạo chỉ trong vòng 2 giây. Trong hơi nước, ánh sáng lam chói mắt sâu thẳm, khiến người nhìn một cái sẽ bị hút luôn linh hồn. Trong xương nước tràn ngập vô số đao nhẫn gào thét xé nát không gian. Năng lượng khủng bố khuếch tán trong không gian. Vẻ mặt Trịnh Anh căng thẳng bật thốt. Tử Phục Quan dốc hết sức rồi. Tử Phục Quan đã dốc hết sức ra, trưởng môn chỉ có tu vi vũ sư, hắn có thể đối kháng lại được không? Bốp, bốp, bốp. Hơi nước giằng xé vang lên một chuỗi tiếng nổ, xé rách không gian, sóng gợn lăn tăn. Hơi nước nhanh như tia chớp va chạm mạnh với Chu Tước Quyết Lục Lâm Thiên ngưng kết. Hai lực công kích chứa năng lượng đáng sợ khiến người ngạc nhiên. Mấy trăm người nhìn chằm chằm hai lực công kích đỡ Upsilon.NG vào nhau như bom nổ. Thể năng lượng Phượng Hoàng phát ra tiếng hót cao về Upsilon T. Két két. Thanh âm xuyên thấu không gian. Hai năng lượng khủng bố va chạm. Năng lượng hình Phượng Hoàng khổng lồ mang theo nhiệt độ cao kinh khủng đỡ Upsilon.NG vào đao nhẫn hơi nước. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như sấm sét. Hai năng lượng đáng sợ va chạm làm không gian gợn sóng, xâm thực nhau, lực lượng cuồng bạo đè ép không gian nhăn nhúm. Lục Lâm Thiên đã đánh ra thủ ấn cuối cùng, mặt không còn chút máu. Phượng Hoàng thể năng lượng đỏ thấm đập cánh, đao nhẫn hơi nước phô thiên cái địa bao trùm không gian thoáng chốc hóa thành cho tàn, Phượng Hoàng ảo cũng biến mất. Cuối cùng ngưng kết thành quả cầu lửa khổng lồ cực nóng, hỏa cầu bạo động rồi trướng to. Không gian nổ tung. Bùm bùm bùm. Lửa bắn tứ tung bao phủ không gian, hơi nước tàn phá. Phạm vi gần ngàn thước năng lượng hóa thành cơn gió tàn phá thổi quét. Ầm ầm ầm. Không gian không ngừng nổ vang, từng vằn sóng năng lượng khủng bố khổng lồ như thực chất hóa khuếch tán từ vị trí không gian vỡ ra. Năng lượng đáng sợ gợn sóng lan tràn. Đám đệ tử Phi Linh Môn và Trịnh Anh kinh hoàng vội vàng thụt lùi. Bọn họ biết rõ nếu bị năng lượng cuồng bạo này đỡ Upsilon.NG vào sẽ xui xẻo, dù là Trịnh Anh cũng không dám tiếp xúc với năng lượng này. Khí thể cuồng bạo kinh khủng dần tan biến, mọi thứ trở về bình tĩnh. Không gian to lớn hỗn độn, hố to to gồ ghề xuất hiện trước mắt mọi người. Quảng trường hoang tàn, mặt đất bị xới tung mảng lớn.